Dương Nghị Vân đối phương đông người sát thứ này là thực sự có chút vô ngữ, gặp phải chuyện gì, chút nào không thèm nghĩ hậu quả, ngược lại là nóng lòng muốn thử. Bất quá phương đông người sát cái này đề nghị hắn là tán thành. Bọn họ mấy cái tiến vào nguyền rủa nơi, chung quy mục đích chính là vì tăng lên thực lực. Đã có một cái hắc hà bảo tàng tồn tại, hơn nữa có sẵn manh mối, nếu là không đi tìm nhìn xem, chẳng phải là bạch bạch lãng phí cơ hội. Vậy đi xem. Cuối cùng Dương Nghị Vân gật đầu, đến nỗi Lạc Dương cùng Tuyết Hương các nàng còn lại là không ý kiến, Dương Mỗ Nhân nói cái gì đó chính là cái gì đi. Kế tiếp có cái nan đề là, hắc hà ở địa phương nào? Người đi xem tên kia sát thủ chứa đựng nhẫn, độc cô gia sát thủ chi gian đều là chỉnh thể bọn họ chi gian nhất định có liên hệ phương thức. Phương đông người sát đề nghị. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, trong tay một phen đem tên kia sát thủ chứa đựng nhẫn lấy ra tới, tiên thức tiến vào xem xét bên trong đồ vật, quả nhiên thật đúng là bị hắn tìm được rồi. Sát thủ chứa đựng nhẫn chung có một quả đưa tin phù tồn tại. Loại này đưa tin phù là tu sĩ chi gian quen dùng thông tin công cụ, lấy ra tới vừa thấy, trong đó có lập lòe điểm đỏ, khoảng cách còn rất xa, nghĩ đến hẳn là chính là cửu kiếm tiên quân bọn họ. Dương Nghị Vân nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi, khoảng cách không ngắn. Năm người thừa kỵ răng cưa chim bay nhảy dựng lên, truy tìm cửu kiếm tiên quân tung tích mà đi, hắc hà bảo tàng, Dương Nghị Vân cũng nghĩ phân một ly canh. Nguyên rủa nơi trừ bỏ dày nặng tang thương hơi thở ở ngoài, mặt khác hoàn cảnh tựa hồ cùng bên ngoài không có gì bất đồng, từ trên cao đi xuống xem có sơn có thủy có rừng cây. Chính là cảm giác thượng toàn bộ nguyên rủa nơi hơi thở bất đồng với ngoại giới. Dương Nghị Vân năm người đều thừa kỵ răng cưa chim bay hành, thời gian thượng cũng mau một chút chút, mình mang biển mây ngược lại cùng hạ giới không sai biệt nhiều giống nhau. Nghĩ đến hạ giới thời điểm, Dương Nghị Vân cầm lòng không đậu nghĩ tới Vân Môn con cháu. Nhịn không được hỏi bên người phương đông người sắt cùng Lạc Dương nói, các ngươi nói tu chân giới phi thăng giả yêu cầu bao nhiêu thời gian. Hắn phi thăng tu chân giới đều đã 3.000 năm tả hữu, lẽ ra Vân Môn con cháu cũng nên phi thăng tiên giới mới đúng. Phương đông người sắt nhếch miệng nói, cái này ai cũng nói không chừng, không có cố định thời gian, muốn dựa cá nhân ngộ tính, yêu cầu hiểu được đến tiếp dẫn ánh sáng mới được, hơn nữa thường thường đều không dễ dàng, ta nghe lão gia tử nói qua, có chút người khả năng sẽ là cả đời, đều phi thăng không được tạp ở phi thăng cảnh. Hiểu được tiếp dẫn ánh sáng mới là trọng điểm, là thiên đạo giao cho người tu chân khen thưởng cũng là khảo nghiệm, nhưng yêu cầu tự thân đi hiểu được, đều không phải là thời gian nhiều ít vấn đề. Với thời gian không có bất luận cái gì quan hệ, có chút người có lẽ chính là mấy ngày mấy năm thời gian, cũng có người yêu cầu mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm, thậm chí còn vĩnh viễn hiểu được không đến tiếp dẫn ánh sáng. Mọi người đều biết Dương Nghị Vân là từ hạ giới phi thăng đi lên, tự nhiên biết Dương Nghị Vân lo lắng cái gì, đơn giản là hạ giới có môn đồ thân nhân. Vân tử loại sự tình này thuận theo tự nhiên đi, đây là thiên đạo quy tắc, ai cũng không có cách nào suy nghĩ, nên phi thăng tự nhiên sẽ phi thăng. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, hiện tại phỏng chừng còn sớm đi, người mới đến tiên giới nhiều ít năm. Điểm này thời gian đối tiên nhân tới nói gần là búng tay vung lên thời gian phương đông người sắt nói. Dương Nghị Vân nghe phương đông người sắt nói chuyện gật gật đầu, đó là biết, kỳ thật hắn cũng hy vọng Vân Môn những cái đó thân nhân bằng hữu phi thăng sẽ vãn một chút chút càng tốt. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, loại sự tình này hắn can thiệp không đến, cũng không biện pháp đi can thiệp. Hiện tại chỉ là hy vọng Vân Môn đệ tử phi thăng thời gian có thể vãn một ít, hắn đâu. Hắn có thể ở trưởng thành một ít, tu vi càng cường đại hơn một ít, đến lúc đó liền tính là đi tìm Vân Môn đệ tử cũng có cái kia thực lực, phi thăng địa điểm phi thăng chỉ từ từ đều không phải cố định, hơn nữa mỗi người phi thăng thời gian đều bất đồng, không hề nghi ngờ Vân Môn đệ tử phi thăng thời điểm đều không phải ở bên nhau. Cũng là từ bọn họ mỗi người phi thăng lúc sau bắt đầu, muốn đi con đường của mình. Là phúc hay họa chỉ có thể dựa bọn họ mỗi người chính mình. Hắn tuy rằng lo lắng, nhưng ở này đó sự tình thật đúng là không có cách nào, có thể làm chỉ có làm thực lực của chính mình tu vi không ngừng cường đại, đến lúc đó liền đi tiên giới một đám đi tìm bọn họ, cũng có cái kia thực lực tư bản. Hiện tại hắn biết chính mình tưởng có điểm nhiều. Trước mắt vẫn là đem nguyền rủa nơi lần này rèn luyện chi đường đi hảo đi. Không nói Vân Môn những cái đó thân nhân bằng hữu, liền nói ở tiên giới chính hắn. Kỳ thật chân chính nói tỉ mỉ lên, cũng là đang ở đại trong lúc nguy hiểm. Trêu chọc phu tôn thế lực, tương lai địch nhân chú định là tiên giới đứng đầu tồn tại, bằng hắn hiện tại tu vi, nếu là vu tôn thế lực chân chính phái ra người ra tay thời điểm, chính là hắn đại kiếp nạn bắt đầu.
cho nên Dương Nghị Vân biết chính mình hiện tại muốn làm gì. Nguyên rủa nơi có độc cô gia sát thủ, có phong hào tiên quân tồn tại, có hắc hà bảo tàng manh mối, này với hắn mà nói họa phúc tương y, nhưng lại cũng là một cái tăng lên thực lực tu vi cơ hội. Trong truyền thuyết hắc hà bảo tàng, tất nhiên là không giống bình thường, nếu không cửu kiếm tiên quân sao lại mang theo độc cô gia bạc trắng sát thủ toàn thể xuất động. Tất nhiên là có thật lớn chỗ tốt hấp dẫn bọn họ. Tình huống hiện tại là, nếu chú định cùng độc cô gia đối thượng, kia hắn cũng không để bụng, hắc hà bảo tàng bọn họ mấy cái cũng đi thử thử, vạn nhất có cơ duyên đâu. Tiên quân lúc đầu tu vi, còn xa xa không đủ, hắn yêu cầu cảnh giới thượng hiểu được, yêu cầu các phương diện tu luyện. Trong tay có bạc trắng sát thủ đưa tin phù ở, tìm kiếm hắc hà nơi lại cũng có mục tiêu, hoặc là nói bọn họ mấy cái là đi truy tìm cửu kiếm tiên quân mà đi. Cũng không biết nguyền rủa nơi có bao nhiêu đại diện tích, dù sao từ đưa tin phù thượng xem, bọn họ khoảng cách cửu kiếm tiên quân còn có rất xa khoảng cách, điểm này đến là không nóng nảy, chỉ cần có đưa tin phù nơi tay, sớm hay muộn là có thể tìm được. Ở phía chân trời phi hành hết sức, tốc độ là thực mau, xuyên qua ở tận trời chung, thừa kỵ răng cưa điểu, thoạt nhìn thực phong cách, nhưng là loại này phong cách cũng không có liên tục bao lâu liền xuất hiện biến cố. Răng rác, ầm ầm ầm. Bỗng nhiên chi gian thiên địa biến sắc, không hề dấu hiệu đáng nói. Tiểu tâm, giống giống, Dương Nghị Vân hô to, răng cưa điểu vương cũng phát ra bất an giống lên một tiếng. Giờ phút này phương đông người sắt cũng là mở miệng nói, không hảo có lôi vân gió lốc, chúng ta nhanh lên hạ. Ầm ầm ầm, phương đông người sắt một câu đều không có nói hoàn chỉnh, toàn bộ thiên địa liền đã xảy ra phong vân đại biến động. Bốn phương tám hướng đột nhiên có cuồn cuộn quay cuồng lôi vân hội tụ mà thành, mắt thường đều có thể thấy được cuồn cuộn mây đen chung sấm sét ầm ầm, cường đại gió lốc xoay tròn chung, bỗng nhiên chi gian liền đưa bọn họ năm cái cuốn tịch ở trong đó. Nguyên bản đi, bọn họ mấy cái lựa chọn trời cao tế phi hành chính là cho rằng nguyền rủa nơi không trung phong khinh vân đạm cùng hạ giới giống nhau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chút nào không tồn tại vấn đề. Kết quả hiện tại thoạt nhìn là bọn họ chắc hẳn phải vậy. Không phải không thành vấn đề, mà là có vấn đề lớn. Ai có thể nghĩ đến tinh không vạn lý không trung sẽ đột nhiên xuất hiện lôi vân gió lốc. Cường đại lôi vân gió lốc dưới, 5 người cùng răng cưa điểu tất cả đều bị bao phủ ở bên trong đi vào. Này cũng coi như là thiên nhiên lực lượng, tại đây chờ lực lượng hạ, liền tính là Dương Nghị Vân 5 người bao gồm 5 đầu răng cưa điểu cũng đều là không có biện pháp phản kháng. Căn bản là không kịp nghĩ nhiều cái gì, một chút đã bị cuốn tịch đi vào. Trời đất quay cuồng chung hỗn loạn răng cưa điểu gào giống thanh. Dương Nghị Vân chỉ có một ý niệm, lần này phải bị cuốn tịch đi nơi nào. Là phúc hay họa a? Hắn trong lòng sinh ra một cổ vô lực cùng đối thiên nhiên lực lượng sợ hãi. Tiên nhân thì thế nào, tại đây chờ thiên nhiên lực lượng dưới, còn không phải không hề trói gà chi lực, không hề có phản kháng. Một cái thình lình xảy ra lôi vân gió lốc liền đưa bọn họ toàn quân hủy diệt, đây là kiểu gì lực lượng? Đây là thiên địa chi uy, Dương Nghị Vân lĩnh ngộ pháp tắc khí chàng có thể vận dụng một chút khí chàng mượn đến thiên địa chi thế, là có thể nháy mắt hạ gục tiên vương, đủ để thuyết minh thiên địa chi uy. Bất quá loại này cuốn tịch chi cũng không có liên tục bao lâu, ngay sau đó bốn phía phong vân liền tiêu tán không thấy. Chính là Dương Nghị Vân cảm giác chung đã như là cả người bị rút cạn huyết nhục lực lượng, mệt nhọc tới rồi cực hạn, nhưng bực này thật lớn lực lượng tiêu tán lúc sau. Hắn cũng ở nháy mắt mí mắt một trọng hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Nghị Vân cảm giác chính mình trên mặt có ướt át, mông mủ chung hắn tựa hồ nhìn đến một nữ tử ở chính mình trên mặt không ngừng hôn môi. Theo bản năng Dương Mỗ Nhân đáp lại qua đi. Nhưng kế tiếp hắn đột nhiên cảm giác trong miệng hương vị có chút không thích hợp, cư nhiên hàm chung mang toan. Gì? Lẽ ra? Hôn môi nhi hương vị không phải như vậy à? Hắn tư duy ở thời điểm này khôi phục một ít, đôi mắt cũng rõ ràng vài phần. Ngay sau đó hắn rốt cuộc thấy rõ ràng. Ta đi. Một lộc cộc ngồi dậy, lại là nhìn trước mắt răng cưa điểu vương dở khóc dở cười. Phi phi. Há mồm mãnh phun. Hiện tại rốt cuộc chúng, mẹ nó không phải cái gì thiên nữ cùng chính mình thân thiết, mà là răng cưa điểu vương thứ này dùng miệng ở trên mặt hắn L.I.O.T.A. hắn. Trách không được hương vị không đúng. Răng cưa điểu vương nước miếng tự nhiên cùng tiên nữ là không giống nhau. Làm nửa ngày hắn là ăn nửa ngày răng cưa điểu vương nước miếng. Trong khoảng thời gian ngắn Dương Mỗ Nhân bóng ma tâm lý đều ra tới. Này mẹ nó gọi là gì chuyện này a? À? Nhìn có chút vô tội răng cưa điểu vương,
Dương Nghị Vân thật đúng là không thể mắng to nó, bởi vì hiện tại xem ra, hắn là ngất xỉu đi sau, răng cưa điểu vương ở trên mặt hắn Liota hắn, là tưởng đánh thức hắn cái này chủ nhân. Nhưng hắn lại trở thành một hồi mộng xuân, thật sự là. Tính, kiểm ti a rồi một chút thân thể trừ bỏ có chút đau đớn ở ngoài, cũng không có cái gì không khỏe. Hồi tưởng phía trước bị lôi vân gió lốc cuốn tịch, cũng không biết bị cuốn tịch tới rồi địa phương nào, hắn hiện tại vị trí nơi là ở một mảnh thảo nguyên giống nhau địa phương. Bốn phía không có nhìn đến phương đông người sắt cùng Lạc Dương bọn họ. Tiên thức phóng thích đi xem xét lại là căn bản sử dụng không được, trong tầm mắt đánh giá nơi nơi đều là thấp bé đồi núi, phập phập phồng phồng thành đàn đĩa liền. Cũng không biết bị lôi vân gió lốc cuốn tịch tới rồi chỗ nào, bên người chỉ có răng cưa điểu vương tồn tại. Dương Nghị Vân sắc mặt một bên hỏi răng cưa điểu vương, những người khác đâu? Giống giống răng cưa điểu vương gầm nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hảo đi, một trận gió to quát bay mọi người, hắn hiện tại cùng răng cưa điểu vương ở bên nhau còn hảo thuyết, Dương Nghị Vân lo lắng chính là Tuyết Hương cùng cảnh sán hai cái. So sánh với dưới Lạc Dương cùng phương đông người sát Dương Nghị Vân ngược lại không lo lắng, bởi vì này hai người đều là tiên vương lúc đầu tu vi cảnh giới, thiết đều không phải tầm thường tiên vương. Phương đông người sát chính là Đông Phương gia tộc độc đinh, lão gia tử nhà hắn càng là phong hào tiên đế nhân vật, muốn nói phương đông người sát không có áp dương thủ đoạn đánh chết Dương Nghị Vân đều không tin. Đến nỗi Lạc Dương tuy rằng trong cơ thể có thần ma ý thức tồn tại, có chút không ổn định, nhưng cũng đúng là có ma thần ý thức tồn tại chú định nàng không giống người thường, thời khắc mấu chốt ma thần ý thức đều sẽ nhảy ra hỗ trợ. Mà Tuyết Hương cùng cảnh sán so sánh với, Tuyết Hương là đặc thù yêu tu, muốn so cảnh sán cường đại. Các nàng hai cái đều bước vào tiên quân lúc đầu, nhưng cảnh sán là nhân tộc, ngược lại muốn nhược một ít. Dương Nghị Vân lo lắng hai nữ. Trước mắt căn bản không biết bọn họ bốn cái bị lôi vân gió lốc cuốn tịch tới rồi nơi đó đi. Nói không lo lắng là giả, duy nhất vui mừng chính là, ở lôi vân gió lốc chung cũng không có chịu cái gì thương, hắn nếu không bị thương, như vậy trước tới những người khác cũng nên sẽ không có việc gì. Bất quá nơi này dù sao cũng là nguyền rủa nơi. Hàng đầu nhiệm vụ là tìm được bọn họ bốn cái mới được. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân đối răng cưa điểu vương nói, răng cưa vương phi thấp một ít, tìm kiếm bọn họ bốn người. Giống giống. Răng cưa vương tên này là có sẵn, Dương Nghị Vân thuận miệng đã kêu ra tới. Không trung phía trên hắn là không dám ở phi hành, nhìn vạn dặm không mây phía chân trời phía trên cư nhiên tồn tại lôi vân gió lốc, nơi này quá mức quỷ dị, vẫn là làm răng cưa điểu vương bay lên đi tìm đi. Răng cưa điểu vương dù sao cũng là loài chim bay hung thủ, ở phía chân trời phía trên phi hành chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có việc gì, hơn nữa lại là hồng hoang hung thú, ở một ít nguy hiểm phương diện, muốn so nhân loại cảnh giác nhiều. Đến nỗi hắn liền trên mặt đất tìm kiếm đi, tin tưởng bọn họ mấy cái cũng sẽ không khoảng cách quá xa. Răng cưa điểu vương gầm nhẹ một tiếng bay lên không trung mà đi. Dương Nghị Vân cũng lựa chọn một phương hướng đi đến. Nơi này địa hình tất cả đều là thấp bé đồi núi tựa hồ là một đám đại nấm mổ giống nhau, cho hắn cảm giác giống như là một cái mê cung trận pháp giống nhau, thật là kỳ quái. Mấu chốt liếc mắt một cái nhìn lại mênh mông vô bờ, tất cả đều là cái dạng này địa hình, tìm cá nhân sợ là thật đúng là không dễ dàng. Dương Nghị Vân có chút cười khổ, cái này kêu chuyện gì, bọn họ mấy cái tiến vào còn không có ở bên nhau bao nhiêu thời gian đã bị tách ra. Bất quá từ giờ trở đi Dương Nghị Vân cũng đáp nổi lên 12 vạn phần tinh thần, càng thêm cảnh giác lên, bởi vì từ lúc bắt đầu tiến vào nơi này mặc kệ là nhân vi vẫn là thình lình xảy ra biến cố đều là biến đổi bất ngờ. Nơi đây bị xưng là nguyền rủa nơi, tất nhiên không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy an tường yên lặng, ngược lại hẳn là nơi trốn tràn ngập nguy cơ. Một cái vô ý liền sẽ lật thuyền trong mương, Dương Nghị Vân không thể không cẩn thận. Hiện tại hắn chỉ hy vọng mau chóng tìm hắn phương đông người sát cùng Lạc Dương bốn người, sau đó tiếp tục dựa theo vốn có cơ hội đi truy tìm cửu kiếm tiên quân dấu chân, tìm được Hắc Hà bảo tàng mưu cầu một phần cơ duyên. Đây cũng là bọn họ mấy cái tiến vào ước nguyện ban đầu, vì rèn luyện mục đích chính là tăng lên tu vi. Chẳng qua Dương Nghị Vân trăm triệu không nghĩ tới đụng phải một lần lôi vân gió lốc xác thật làm nàng chuyến này tràn ngập rất nhiều thay đổi. Đương nhiên cũng là hắn thực lực tăng lên đại chuyển biến bắt đầu. Mỗi một khắc đường hắn vượt qua một ngọn núi khâu, bỗng nhiên dừng lại toàn thân căng chặt lên, làm ra phòng ngự, nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắn cảm thụ có thứ gì tới gần, trong không khí dao động có biến hóa. Ngay sau đó quả nhiên trước mắt quang mang chợt lóe,
xuất hiện một bóng người lại như là từ trong không khí đi ra giống nhau, hơn nữa hỗn loạn một cổ tử âm phong. Nguyên bản Dương Nghị Vân trong tay dự trữ cường đại lực lượng muốn một trưởng chụp qua đi, nhưng lại là một tiếng mang theo kính ý nói chuyện vang lên. Mạt tướng bái kiến chủ thượng. Một câu xuất hiện, làm Dương Nghị Vân vội vàng dừng đánh ra đi một trưởng, định nhãn vừa thấy vầng sáng tan đi lại đúng là Mông Điềm thủ hạ một người quỷ tiên. Lúc trước hắn phái ra đi một đôi quỷ tiên đi ra ngoài tìm kiếm Mông Điềm rơi xuống, vẫn luôn đều không có tin tức truyền đến, hiện tại xác thật xuất hiện cái thứ nhất quỷ tiên. Mông Điềm cùng quỷ tiên đại quân tu luyện công pháp đều là hắn truyền lại phong đô quyết, tương đối chi gian Dương Nghị Vân tự nhiên cùng mỗi một quỷ tiên chi gian đều sẽ có cảm ứng, thậm chí còn lúc trước phái ra đi này một đôi quỷ tiên đều để lại ấn ký ở hắn nơi này, vì chính là có thể kịp thời thông báo tin tức. Hơn nữa mỗi một cái quỷ tiên cùng Mông Điềm chi gian đều là có cảm ứng, tìm kiếm Mông Điềm rơi xuống nhất thích hợp bất quá, này đó quỷ tiên tuy rằng tu vi đều là kim tiên cấp bậc không coi là quá cao, nhưng lại bởi vì tu quỷ đạo độc đáo bọn họ giống như là bóng dáng giống nhau, sau khi ra ngoài chỉ cần tiểu tâm một ít liền sẽ không có việc gì, tìm kiếm Mông Điềm nhất thích hợp. Mông Điềm lúc trước là cùng Tuyết Hương cùng nhau tới tìm kiếm hắn, kết quả xác thật Tuyết Hương bị Vu Tôn chi tử bắt lấy ở chợ đen bán đấu giá. Mà dựa theo Tuyết Hương cách nói Mông Điềm bị thương nặng lúc sau mất đi tung tích, nhưng tuyệt đối vẫn là ở hỗn loạn tiên vực. Bởi vậy Dương Nghị Vân phái ra đi một đôi quỷ tiên đại quân đi tìm, chỉ cần Mông Điềm còn ở hỗn loạn tiên vực liền nhất định có thể tìm được. Chẳng qua không nghĩ tới một chút đi qua mười mấy năm. Vẫn luôn đều còn ở lo lắng, hiện tại nhìn đến cái này quỷ tiên xuất hiện, Dương Nghị Vân trong lòng chính là vui vẻ, hắn tin tưởng quỷ tiên liên hệ tới rồi hắn, đã nói lên đã có Mông Điềm tin tức. Nhưng nơi này là hỗn loạn tiên vực nguyền rủa nơi, chẳng lẽ Mông Điềm cũng xuất hiện ở nguyền rủa nơi? Trong lòng nghĩ, Dương Nghị Vân vung tay lên đem tên này quỷ tiên nâng dậy hỏi, đứng lên mà nói, có phải hay không có Mông Điềm tin tức? Chủ thượng anh minh, chúng ta đích xác truy tia, tới rồi đại soái tung tích, nhưng là thuộc hạ vô năng, không có thể cứu trở về đại soái. Chúng ta lúc ấy đi ra ngoài trăm người đại đội, thông qua cùng đại soái chi gian cảm ứng truy tìm tới rồi nguyền rủa nơi, cũng rốt cuộc ở 10 ngày trước tìm được rồi đại soái. Nhưng lại là phát hiện đại soái đã bị người thao tác, thuộc hạ đám người ý đồ nghĩ cách cứu viện, nhưng lại không phải đối phương đối thủ, ngược lại cơ hồ bị người diệt toàn bộ, cuối cùng chỉ có 5 người chạy thoát đi ra ngoài, chúng ta tách ra chạy trốn, chỉ có thuộc hạ xem như vận khí tránh được một kiếp. Nguyên bản thuộc hạ là chuẩn bị phản hồi hỗn loạn tiên thành cấp chủ thượng báo tin, nhưng ở ngày hôm qua cảm nhận được chủ thượng ngài hơi thở, một đường liền tìm lại đây, rốt cuộc gặp được chủ thượng. Tên này quỷ tiên lời nói đến cuối cùng lại là có chút run rẩy, nghẹn ngào vô cùng, tuy rằng quỷ tiên không có huyết nhục chi thân, căn bản cũng khóc không được nước mắt, nhưng Dương Nghị Vân biết nếu là tên này quỷ tiên có huyết nhục chi thân, giờ phút này đã sẽ là rơi lệ đầy mặt. Hắn là tương đối lý giải này đó quỷ tiên, sinh thời đều là đại tần quân đối, sau khi chết cũng là quỷ quân hồn phách trấn thủ đại tần thành. Cuối cùng hắn gặp phải Mông Điềm truyền thụ phong đô quyết, làm này đó đại tần quân sĩ một đám bước vào quỷ nói, do đó rời đi đại tần thành, tiến vào tu chân giới lại đến tiên giới cùng hắn tương ngộ, này một đường đi tới chỉ để lại 3.000 đội ngũ. Này đó quỷ tiên sinh thời phía sau đều là đồng chí, luôn cảm tình tự nhiên phía sau vô cùng, đừng nói một ít bị người tiêu diệt cơ hồ trăm người, cho dù là mất đi một cái, đối bọn họ tới nói đều là khó có thể tiếp thu. Dương Nghị Vân bàn tay đi ra ngoài chụp tại đây danh quỷ tiên bả vai một đạo nguyên thần chi lực độ nhập qua đi, làm tên này thoạt nhìn cũng bị trọng thương quỷ tiên cảm xúc ổn định xuống dưới, cũng trợ hắn khôi phục thương thế. Dương mỗ nhân hiện giờ tu vi nguyên thần chi linh cường đại, cấp một người kim tiên cấp bậc quỷ tiên chữa thương cũng là tùy tay chi gian sự, quỷ tiên trung quy căn bản là thần hồn thể, hắn lấy nguyên thần chi lực cấp quỷ tiên chữa thương lại cũng là đúng bệnh hốt thuốc. Làm tên này quỷ tiên khôi phục thương thế sau, Dương Nghị Vân lúc này mới trầm giọng hỏi, là người nào đối phó các ngươi? Mông Điềm tình huống lại là tình huống như thế nào, không nên gấp gáp chậm rãi cho ta nói tới, có ta ở đây, ta cho các ngươi làm chủ, yên tâm, bị giết các huynh đệ ta sẽ cho bọn họ đòi lại một cái công đạo. Ở Dương mỗ nhân trong lòng, này đó số lượng không nhiều lắm quỷ tiên cũng là có rất quan trọng địa vị, đầu tiên bọn họ đều là đến từ địa cầu, càng là đại tần tướng sĩ tu quỷ đạo, có thể tới tiên giới này một bước. Mỗi một bước đều không dễ dàng, tổn thất một cái thiếu một cái, có thể nói mỗi một người quỷ tiên binh tướng đều trọng yếu phi thường. Hiện tại hắn vừa nghe 100 người tiểu đội cơ hồ toàn quân hủy diệt, hơn nữa Mông Điềm tìm được là tìm được rồi, nhưng lại bị người thao tác. Cái này làm cho hắn trong lòng lửa giận cọ cọ hướng lên trên mạo, người nào đáng chết.
cư nhiên đem Mông Điểm cái này hỗn nguyên cấp bậc quỷ tiên cấp thao tác. Càng là giết hắn thủ hạ quỷ tiên tướng sĩ, Đương Chu Chi. Tên này quỷ tiên thương thế khôi phục cảm xúc cũng vững vàng xuống dưới sau cung kính trở lại, khởi bẩm chủ thượng, thao tác đại soái người, tự xưng là cái gì nhiếp hồn lão tổ, tu luyện công pháp cực kỳ âm u, phát ra hơi thở so với chúng ta quỷ tiên còn âm trầm mấy lần, công kích thủ đoạn vô cùng quỷ dị, bị hắn đánh chúng trực tiếp chính là hồn phi phách tán, quỷ hồn thiêu đốt, chúng ta lúc ấy tìm được đại soái thời điểm, đại sư đi theo như vậy nhiếp hồn lão tổ bên người, xinh đẹp chính là một khối con rối bộ dáng. Hơn nữa các huynh đệ phần lớn kỳ thật đều là bị đại soái chém giết, lúc ấy thuộc hạ chỉ nghe thấy nhiếp hồn lão tổ đối đại soái hạ lệnh giết sạch chúng ta, lúc sau đại soái liền đối chúng ta triển khai sát giới, hơn nữa quỷ hồn tản ra thời điểm, nhiếp hồn lão tổ há mồm trực tiếp cắn nuốt các huynh đệ quỷ hồn chi lực. Dương Nghị Vân nghe xong tên này quỷ tiên giảng thuật, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dựa theo tên này quỷ tiên giảng thuật, hắn có thể kết luận nhiếp hồn lão tổ có lẽ này đây vì tu con rối chi đạo tiên nhân. Là cái gì tu vi cảnh giới, lại là không biết, rốt cuộc tên này quỷ tiên cũng chỉ là một cái kim tiên tu vi mà thôi, nhìn không thấu đối phương. Nhiếp hồn lão tổ. Dương Nghị Vân đem tên này ghi lại trong lòng. Theo sau hỏi, nhiếp hồn lão tổ hiện tại ở địa phương nào? Hồi bẩm chủ thượng, không xa lắm, liền ở 500 dặm ở ngoài địa phương, thuộc hạ hiện tại còn có thể cảm nhận được đại soái hơi thở. Quỷ tiên trả lời. Ngươi tên là gì? Dương Nghị Vân hàn huyên nửa ngày lại là còn không có tới kịp hỏi quỷ tiên tên. Quỷ tiên trả lời, thuộc hạ kêu Ngưu Tiểu Tứ. Tiểu Tứ mang ta đi tìm nhiếp hồn lão tổ, chúng ta đi trước cứu Mông Điểm lại nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại 500-600 dặm cũng không tính xa, đi trước cứu Mông Điểm lại nói. Đến nỗi phương đông người sát cùng Lạc Dương các nàng bốn cái, có lẽ các nàng bốn cái bị cuốn tịch ở bên nhau cũng nói không chừng, liền tính là không có ở bên nhau, hẳn là cũng sẽ không có sự. Chờ cứu Mông Điểm lại quay đầu lại tại đây một mảnh tìm kiếm bọn họ bốn cái. So sánh với tới Mông Điểm tương đối nguy hiểm, rốt cuộc dựa theo quỷ tiên Ngưu Tiểu Tứ cách nói, Mông Điểm là bị người thao tác thành con rối. Hắn ngẫm lại sao làm răng cưa điểu vương lưu lại tại đây vùng tìm kiếm Lạc Dương các nàng đi. Vừa muốn triệu hoán răng cưa điểu vương hết sức, phía chân trời lại là truyền đến răng cưa điểu vương một tiếng thét dài. Giống. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nhìn lại. Lại là phát hiện răng cưa điểu võng ở mấy ngàn mét ở ngoài xoay quanh, nhưng lại chưa từng có tới. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Dương Nghị Vân đối Ngưu Tiểu Tứ nói, thoạt nhìn răng cưa điểu vương là có điều phát hiện, hẳn là tìm được rồi Lạc Dương các nàng, hoặc là nói là trong đó một cái. Mặc kệ thế nào, đều là chuyện tốt. Thực mau Dương Nghị Vân mang theo quỷ tiên Ngưu Tiểu Tử chạy tới cây số ở ngoài răng cưa điểu vương nơi ở. Lại là thật xa thấy được ba người. Đúng là phương đông người sắt cùng Lạc Dương còn có Tuyết Hương. Hắn trong lòng đại hỉ, xem ra bọn họ mấy cái ở bên nhau, nhưng là ngay sau đó đang xem đi, lại là không có nhìn đến cảnh sán thân ảnh. Cái này làm cho hắn trong lòng lại khẩn trương lên, cố tình Tuyết Hương là mấy người chung thực lực yếu kém một cái. Cách thật xa phương đông người sắt cũng thấy được Dương Nghị Vân kêu to lên, Vân tử nơi này nơi này. Qua đi lúc sau Dương Nghị Vân như cũ không thấy được cảnh sán thanh âm. Lão không kịp cùng phương đông người sắt hàn huyên, trực tiếp hỏi, cảnh sán đâu? Lạc Dương lắc đầu, không thấy được. Tuyết Hương muốn lắc đầu nói, ta cũng không thấy được. Phương đông người sắt vừa thấy sẽ biết có chuyện như vậy, vội vàng nói, chúng ta bị lôi vân gió lốc cuốn tịch lúc sau, vị trí nơi cũng chưa ở một khối, may mắn có răng cưa điểu ở, người kia đầu điểu vương triệu hoán lúc sau chúng ta ba cái mới đi tới cùng nhau, người đừng lo lắng, chúng ta đều gặp nhau không xa lắm. Cảnh sán có lẽ liền ở phụ cận, chúng ta đại gia trước tìm xem. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng chỉ có thể như thế, hạ lệnh làm răng cưa điểu vương tiếp tục tìm kiếm, điểu vương nhưng căn cứ cảnh sán thừa kỵ răng cưa điểu tìm kiếm đến, dựa theo bọn họ mấy cái rơi dụng tình huống, nghĩ đến cảnh sán hẳn là sẽ không quá xa. Giống giống, phía chân trời phía trên răng cưa điểu vương lại là lại lần nữa thét dài, lại là hướng về nơi xa bay đi, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói. Chúng ta theo sau nhìn xem, răng cưa vương hẳn là tìm được rồi cảnh sán rơi xuống. Nguyên bản cho rằng răng cưa vương dẫn đường tìm cảnh sán cũng chính là số cây em trong phạm vi, nhưng lại không tưởng một đường mà đi cư nhiên bay vọt thượng trăm dặm, răng cưa điểu vương đô không có dừng lại, tiếp tục hướng tây phi hành. Lúc này bên người quỷ tiên Ngưu Tiểu Tứ đột nhiên mở miệng nói, chủ thượng đại soái cũng là ở cái này phương hướng. Lời này vừa nói ra phương đông người sắt, Lạc Dương. Tuyết Hương động tác nhất trí nhìn về phía Dương Nghị Vân.
bốn người liếc nhau, cơ hồ đều nghĩ tới một cái khả năng. Đại soái tự nhiên là chỉ Mông Điềm, Dương Nghị Vân ở trên đường đã đối bọn họ giảng thuật Mông Điềm sự tình. Hơn nữa Dương Nghị Vân cũng hỏi qua Phương Đông người sắt có biết hay không Nhiếp Hồn lão tổ. Phương Đông người sắt còn lại là lắc đầu không nghe nói qua có nhân vật này, bất quá hắn cũng nói, hỗn loạn tiên vực rất lớn, muôn hình muôn vẻ tu luyện chi sĩ đều tồn tại, cái này Nhiếp Hồn lão tổ nghĩ đến là nào đó ẩn tu hạng người. Lúc này Quỷ Tiên Ngưu tiểu tứ giảng thuật Mông Điềm nơi cũng là cái này phương hướng, cái này làm cho đại gia không khỏi nghĩ đến, cảnh sán có thể hay không có thể Mông Điềm ở bên nhau. Hoặc là nói có phải hay không cũng dừng ở Nhiếp Hồn lão tổ trong tay. Bởi vì có điểm trùng hợp. Cũng khó trách đại gia sẽ như vậy tưởng, bất quá nói trở về ở tu sĩ thế giới, chuyện gì đều là dùng khả năng phát sinh này cũng không kỳ quái. Dù sao hiện tại răng cưa điểu vương truy tìm phương hướng cùng Quỷ Tiên Ngưu tiểu tứ lời nói Mông Điềm phương hướng nhất trí, chỉ cần cùng qua đi liền hảo, nếu là đều ở bên nhau đảo cũng bất việc. Răng cưa điểu vương truy tung là truy tung cảnh sán thừa kỵ răng cưa điểu hơi thở, điểm này không có sai. Nhìn qua răng cưa vương tin tưởng 10 phần, bay vọt ở giữa không trung mang theo Dương Nghị Vân mấy người mà đi. Bất chi bất giác lại qua 300 hơn dặm sau, bên người Quỷ Tiên Ngưu tiểu tứ ra tiếng nói, chủ thượng đại soái hơi thở rất gần. Giống giống. Lúc này phía chân trời phía trên răng cưa điểu vương cũng phát ra thét dài, tạm dừng xuống dưới ở trời cao xoay quanh. Qua. Ngay sau đó một tiếng bình thường răng cưa điểu đáp lại từ vài trăm thước ra vang lên. Hiển nhiên là ở đáp lại răng cưa vương. Đi. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nhanh hơn bước chân chạy tới nơi. Hắn có cảm, Mông Điềm cùng cảnh sán có lẽ còn khắp nơi một khối, hoặc là nói là bị Nhiếp Hồn lão tổ bắt được một khối. Bất quá đảo cũng hảo, nếu sự ngộ một khối vậy cùng nhau giải quyết. Vài trăm thước khoảng cách mà thôi, Dương Nghị Vân cùng Phương Đông người sắt, Lạc Dương, Tuyết Hương thực mau đến. Lật qua một ngọn núi khâu, cách thật xa Dương Nghị Vân liền nghe được một tiếng rên rỉ. Qua! Là răng cưa điểu rên rỉ thanh. Ngay sau đó lại là trời cao trung răng cưa điểu vương mang theo giống giận bỗng nhiên từ trên cao vọt đi xuống, giống. Dương Nghị Vân biết muốn chuyện xấu, vội vàng kêu to, răng cưa vương trở về. Nhưng không có tới kịp ngăn cản. Thực hiển nhiên ở cách đó không xa chính là mục đích địa, hơn nữa cảnh sán cùng nàng lâm thời máy bản răng cưa điểu đều ở, nhưng răng cưa điểu một tiếng rên rỉ, tất nhiên là bị người nào cấp công kích, nghe thanh âm đều là giữ nhiều lành ít. Cái này làm vương giả răng cưa điểu vương giống giận từ không trung vọt đi xuống. Cũng chính là mấy chục mét bộ dáng, thực hiện chung là một mảnh rừng cây, Dương Nghị Vân đầu tàu gương mẫu bay vọt qua đi. Nhưng hắn xuyên qua rừng cây thời điểm, lại là thấy được nằm trong vũng máu răng cưa điểu, mà cảnh sán còn lại là khóe miệng lưu trữ vết máu tựa ở thiêu đốt toàn thân nguyên thần, hơi thở ngạnh sinh sinh từ tiên quân lúc đầu tăng lên tới tiên quân trung kỳ đang ở cùng một người tản ra sát khí thân xuyên màu đen chiến giáp đại hán ở chiến đấu. Nhưng lại hiển nhiên dừng ở hạ phong. Ngoài ra giữa sân thế nhưng thấy được Mông Điềm, nhưng mà giờ phút này Mông Điềm lại là cùng răng cưa vương chém giết ở bên nhau. Không xa một gốc cây che trời đại thụ hạ, một người đầy người ăn mặc quái dị như là một cái là khất cái, một cái vài thập niên không tẩy quá quần áo lão khất cái, đầy đầu đầu bạc biên chế mà thành ba điều đại bím tóc, trước ngực mang theo đầu lâu vòng cổ, tại bên người đại địa thượng cắm một cây màu đen bộ xương khô quải trượng. Cách thật xa Dương Nghị Vân đều cảm giác được tên này lão giả tà khí nghiêm nghị, ở lão giả phía sau còn dựng đứng một người toàn thân đều bao vây ở màu đỏ rực trường bao người trong, đương nhiên cũng không biết có phải hay không người, dù sao kín mít bộ dáng, đôi mắt đều nhìn không tới. Người này không hề nghi ngờ chính là Quỷ Tiên Ngưu tiểu tứ trong miệng Nhiếp Hồn lão tổ không thể nghi ngờ. Chỉ là Dương Nghị Vân không nghĩ tới thật đúng là như vậy xảo, cảnh sán quả nhiên ở bên này. Mông Điềm cũng tìm được rồi. Chẳng qua thực rõ ràng Mông Điềm thật là bị người thao tác, mà thao tác giả không cần hỏi chính là Nhiếp Hồn lão tổ. Lúc này nhìn đến trong sân tình huống, Dương Nghị Vân không kịp nghĩ đến mặt khác, bạo giống một tiếng, đoạn thủy. Trong lòng vừa động đồ long kiếm ngự kiếm mà ra, nhất kiếm lập tức chém về phía đuổi theo cảnh sán chém giết hắc y chiến giáp đại hán. Cứ việc cảnh sán thiêu đốt nguyên thần, nhưng lại như cũ đối mặt hắc y chiến giáp đại hán không hề có sức phản kháng. Dương Nghị Vân ngự kiếm mà ra chính là nén giận dưới toàn lực nhất kiếm, tia chớp chạm ở màu đen chiến giáp đại hán trên người. Oanh! Một tiếng vang lớn, vững chắc nhất kiếm chiến ở tên này màu đen chiến giáp đại hán trên đầu. Nhưng mà làm Dương Nghị Vân kinh ngạc một màn đã xảy ra. Dựa theo lẽ thường, hắn này nhất kiếm chạm rắn chắc,
đối phương đầu đều phải nổ mạnh. Nhưng lại ở một tiếng vang lớn lúc sau, màu đen chiến giáp đại hán gần là đối cảnh sán công kích tạm dừng xuống dưới, cả người chấn hạ, trừ cái này ra đối hắn không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thậm chí còn Dương Nghị Vân thấy được hỏa tinh văng khắp nơi, này nhất kiếm tựa hồ chạm ở sắt thép thượng giống nhau. Đồ Long kiếm là cái gì cấp bậc Dương Nghị Vân đến nay cũng không biết, nhưng có một chút hắn trong lòng rõ ràng, Đồ Long kiếm không cần lão nhân lục giáp nói kiếm kém, mà nói kiếm ở thần ma điểu trong miệng siêu việt tiên khí. Nguyên nhân chính là vì như thế, Dương Nghị Vân trong lòng đại chấn. Người này đầu so tiên khí còn ngạnh. Này đã có chút vượt qua hắn nhận chi. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Nghị Vân một cái bước xa tới rồi cảnh sán bên người hỏi, không có việc gì đi. Cảnh sán đôi mắt hồng thấu, hỉ cực mà khóc lắc đầu, không có việc gì. Nàng nguyên bản cho rằng lần này xong rồi, giờ khắc này đương Dương Nghị Vân xuất hiện thời điểm, lại là không lý do trong lòng từng trận dòng nước ấm chảy qua. Phía trước bị lôi vân gió lốc cuốn tịch đi vào, nhưng gió lốc tan đi lúc sau nàng cùng thừa kỵ răng cưa điểu liền xuất hiện ở nơi này, nhưng lại đồng thời cũng đụng phải những người này. Chuẩn xác mà nói là nơi xa đại thụ hạ lão giả, không nói hai lời khiến cho tên này màu đen chiến giáp đại hán chảo nàng, thậm chí nói một ít vô sỉ ngôn ngữ hạ lưu. Cảnh sán giận dữ, khá vậy biết những người này đều khó đối phó, bởi vì không có một cái nàng có thể nhìn thấu tu vi, một đám tản ra tà khí, làm nàng trong lòng hốt hoảng. Không chút nào do dự đi trốn, lại là không nghĩ tới răng cưa điểu đảo mắt đã bị màu đen chiến giáp đại hán chém giết, nàng cũng bị thương nặng, nếu không phải nàng thiêu đốt nguyên thần, lúc này đã sớm bị bắt rồi. Liền ở cảnh sán cảm giác đỉnh không được thời điểm, phía chân trời hết sức vang lên Dương Nghị Vân tỏa kỵ răng cưa vương thét dài, nàng liền biết là Dương Nghị Vân tới tìm nàng, quả nhiên hắn thật sự xuất hiện. Cùng thời gian Dương Nghị Vân xuất kiếm chạm ở màu đen chiến giáp đại hán trên đầu là lúc, nơi xa ngồi ở đại thụ hạ lão giả hoặc là nói nhiếp hồn lão tổ bỗng nhiên mở hai mắt. Một đôi lão mắt mở nháy mắt hai tròng mắt lộng lẫy tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm ở Dương Nghị Vân trên người, hoặc là nói chăm chú vào Dương Nghị Vân Đồ Long kiếm thượng. Lúc này Phương Đông người sát cùng Lạc Dương, Tuyết Hương, Quỷ Tiên Ngưu tiểu tứ cũng tới rồi giữa sân. Dương Nghị Vân an ủi cảnh sán một tiếng, không có việc gì. Ngay sau đó đối Phương Đông người sát nói, bảo vệ tốt các nàng. Hắn lúc này còn ở chú ý Mông Điềm cùng răng cưa vương đâu. Dựa theo Quỷ Tiên Ngưu tiểu tứ cách nói, Mông Điềm là bị nhiếp hồn lão tổ cấp thao tác, mà răng cưa điểu vương hiện tại là hắn tỏa kỵ. Hắn chính là biết răng cưa điểu vương hung hãn, đừng một chút đem Mông Điềm cấp xử lý, kia đã có thể không hảo. Răng cưa vương trở về Dương Nghị Vân hướng về phía răng cưa điểu vương giống lớn một tiếng. Nhìn ra được tới, Mông Điềm bị người thao tác lúc sau, thực lực tựa hồ cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Nhưng Dương Nghị Vân đã sợ hắn bị răng cưa điểu vương cấp thương đến. Nếu muốn biện pháp đem Mông Điềm cứu, nơi xa còn có nhiếp hồn lão tổ tồn tại, càng có màu đen chiến giáp quỷ dị đại hán, đầu so tiên khí còn ngạnh, còn có thần hồn lão tổ phía sau bao vây ở đỏ thấm quần áo chung vẫn không nhúc nhích người áo đỏ. Một cái so một cái quỷ dị tà tính, không thể không cẩn thận, Dương Nghị Vân không thấy ra tới những người này chi tiết. Trong lòng nghĩ vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Cứ việc hắn hiện tại khống chế pháp tắc khí tràng, nhưng không đại biểu hắn liền tự đại vô biên. Phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái này nhiếp hồn lão tổ quá quỷ dị, Dương Nghị Vân không thể không cẩn thận. Đối với răng cưa vương một tiếng giống to, hung hãn răng cưa vương có chút không cam lòng đối với Mông Điềm nổi giận gầm lên một tiếng, chung quy là chớp động cánh bay vọt tránh ra, tới rồi Dương Nghị Vân bên người. Chủ nhân mệnh lệnh vẫn là muốn nghe. Ngay sau đó hai bên đối cầm mà đứng. Dương Nghị Vân cũng không nghĩ tùy tiện công kích, mà nhiếp hồn lão tổ cũng đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng tối nghĩa thanh, lại là nhìn đến phải đối Dương Nghị Vân xông tới màu đen chiến giáp đại hán cùng Mông Điềm đều bỗng nhiên dừng lại, đứng ở tại chỗ. Hiển nhiên là đã chịu mệnh lệnh. Lúc này Dương Nghị Vân càng thêm làm quyết cái này lão đông tây tà tính, lại là không biết cái gì con đường, thấy thì thấy không ra, Phương Đông người sắt cũng không có xem khẩu. Đã nói lên mọi người đều không thấy ra người này là cái gì chiêu số. Trong lòng vừa động đem thần ma điểu từ càn khôn hồ không gian triệu hoán ra tới. Thần ma điểu vừa ra tới, liền oa oa hét lớn, ngươi cái nhược kê lão tử ngủ thật hương quấy dày lão tử xuân, mộng tiểu tử ngươi thiếu đạo đức. Câm miệng, nhìn xem tình huống nói nữa, đối diện cái kia lão đông tây đầy người tà khí, bên người nhất hồng nhất hắc hai người đều như là quái vật. Ta Quỷ Tiên đại tướng Mông Điềm bị đối phương khống chế, ngươi nhìn xem là cái tình huống như thế nào.
Dương Nghị Vân đối thần ma điểu gầm nhẹ một tiếng, dăm ba câu nói xong chờ thần ma điểu trả lời. Muốn nói kiến thức, hỏi tạp mao điểu tuyệt đối không thành vấn đề, nếu hắn đều nhìn không ra tới đối phương con đường, vậy không ai biết. Gì? Thần ma điểu cùng Dương mẫu nhân chi gian lẫn nhau mắng tổn hại người cũng đã thói quen, không để ý Dương Nghị Vân giống hắn, nghe Dương Nghị Vân nói chuyện nhìn về phía đối diện, ngay sau đó trong miệng phát ra một tiếng nhẹ di thanh. Nhìn ra cái gì? Dương Nghị Vân vội vàng hỏi thần ma điểu. Đã có thể ở thời điểm này đối diện cách 5 đến 60 mét lão giả, hoặc là nói là nhiếp hồn lão tổ lại là phát ra nhi đồng làm thanh âm, nghe thực biệt nữ. Vừa thấy đi lên vô cùng ghê tởm lôi thôi tao lão nhân, vừa mở miệng lại là như vài tuổi tiểu hài tử thanh âm, như thế nào nghe đều biệt nữ. Chỉ nghe đối phương cười to nói, oa ha ha, thiên đạo chiếu cố lão tổ, bế quan vạn năm, vừa ra quan liền đụng tới nhiều như vậy hảo mặt hàng. Oa ha ha, hảo hảo hảo, thủy linh linh tiểu nha đầu, lão tổ ta thích. Nhiếp hồn lão tổ một mở miệng Dương mẫu nhân sắc mặt hoàn toàn thành hắc oa sắc. Dương Nghị Vân nghe nhiếp hồn lão tổ nói chuyện, cư nhiên ở đánh ba nữ nhân chủ ý, thật sự là. Hỏa khí cọ một chút liền lên đây, hơn nữa hắn phát hiện cái này lão bất tử, từ đầu đến cuối liền không có con mắt nhìn quá hắn một chút, liền tính là phương đông người sắt, cũng là híp mắt ngắm một chút mà thôi. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn cùng phương đông người sát điểm này tu vi lão đông tây căn bản liền không nhìn trong mắt. Hắn nhưng thật ra hảo thuyết tiên quân lúc đầu tu vi, nhưng là phương đông người sát là tiên vương lúc đầu a. Nhiếp hồn lão tổ cũng chưa xem ở trong mắt, thực sự là. Chỉ có thể thuyết minh cái này lão bất tử tu vi cảnh giới so với chúng ta cao hơn một mảng lớn. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi thần ma điểu nói, quả đen, cái kia lão đông tây cái gì tu vi, rốt cuộc cái gì con đường. Thần ma điểu phía trước bị nhiếp hồn lão tổ đánh gãy, lúc này nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện nói tiếp, đối phương tu vi tiên vương đại viên mãn, nhưng cái này không phải trọng điểm là các ngươi không thể trêu vào, tiểu tử khá tốt chuẩn bị tốt một chữ, trốn. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói xong có chút kinh ngạc, cũng có chút kinh ngạc chính là hắn đây là lần đầu tiên nghe được từ trước đến nay đều vô cùng kiêu ngạo thần ma điểu đây là lần đầu tiên làm hắn đối mặt địch nhân thời điểm làm hắn trốn. Kinh ngạc chính là nếu thần ma điểu nói như vậy, vậy thuyết minh đối phương thật là khó giải quyết nhân vật. Càng là như thế Dương Nghị Vân kỳ thật trong lòng liền càng là có chút tò mò, tiên vương đại viên mãn lại nói tiếp đích xác đối bọn họ mấy cái lão nói rất cường đại, nhưng chân chính chém giết lên, cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Bất quá nghe thần ma điểu ý tứ, người này tu vi ngược lại đặt ở tiếp theo, đây là nói có nguyên nhân khác làm tạp mao điểu đều kiêng kỵ, hoặc là nói ở tạp mao điểu tâm lý bọn họ mấy cái căn bản vô pháp chống lại. Lúc này mới nói ra một cái trốn tự. Bất quá đối với tạp mao điểu kiến nghị hắn tự nhiên cũng sẽ coi trọng, bởi vì hắn biết tạp mao điểu sẽ không hại hắn. Trong lòng nghĩ đích xác phải có phòng bị mới được. Tỷ như trước đem bị thương cảnh sán bảo vệ lại tới. Nói rốt cuộc sao lại thế này? Dương Nghị Vân lại lần nữa đặt câu hỏi. Thần ma điểu nói, người này tu luyện công pháp nếu không có nhìn lầm, hẳn là thượng cổ thời đại thất truyền như cũ quỷ nói nhiếp hồn đại pháp. Cửa này thần thông phương pháp, tương truyền là thượng cổ thời đại cho rằng phong hào tiên tôn sáng chế, là tán tiên, cùng sư phụ ngươi trời cao tả giống nhau là cái tán tiên, nói lại tu chính là quỷ nói, giới trăng tán tiên cùng quỷ nói chi gian, cũng là một thế hệ kỳ nhân, chung quy tự nghĩ ra ra độc bộ tiên giới quỷ nói nhiếp hồn đại pháp. Tại thượng cổ thời đại liền thất truyền đại pháp, lại là không nghĩ tới hôm nay xuất hiện ở như vậy một cái nhược kê trên người, bất quá a à, người này không đáng sợ. Đáng sợ chính là hắn bên người một đen một đỏ hai người, đều không phải bình thường sinh linh, kia hẳn là thượng cổ tiên thi, cái này vương bát đản tất nhiên là trộm cướp cái gì thượng cổ đại mộ. Từ từ, người ý tứ tiên giới tiên nhân cũng có mộ táng tập tục. Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt hỏi thần ma điểu, ở hắn trong tưởng tượng, tiên giới tiên nhân hoặc là nói tu sĩ hạng người liền không tồn tại cái gì mộ táng, bởi vì hắn một đường đi tới từ tu chân giới bắt đầu. Đều không có bất luận cái gì tu sĩ cho chính mình có thể tu sửa quá mộ táng tình huống. Nếu có kia cũng không phải có thể vì này, nhưng là dựa theo thần ma điểu ý tứ này, tại thượng cổ thời đại liền có chuyên môn mộ táng tồn tại. Dựa theo hắn lý giải tu sĩ hạng người sau khi chết đều là quy về thiên địa, bao gồm thân thể, nguyên thần tiêu tán càng là vô hình. Nhưng là ngẫm lại kỳ thật cũng không có gì không thể lý giải, tiên giới cuồn cuộn cái gì tu sĩ đều có, chuyện gì nhi đều có khả năng phát sinh. Xuất hiện mộ táng trộm mộ cũng không kỳ quái. Mà thần ma điểu cũng nói, đó là đương nhiên, cứ việc là tu sĩ thế giới,
nhưng mỗi một cái thời đại đều có từng người bất đồng ký hiệu cùng văn minh, thượng cổ thời đại đã từng một ít gia tộc thế lực liền thịnh hành quá một đoạn thời kỳ mộ táng tập tục, bọn họ đem ngã xuống tộc nhân mặc kệ là cái dạng gì ngã xuống tộc nhân đều sẽ mộ táng. Mà càng là tu vi cao, thanh danh đại người mộ táng liền càng là khổng lồ, kiến tạo vô cùng to lớn, trận pháp phù chú phong ấn từ từ đầy đủ mọi thứ, người bình thường là rất khó phá vỡ, cũng trên cơ bản tìm không thấy địa phương nào có đại mộ. Nhưng là hiện tại xem ra, Nhiếp Hồn lão tổ thật đúng là chính là cái ngoại lệ, cái này lão Đông Tây có bí pháp trong người, không chỉ có tìm được rồi một tòa mộ táng, còn thành công trộm cướp nội loại tiên thi, người này đương chu a. Không nói cái khác, kia màu đen chiến giáp đại hán cùng toàn thân bao vây hồng y chung người, không hề nghi ngờ là thượng cổ tiên thi, hơn nữa là cổ luyện thể tiên nhân, bọn họ thân thể hẳn là tiếp cận á thánh cấp đừng, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Hiện tại lại bị cái này lão Đông Tây trộm cướp lúc sau, lấy Nhiếp Hồn đại pháp rót vào tân hồn phách, luyện chế thành con rối, cái kia hồng y phục ta nhìn không ra tới, nhưng hắc y chiến giáp đại hán hắn nguyên thần hồn phách không phải người mà là một đầu yêu hồn nhập trú ở trong đó. Nếu không chắc sai mông điểm cái này quỷ tiên, bị lão Đông Tây bắt lấy sau, hẳn là tìm kiếm tiếp theo cụ cổ tiên thi nhập trú, Nhiếp Hồn đánh đại pháp chính là dùng để thao tác tu sĩ nguyên thần hồn phách, này nói thao tác nguyên thần hồn phách cực kỳ lợi hại. Thủ đoạn vô thanh vô tức, luyện đến cực hạn nói, cách thật xa một tiếng hô to là có thể nhiếp hồn thao tác, là tà đạo. Cũng cho nên trong lời đồn thượng cổ thời đại Nhiếp Hồn tiên tôn bị tiên giới chính đạo cấp vây công chu diệt, không nghĩ tới a, Nhiếp Hồn tiên tôn truyền thừa cư nhiên bị người này tìm được, hơn nữa còn tu luyện thành công. Cho nên a, tiểu tử, chờ một lát tìm cơ hội chạy trốn, các ngươi những người này có một cái tính một cái, đánh giá thêm một khối đều đánh không lại một cái thượng cổ tiên thi. Thượng cổ thời đại có tu sĩ chuyên môn đi chính là thân thể chứng đạo chiêu số, thân thể cường hãn đều nhưng chứng đạo, thoạt nhìn Nhiếp Hồn lão tổ bên người một đen một đỏ hai cái đúng là chuyên môn tu thân thể thượng cổ luyện thể tu sĩ. Người đồ long kiếm ở đối phương trên đầu không có lưu lại một tia dấu vết, đủ để thuyết minh hắc y chiến giáp đại hán, sinh thời thân thể bước vào á thánh cấp đừng, này một bước thân thể thành thánh, hắn cũng sẽ không phải chết, mà là nhập thần nói. Sinh thời thân thể có thể bước vào á thánh cấp khác luyện thể tu sĩ, mỗi một đều là bá chủ nhân vật, không thể tưởng được sau khi chết còn bị người thao tác thành á thánh con rối, thật sự thật đáng buồn nhưng khí đáng giận. Cái này tự xưng là Nhiếp Hồn lão tổ người, đáng chết một vạn biến, đây là trêu chọc nhiều người tức giận, nếu là làm tiên giới những cái đó đại tộc chi đạo, có người trộm cướp cổ mộ mà lấy á thánh luyện con rối, hắn cũng đừng tưởng hảo quá. Bất quá lời nói lại nói chuyện tới. Có thể kế Nhiếp Hồn tiên tôn truyền thừa người, cũng không phải thứ tốt, trong lời đồn Nhiếp Hồn tiên tôn cũng là tà đạo hạng người. A thánh cấp khác thân thể A, đây là thượng cổ luyện thể tu sĩ đỉnh, kém một bước chính là thần cảnh. Thần ma điểu vô cùng cảm thán, cũng đang nói chuyện chung tràn ngập phẫn nộ. Dương Nghị Vân nghe cũng có chút minh bạch, nhưng vẫn là nhịn không được nói, quả đen dựa theo người cái này cách nói, thượng cổ luyện thể tu sĩ đều là A thánh, kém một bước chính là thần cảnh, như thế nào sẽ là chết? Có một số việc tiểu tử ngươi hiện tại còn không hiểu, cũng tiếp xúc không đến, trên thực tế ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta nói cho ngươi một câu, chẳng sợ chính là thần nhân, cũng có thể chết, trên thế giới này nào có chân chính bất tử người, càng đừng nói thượng cổ cái kia hỗn loạn thời đại, chết á thánh cũng bình thường, chuyện này ngươi ngày sau tu vi vậy là đủ rồi, tự nhiên là có thể tiếp xúc đến, hiện tại đừng hỏi cái này, ngẫm lại chính mình thoát thân đi, tưởng từ thần hồn lão tổ nhận lấy chạy trốn. Không phải dễ dàng như vậy. Thần ma điểu nói, hai người chính nói chuyện chung, đối diện Nhiếp Hồn lão tổ có phát ra cổ quái, nhưng lại nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân cùng Phương Đông người sắt cười nói, hắc hắc hai cái vật nhỏ đều ngoan ngoãn lại đây, lão tổ ta còn kém mấy cái nô lệ hầu hạ, liền các ngươi hai cái, đến lúc đó lão tổ sẽ đem các ngươi luyện chế thành cao giai con rối nô lệ, ngày sau a, có thể có càng tốt tiền đồ, đến nỗi ba cái tiểu nha đầu, hắc hắc, phải hảo hảo hầu hạ lão tổ đi. Dương Nghị Vân nghe cái này lão Đông Tây nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng đen, rốt cuộc nhịn không được nổi giận. Quản ngươi là cái quỷ gì, tiểu gia ta còn không tin ta, bỗng nhiên trước người, ngự kiếm dựng lên chém giết hướng Nhiếp Hồn lão tổ, đôi tay thác thiên dựng lên, pháp tắc khí tràng mà động. Trong miệng lại là đối với Phương Đông người sát mấy cái nói, các ngươi mấy cái đi trước, ta tới bám trụ cái này lão bất tử. Ầm vang, nói chuyện Dương Nghị Vân đồ long kiếm trực tiếp đối với Nhiếp Hồn lão tổ chém đi xuống. Một tiếng nổ vang mà động. Nhưng là ngay sau đó, Dương Nghị Vân lại vẫn là đôi mắt bỗng nhiên co rút lại. Cho rằng hắn nhìn đến, Nhiếp Hồn lão tổ tà tà cười,
vung tay lên hắn phía sau người áo đỏ chợt lóe, lại là hồng bào hạ lộ ra vẫn luôn trắng tinh không tì vết tay ngọc, quang mang đại tác dựng lên, trực tiếp mạnh mẽ ra tay, chộp vào đồ long kiếm thượng, gắt gao đem đồ long kiếm chộp vào trong tay. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cảm thấy sợ hãi, lại là phát hiện hắn cùng đồ long kiếm chi gian mất đi liên hệ. Nhiếp hồn lão tổ phía sau người áo đỏ, hẳn là cái nữ tử, xem cánh tay chính là, nàng chỉ là duỗi ra tay mạnh mẽ liền đem đồ long kiếm chộp vào trong tay, cường đại năng lượng nổ mạnh, thế nhưng đối nàng lông tóc không tổn hao gì, ngược lại chặt đứt hắn cùng đồ long kiếm chi gian liên hệ. Dương Nghị Vân nội tâm run lên, trách không được tạp mao điểu một cái kính làm cho bọn họ trốn. Hiện tại xem ra đối phương đích xác đáng sợ. Dương Nghị Vân lần này là thật bị dọa tới rồi. Hắn đồ long kiếm chi uy chính là bất đồng ngày xưa, phong vân vỏ kiếm tự xưng thành công sau, uy lực đã không biết phiên nhiều ít lần, như vậy là tiên vương đại viên mãn cũng không dám dễ dàng tiếp được hắn nhất kiếm, càng đừng nói vươn một bàn tay đi trực tiếp bắt lấy đồ long kiếm, trở tay còn có thể cắt đứt hắn cùng đồ long kiếm chi gian liên hệ cảm ứng. Này quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Đánh vỡ hắn dĩ vãng nhận chi. Có thể làm đồ long kiếm cùng hắn chi gian mất đi cảm ứng, này mẹ nó là cái gì thủ đoạn. Dương Nghị Vân biết hôm nay gặp phải quỷ. Hắn vốn đang không phục, nghĩ thế nào cũng muốn đánh một hồi lại nói, hiện tại lần này hắn liền biết không diễn, chính như quả đen lời nói, có thể hay không thoát thân hiện tại đều là cái vấn đề. Bất quá nếu đã đối thượng, kia cũng chỉ có thể một con đường đi tới cuối, chống chọi cũng đến đi gặp phải một chạm vào, nói đến cùng nhiếp hồn lão tổ chính là một cái tiên vương đại viên mãn, hắn còn không phải tiên đế cảnh giới cường giả. Nếu là tiên đế cấp bậc bên người hơn nữa hai tôn á thánh con rối, Dương Nghị Vân không cần suy nghĩ liền sẽ trốn chạy, hiện tại lại cũng là không có biện pháp. Đồ long kiếm ném không được. Dự trữ chờ phân phó xong trưởng thượng pháp tắc khí thế bỗng nhiên đối với người áo đỏ cùng nhiếp hồn lão tổ đánh. Thiên địa chi gian cường đại năng lượng cùng khí thế làm không gian đều ở vặn vẹo, phát ra đùng thanh. Nơi xa nhiếp hồn lão tổ thấy như vậy một màn lại là mày nhăn lại. Vẫn luôn bảo chỉ ta tại ý cười rốt cuộc biến mất lẩm bẩm, pháp tắc khí thế, hảo tiểu tử nhưng thật ra coi thường ngươi, bất quá liền điểm này bản lĩnh không đối lão tổ ta không đủ, nếu là ngươi ở trưởng thành một đoạn thời gian, lão tổ ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi một vài, nhưng hôm nay lại là muốn đem các ngươi mấy cái vật nhỏ đều lưu lại. Nhiếp hồn lão tổ đang nói chuyện chung, trong tay đen nhánh đầu lâu quải trượng huy động dựng lên, trong miệng lẩm bẩm, lại là phát ra một đám tối nghĩa huyền ảo âm phù. Ngay sau đó đó là từng đạo không ánh sáng từ bộ xương khô quải trượng thượng nổ bắn ra dựng lên, nhằm phía chân trời. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân cảm thụ đối phương thi triển mà ra thế nhưng cũng là pháp tắc khí thế, cùng hắn chống chọi ở cùng nhau. Ầm ầm ầm, từng tiếng nặng nề tạc nứt thanh ở hai bên trung ương bạo liệt vang lên. Lại là làm cho cả thiên địa đều vì này rung chuyển không ngừng. Từng đạo khí lãng khuếch tán mở ra, quát lên thật lớn gió lốc. Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến, bỗng nhiên giống to, đi. Hắn cảm nhận được nhiếp hồn lão tổ có khả năng thi triển ra tới pháp tắc khí thế so với hắn khí thế muốn chỉ một, nhưng lại so với chi hắn còn muốn hồn hậu vô cùng, cường đại rồi không biết gấp ba. Hơn nữa thuộc tính làm hắn cảm nhận được lạnh băng. Trong lòng nhảy lên thực mau, đây là có nguy hiểm chi giác. Vội vàng hô to làm đại gia lui lại, lúc này cũng không thể thể hiện, nếu không sẽ hại những người khác. Trên thực tế ở Dương Nghị Vân ra tay cùng nhiếp hồn lão tổ phản kích thời điểm, phương đông người sắt cùng Lạc Dương bọn họ mấy cái đều cảm nhận được đối phương cũng là một cái nắm giữ pháp tắc khí chàng cường giả, hơn nữa so với Dương Nghị Vân pháp tắc khí chàng còn cường đại, lúc này chỉ có thoát thân, nhanh chóng rút lui, mọi người đều biết không phải đối thủ. Ngay lập tức chi gian Dương Nghị Vân đám người bạo lui mà đi vài trăm thước, buông ra thân hình bỏ chạy. Phương đông người sắt cùng Lạc Dương, Tuyết Hương, Cảnh Sán ở phía trước. Hắn dừng ở cuối cùng. Cảnh Sán chịu quá thương tốc độ rất chậm, Dương Nghị Vân một cái lắc mình đến bên người nàng nói, buông ra thần tâm đừng phản kháng, ta thu ngươi tiến càn khôn hổ không gian. Cảnh Sán biết giờ phút này nàng sẽ liên lụy đại gia, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện không có buông ra, tùy ý Dương Nghị Vân thu nàng tiến vào càn khôn hổ không gian. Đến nỗi những người khác, Dương Nghị Vân còn không có tính toán, hơn nữa phương đông người sát cùng Lạc Dương đều là tiên vương. Tuyết Hương cũng là độc đáo dị chủng yêu tu, các nàng đều là có chính mình ngạo khí, đưa bọn họ ba cái thu vào càn khôn hồ không gian đi, sợ là không xa nguyện ý, dựa theo tính cách ba cái cũng không phải cái loại này gặp chuyện nhi liền trốn đi chủ. Cho nên Dương Nghị Vân không quản bọn họ ba cái, chỉ là đem bị thương Cảnh Sán thu vào càn khôn hồ không gian.
Giờ phút này Dương Nghị Vân kỳ thật rất muốn lưu lại đại chiến một hồi, cũng không muốn trốn chạy, chính là lại không có biện pháp, tình thế so người cường, hơn nữa hắn cũng tưởng tăng lên một chút thực lực lại nói. Trên người ba viên Mỹ Kim Hỗn Nguyên Tiên Đan luyện chế hảo sau còn không có sử dụng, liền chờ mấu chốt là dùng tốt, hiện tại chính là cơ hội. Hắn biết hắn đoạn bản chính là tu vi nhược, cứ việc thủ đoạn nhiều, nhưng tu vi chênh lệch hạn chế thủ đoạn uy lực, nếu là hắn có huyện vương cấp bậc thực lực tu vi, gì đến nỗi sẽ bị đối phương một chút cướp đi đồ long kiếm. Dương Nghị Vân trong lòng thật là có chút không thoải mái. Nhưng là hắn biết giờ phút này hẳn là lý trí. Xúc động mới là ma quỷ, đối mặt Nhiếp Hồn lão tổ bực này nhân vật, hơi có không ít liền sẽ muốn mạng nhỏ. Bất quá có một chút hắn biết rõ, lần này cần cùng cái này Nhiếp Hồn lão tổ liều mạng thượng. Trước có Cảnh Sán bị trọng thương thù, sau có Mông Điềm bị khống chế chướng, còn có giết một tiểu đội quỷ tiên đội ngũ, này những chướng đều phải tính. Cho nên cùng Nhiếp Hồn lão tổ chi gian là không chết không ngừng cục diện. Liền như vậy trong nháy mắt bọn họ mấy cái chạy ra đi 800-900 mét, nhưng lại cũng vào giờ phút này phía sau truyền đến Nhiếp Hồn lão tổ kia biệt nữ hài đồng tiếng động. Hắc hắc hắc, muốn chạy trốn muốn xem các ngươi mấy cái vật nhỏ có hay không cái kia bản lĩnh. Dứt lời Dương Nghị Vân liền nghe được Nhiếp Hồn lão tổ bạo giống một tiếng, thiên hà. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc từng tiếng ầm vang ở sau người vang lên, Dương Nghị Vân theo bản năng quay đầu nhìn lại, tức khắc đại kinh thất sắc, lại thấy một cái sông lớn ở bọn họ đỉnh đầu cuốn tịch mà đến. Giờ phút này Phương Đông người sắt sắc mặt khó coi nói, Vân tử, đây là pháp tắc hóa hình, cái này lão quái vật so với ta tưởng tượng còn phải cường đại. Lần này sợ là trốn đều là vấn đề, làm sao bây giờ? Phương Đông người sắt liền tính là không ra tiếng, Dương Nghị Vân cũng thấy được, nhưng lúc này hắn cũng không chú ý, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ a, thật sự không được liền liều mạng đi, hắn chỉ là một cái tiên vương đại viên mãn, còn không phải tiên đế cường giả, chúng ta bốn cái liều mạng cũng không tin hắn vô địch. Dương Nghị Vân thuận miệng nói, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể như thế. Phương Đông người sắt chua xót. Dương Nghị Vân trong lòng một hoành, trong tay xuất hiện một viên Mỹ Kim Hỗn Nguyên Tiên Đan, vừa mở miệng không chút do dự nuốt đi xuống, trong tay ở một phen, dư lại hai viên đều xuất hiện ở lòng bàn tay. Nếu chạy trốn là cái vấn đề, vậy đánh cuộc, hắn tới cản phía sau, cấp Phương Đông Thiết ba người tranh thủ thời gian. Giờ phút này dùng Mỹ Kim Hỗn Nguyên Đan, Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng hoàn toàn không phải thời điểm, bởi vì cảnh giới theo không kịp, lúc này dùng Tiên Đan, hoàn toàn là đốt cháy giai đoạn. Cuối cùng phản vệ di chứng sẽ rất cường đại. Nhưng là hắn không có biện pháp, không mạnh mẽ tăng lên thực lực, bọn họ mấy cái sẽ thực bị động, chưa chừng đều sẽ có nguy hiểm. Một cái tiên đan trực tiếp nuốt vào, dư lại hai viên hàm ở trong miệng, tùy thời dự phòng. Dương Nghị Vân không phải không biết hậu quả, mà là hắn thái thanh sở hậu quả, cho nên lúc này lấy ra Mỹ Kim Hỗn Nguyên Tiên Đan. Này tiên đan chính là kỳ quân tiên đạo chi nhất đan phương sở luyện chế. Cũng là trong tay hắn hiện có mạnh nhất tiên đan, đại la tiên đan đã đối hắn không dùng được, chỉ có Mỹ Kim Hỗn Nguyên đan hắn luyện chế mà thành sau tổng cộng 3 viên không có dùng quá. Dựa theo kỳ quân đan đạo miêu tả, một viên đại la đều có thể tăng lên vài cái tiểu cảnh giới, thậm chí là đại cảnh giới. Hiện tại lấy ra Mỹ Kim Hỗn Nguyên tiên đan, tuy rằng là hỗn nguyên chi danh, hắn tu vi là tiên quân, nhưng chân chính đan dược công hiệu là không có hạn chế, xa xa siêu việt quá tiên quân trình tự. Lần này dùng chính là mạnh mẽ tăng lên thực lực, đối hắn hiện tại tiên quân lúc đầu tu vi như cũ có đại công hiệu, chỉ là không biết có thể đạt tới kiểu gì trình độ. Dù sao Dương Nghị Vân có tin tưởng có thể tăng lên thực lực. Chẳng qua cảnh giới thượng là không thể đi lên, bởi vì tu luyện tới rồi cái này cấp bậc, tu hành chi đạo không đơn giản là có năng lượng chống đỡ liền có thể, còn cần cảnh giới tăng lên mới được. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Lại có chính là hắn sở dĩ mạo hiểm nuốt phục tiên đan. Cũng nghĩ lần này khó khăn hắn dựa vào chính mình giải quyết. Dĩ vãng một đường đi tới, có sư phụ, có hoa sen đen từ từ khiêng. Nhưng hiện tại bọn họ đều không hề. Lộ vẫn là muốn dựa vào chính mình đi, Dương Nghị Vân cũng không nghĩ mọi việc đều dựa vào người khác, nói vậy, hắn vĩnh viễn trở thành không được cường giả. Hiện giờ tu vi đạt tới tiên quân chi cảnh, hắn tương đương là bước vào cường giả ngạch cửa, mỗi một cường giả dựa vào đều là tự thân thực lực thủ đoạn, mà không phải người khác. Hắn nghĩ tới này đó, cho nên lần này khó khăn hắn chuẩn bị chính mình đua. Ba viên Hỗn Nguyên Tiên Đan nơi tay, tăng lên một cái đại cảnh giới không dám nói, nhưng tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới hẳn là không thành vấn đề, hắn không sợ di chứng, sợ chính là bị quá nghẹn khuất.
đệ nhất viên Hỗn Nguyên Tiên Đan nuốt ăn vào đi. Trong cơ thể tức khắc liền phát ra một tiếng nổ vang, khổng lồ vô cùng tiên đan năng lượng ở trong cơ thể nháy mắt nổ tung, làm Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, Hỗn Nguyên Tiên Đan công hiệu so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá lần này hắn không chỉ có không lo lắng, ngược lại trong lòng vui vẻ. Tiên đan công hiệu càng lớn, liền càng là có thể mạnh mẽ tăng lên thực lực, tiên quân lúc đầu có thể tăng lên tới trung kỳ tốt nhất bất quá. Hắn người mang rất nhiều thần thông thủ đoạn, đều yêu cầu đủ thực lực chống đỡ thi triển, đối mặt đỉnh đầu cuốn tịch mà đến một cái sông lớn, Dương Nghị Vân siết chặt nắm tay, cắn chặt răng, chịu đựng trong cơ thể tiên đan năng lượng đánh sâu vào, mà thực lực của hắn cũng ở bò lên chung. Cảnh giới không chướng, thực lực bò lên. Đây là dùng Hỗn Nguyên Tiên Đan chỗ tốt. Dương Nghị Vân tu vi thực lực bản thân liền ở tiên quân lúc đầu, một viên đan dược nuốt ăn vào đi lúc sau, trong cơ thể nặng nề rung động, càn khôn tạo hóa công bay nhanh vận chuyển, nói nguyên trong vòng pháp lực nhanh chóng gia tăng. Trong nháy mắt thực lực của hắn đạt tới tiên quân trung kỳ, hơn nữa một đường liên tục bò lên. Bất quá đáng tiếc, tăng lên hữu hạn, đạt tới trung kỳ đỉnh liền ngừng lại, một cái tiên đan năng lượng tiêu hao xong rồi. Giờ phút này Dương Nghị Vân nuốt vào hàm ở trong miệng đệ nhị viên Hỗn Nguyên Tiên Đan, hơn nữa đồng thời bạo giống huy động đôi tay dựng lên, đổi chiều biển sao. Điện quang thạch hỏa chi gian nhiếp hồn lão tổ một đạo thiên hà đã hạ xuống, Dương Nghị Vân lúc này toàn lực ra tay, liền muốn thử xem, hắn mạnh mẽ tăng lên thực lực tu vi sau, thi triển pháp tắc khí chẳng có thể hay không đem này sông lớn cấp hóa giải rớt, lại vô dụng chặn lại xuống dưới cũng hảo. Cũng đích xác ở tu vi thực lực tăng lên lúc sau có khả năng phát huy ra tới pháp tắc khí chẳng uy lực lớn hơn nữa. Mọi người đều là đua thực lực mượn chính là thiên địa chi lực, đánh cắp chính là thiên địa đại thế, hơn nữa đối phương pháp tắc hóa hình nhìn như đạt tới thực chất hóa, kỳ thật bản chất hắn biết như cũ vẫn là năng lượng. Mà hắn đổi chiều biển sao tuy rằng mới vừa lĩnh ngộ không lâu, nhưng lại nói tiếp cũng là hóa hình một loại, hơn nữa vẫn là một mảnh biển sao, va chạm dưới lại là khó nói. Nguyên thần chi lực. Trong cơ thể pháp lực, thiên địa chi gian hội tụ mà đến ngũ hành nguyên lực, hội tụ ở hắn song trưởng chi gian, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, lúc này như là một tòa núi lớn xuất hiện ở hắn song trưởng chi gian, chẳng qua hắn cảm thụ không đến trọng lực, kỳ thật hắn biết đây là pháp tắc khí chàng chi uy. Theo trong cơ thể pháp lực không ngừng hội tụ, Dương Nghị Vân cảm nhận được mượn dùng đến thiên địa thế lực liền càng là khổng lồ. Bạo giống chung đối với trời cao phía trên sông lớn dỗi qua đi. Nhiếp hồn lão tổ một cái thiên hà thấy được, Dương Nghị Vân đổi chiều biển sao lại là nhìn không thấy, nơi xa nhìn lại chỉ có thể nhìn đến Dương Nghị Vân đôi tay chi gian xuất hiện một đoàn quang cầu là một cái đường kính ước có một mét kim sắc năng lượng cầu. Nhưng chính là hắn pháp tắc khí chàng là đổi chiều biển sao, luân phẩm cấp phi thường cao, xa xa không phải thần hồn lão tổ bực này một cái thiên hà có thể so. Nhưng mà giữa hai bên tồn tại chênh lệch. Cái này chênh lệch là thần hồn lão tổ pháp tắc khí chàng là thực chất hóa hóa hình. Hắn là phẩm cấp thấp, Dương Nghị Vân pháp tắc khí chàng tuy rằng không có hóa hình nhưng lại là rất cao phẩm cấp. Thực chất hóa thượng kém nhiếp hồn lão tổ một đầu to, phẩm cấp mặt trên lại so với cường quốc một mảng lớn. Cho nên nói này một kích đối chạm vào, vẫn là thật không thể nói rốt cuộc sẽ là cỡ nào kết quả. Dương Nghị Vân đem đôi tay nâng lên pháp tắc khí chàng cầu ném nhiếp hồn lão tổ sông lớn, trên thực tế không thua gì chạy ra đi một tòa núi lớn. Giây lát gian hôm nay động mà thanh âm vang vọng toàn trường. Oanh! Ngay sau đó cường đại vô cùng năng lượng tạc nứt, Dương Nghị Vân pháp tắc khí chàng hình cầu tạc nứt, nhiếp hồn lão tổ thiên hà tạc nứt. Khí chàng đối chạm vào, pháp lực đối chạm vào, thiên địa đại thế đối chạm vào. Không phải là nhỏ. Dương Nghị Vân trong tay nhưng không có chút nào dừng lại, trong thân thể hắn đệ nhị viên Hỗn Nguyên Tiên Đan năng lượng nổ tung, nhanh chóng hấp thu. Tại đây một kích thi triển ra đi lúc sau, tay trái một phen, u minh cốt khí nơi tay, đồng thời lui về phía sau không có dừng lại. Giữa không trung đối đánh giờ phút này kết thúc. Nhiều ít có chút thất vọng, nhưng cũng ở trong dự liệu. Bởi vì hắn một kích đổi chiều biển sao không có hóa giải rất đối phương sông lớn, lại cũng đem này sông lớn chặn lại xuống dưới. Lại đi phía trước đi xuống tất nhiên sẽ là không có khả năng, cũng tương đương đem uy lực cấp suy yếu hơn phân nửa. Đổi chiều mà xuống sông lớn ở tạc nứt sau, hóa thành tới lũ lụt như cũ rừng ở đại địa thượng, thành thao thao hồng thủy cuốn tịch mà đến. Một cái nháy mắt Dương Nghị Vân đã bị bao phủ ở hồng thủy chung. Bất quá đối hắn ảnh hưởng không lớn. Quần áo đều không thể ướt nhẹp, giờ phút này ở hắn xem ra, nhiếp hồn lão tổ này một kích thiên hà xem như bị hắn cấp hóa giải.
nhưng hắn cũng biết này gần là cái bắt đầu, mặt sau còn có tài là một hồi gian nan chém giết. Trong lòng chút nào không dám đại ý. Pháp lực vừa động trấn khai bốn phía hồng thủy, hắn quay đầu nhìn lại Phương Đông người sắt cùng Lạc Dương ba người đã trốn xa một mảng lớn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Này một kích xem như cấp Phương Đông người sắt ba người đằng ra thời gian, đối đầu kẻ địch mạnh, không thể bị tận diệt. Bất quá Dương Nghị Vân trong tay cầm sâu kín minh cốt khí đề cao cảnh giác, trong cơ thể lại là chấn động tu vi đột phá đạt tới tiên quân hậu kỳ, thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Lúc này lại là thấy được Nhiếp Hồn lão tổ mặt già thượng treo tà tà ý cười đột nhiên mở miệng nói, hắc giáp đi đem chạy ra mấy cái chảo trở về. Dứt lời liền nhìn đến Nhiếp Hồn lão tổ bên người hắc giáp đại hán thân hình một tiếng, bỗng nhiên một dẫm chân, oanh một thân, làm cho cả đại địa đều vì này chấn động, mà hắc giáp đại hán như là đạn pháo giống nhau vèo một chút bay đi ra ngoài, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy một đạo hắc quang hiện lên đã không thấy tăm hơi hắc giáp đại hán thân ảnh. Dương Mỗ Nhân sắc mặt một bên liền biết hắc giáp đại hán đi chặn lại Phương Đông người sắt cùng Lạc Dương, Tuyết Hương ba người. Dựa theo thần ma điểu nói, hắc giáp đại hán thân thể là thượng cổ luyện thể á thánh cấp đừng, cường hãn trình độ vượt quá tưởng tượng, mà nhập chú linh hồn là yêu hồn, đều là bị Nhiếp Hồn lão tổ khống chế, luyện chế thành con rối. Thực lực tự nhiên không phải là nhỏ, hắn không biết Phương Đông người sắt ba người có thể hay không ứng phó. Nghĩ đến rất khó đi. Vừa thấy đến hắc giáp đại hán biến mất, Dương Nghị Vân liền sốt ruột, vội vàng liền phải lắc mình mà đi. Nhưng lúc này, chỉ nghe được Nhiếp Hồn lão tổ cười lạnh nói, tiểu gia hỏa ngươi đừng nghĩ đi giúp ngươi tiểu đồng bọn, vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi, ha ha. Nghe này Nhiếp Hồn lão tổ nói chuyện Dương Nghị Vân liền cảm giác không thích hợp, lại là ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy dưới chân cứng đờ, cúi đầu vừa thấy lại phát hiện chân kết băng. Hắn hai chân không biết khi nào bị đóng băng lên. Trong lòng đại chấn, không nghĩ tới cái này lão bất tử thật đúng là thủ đoạn rất nhiều. Bất quá điểm này đóng băng còn không làm khó được hắn. Chỉ là, hắn biết Nhiếp Hồn lão tổ mục đích tuyệt đối không phải đóng băng trụ hắn, mà là cuốn lấy hắn. Quả nhiên mở ra diễn công phu Nhiếp Hồn lão tổ tiến vào hắn mười mấy mét ở ngoài dừng lại, cười khanh khách nhìn mở miệng nói, tiểu tử ngươi có điểm ý tứ, cư nhiên có biển sao pháp tắc khí tràng, còn có thể hóa giải lão tổ ta thủy pháp tắc, không đơn giản a. Lão tổ ta đều có điểm luyến tiếc giết ngươi, tiểu tử ngoan ngoãn đừng nhúc nhích lão tổ ta ở ngươi nguyên thần tiếp theo đạo phù, đến lúc đó ngươi làm lão tổ ta đồ đệ, ngươi mạng nhỏ liền lưu lại như thế nào. Dương Nghị Vân nghe cái này lão Đông Tây nói chuyện, cư nhiên còn đối chính mình có ái tài chi tâm, chính là ở hắn nguyên thần hạ phù. Vui đùa cái gì vậy? Này không phải tương đương khống chế sao? Hừ lạnh một tiếng âm thầm vừa động thanh liên tiên hỏa rót vào hai chân hóa giải đóng băng. Nhìn Nhiếp Hồn lão tổ Dương Nghị Vân cười lạnh nói, muốn làm tiểu gia sư phụ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lại nói tiểu gia ta có sư phụ, so sánh với tới ngươi cái lão Đông Tây cho ta sư phụ sách giày đều không xứng, nằm mơ đi thôi. Oanh! Dương Nghị Vân mắng một tiếng thanh liên tiên hỏa vừa động, hai chân thượng đóng băng nháy mắt vạch trần, mà trong tay hắn U Minh cốt khí bỗng nhiên tạp hướng trên mặt đất. U Minh đằng thụ! Gầm lên giận dữ U Minh cốt khí rơi xuống đất. Oanh một chút màu xám hơi thở đại tác phẩm, vô số u minh dây mây xuất hiện, hướng về Nhiếp Hồn lão tổ cuốn tịch mà đi. Ong! Trong lòng lại động ong đuôi châm xuất hiện, Dương Nghị Vân thúc dục dưới trực tiếp bay vụt hướng Nhiếp Hồn lão tổ bên người người áo đỏ. Bởi vì hắn nhìn ra được tới, Nhiếp Hồn lão tổ bên người hồng nghệ sĩ rất cường đại, nhưng lại một chút nhìn không thấu. Bất quá liền ở hắn muốn ong đuôi châm muốn đi ra ngoài thời điểm, ngồi xổm trên vai thần ma điểu đột nhiên mở miệng nói. Nhược kê đối tượng đừng lầm, bắt giặc bắt vua trước, Nhiếp Hồn lão tổ nhìn như cường đại nhưng trên thực tế hắn cường đại chính là Nhiếp Hồn đại pháp, hắn bí pháp khống chế được hắc giáp cùng hồng y thậm chí là mông điềm. Nhiếp Hồn lão tổ thân thể cường đại không đến nơi đó đi, thậm chí không có ngươi thân thể cường đại, nếu tiểu tử ngươi tưởng liều mạng, vậy đua một phen, trực tiếp nghĩ cách đi làm Nhiếp Hồn lão tổ, chỉ cần xử lý Nhiếp Hồn lão tổ, hắc giáp cùng hồng y liền sẽ mất đi khống chế. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện Hồng Y vẫn luôn ở Nhiếp Hồn lão tổ bên người sao? Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái này lão Đông Tây có nhược điểm, không dám làm Hồng Y khoảng cách hắn quá xa, vẫn luôn đều tại bên người 3 mét trong vòng, còn có ngươi phải cẩn thận hắn Nhiếp Hồn đại pháp, cho tới bây giờ đều còn không có đối với ngươi thi triển, một khi thi triển ra tới, ta sợ tiểu tử ngươi khiêng không được, bảo vệ tốt nguyên thần, Nhiếp Hồn đại pháp nhằm vào chính là tiên hồn. Nghe thần ma điểu lúc này nói chuyện, Dương Nghị Vân ngẫm lại còn đúng là như vậy, lập tức thay đổi mục tiêu,
ong đuôi châm đánh lén mục tiêu đặt ở người áo đỏ trên người. Lúc này có U Minh Đằng Thụ nhiễu loạn tầm mắt, có lẽ có thể đánh lén một kích, cũng không biết có thể hay không thành công. Ong! Ong đuôi châm lấy ngự kiếm thủ đoạn sử dụng mà đi, ong ong mà minh, vô thanh vô tức liền bay về phía người áo đỏ. Ong đuôi châm đánh lén từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi, Dương Nghị Vân lại là không biết lần này nhằm vào Nhiếp Hồn lão tổ bên người người áo đỏ có thể hay không thành công. Dựa theo thần ma điểu cách nói, Hắc Giáp cùng Hồng Y đều là thượng cổ á thánh cấp khác thân thể, cường hãn trình độ so với tiên khí đều từng có chi. Không biết hắn ong đuôi châm này một kích qua đi, hay không có thể đâm thủng Hồng Y. Nhưng là nếu thần ma điểu đều nói như vậy, hắn dù sao cũng phải thử xem. Không làm rớt người áo đỏ, hắn cũng đừng tưởng tới gần Nhiếp Hồn lão tổ. Đối với thần ma điểu Dương Nghị Vân tự nhiên là tin tưởng, thời điểm mấu chốt tạp mao điểu nói ra nói vẫn là thực đáng tin cậy. Chẳng qua cũng không biết, kia người áo đỏ đến tột cùng là cái gì con đường, từ lúc bắt đầu tên này bao vây ở Hồng Y hạ nhân liền bất đồng người thường, gần vươn một bàn tay liền đem hắn đổ long kiếm ngạnh sinh sinh tiếp được hơn nữa đoạt qua đi, đến bây giờ còn ở nàng trong tay. Từ điểm này đi lên xem, không hề nghi ngờ người áo đỏ càng thêm cường hãn, thậm chí muốn siêu việt Hắc Giáp đại hán. Vèo một chút ong đuôi châm thẳng đến người áo đỏ. Dương Nghị Vân có chút chờ mong ở U Minh cây đằng quấy nhiễu hạ, hắn này một kích có thể hay không thành công. Ý niệm khống chế dưới nhắm ngay chính là người áo đỏ cái gáy. Oanh! Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là có chút há hốc mồm. Chỉ thấy ong đuôi châm nổ bắn ra mà đi thời điểm, không có trong tưởng tượng đâm thủng người áo đỏ đâu, nhưng lại ở một tiếng nổ vang trung tạc nứt ra người áo đỏ quần áo. Lư Sơn chân diện mục xuất hiện. Nhìn làm Dương Nghị Vân có kinh hãi. Đầu tiên quả thật là một nữ nhân, lần đầu tiên nhìn đến nàng vươn trắng tinh tay chảo đồ long kiếm liền nhìn như là nữ nhân tay, chỉ là trừ cái này ra toàn bộ bao vây lấy căn bản là nhìn không tới gương mặt. Cái này hảo, ong đuôi châm đánh lén qua đi, không có trong tưởng tượng đâm thủng đối phương đầu, nhưng lại một kích bạo liệt nàng toàn thân màu đỏ quần áo, thấy rõ ràng nàng diện mạo. Không trong tưởng tượng không giống nhau, có chút dọa người. Một khuôn mặt che kín phù văn, huyết đầm đìa bộ dáng, coi trọng lại phù văn khắc họa là trực tiếp dùng dao nhỏ ở trên mặt nàng khắc họa ra tới giống nhau, hơn nữa làm Dương Nghị Vân càng vì giật mình chính là, nàng lúc này thành xích quả quả. Ong đuôi châm một kích bạo liệt nàng màu đỏ quần áo sau chính là dáng vẻ này, đầy người đều là huyết đầm đìa phù văn. Hiển nhiên đều là hậu thiên mạnh mẽ khắc họa ở trên người nàng phù văn. Không cần hỏi Dương Nghị Vân đều biết là Nhiếp Hồn lão tổ thủ đoạn. Có lẽ thật là lão bất tử khống chế Hắc Giáp cùng Hồng Y này một đôi thượng cổ luyện thể á thánh thủ đoạn đi. Bên tai cũng vang lên thần ma điểu nói thầm mắng, cái này lão hỗn đản thật sự nên tao trời phạt, ở cổ tiên nhân trên người liền như vậy sằng bậy. Thần ma điểu lời này tương đương là cho Dương Nghị Vân suy đoán có định nghĩa. Thật là Nhiếp Hồn lão tổ việc làm không thể nghi ngờ. Một kích ong đuôi châm tựa hồ căn bản liền không đối Hồng Y nữ nhân tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Gần là bạo rớt nàng quần áo. Trong giây lát chỉ có thể Nhiếp Hồn lão tổ giận dữ nói, tiểu bối tìm chết. Lại là trong tay bộ xương khô quải trượng huy động chi gian, ràng buộc hắn nổi danh cây đằng ầm 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 hủy diệt tan thành mây khói, lần này Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, nổi danh cây đằng là thật tiêu tán. Bị Nhiếp Hồn lão tổ phất tay chi gian cấp tan rã. Tiếp theo lại muốn một lần nữa triệu hoán. Cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì u minh sinh vật tới. Đối U Minh đằng tiêu tán Dương Nghị Vân cũng không đau lòng, chỉ cần có U Minh cốt khí ở có thể không ngừng triệu hoán. Trước tiên Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, triệu hồi ong đuôi châm cùng U Minh cốt khí. Một màn này lúc sau, lại cũng chọc giận Nhiếp Hồn lão tổ. Giết hắn! Nhiếp Hồn lão tổ vung tay lên, lúc này một trận âm phong quát lên, lại là khống chế được mông điểm hướng về Dương Nghị Vân đánh tới. Đến nỗi hồng bào nữ nhân, không đối hiện tại đã xích quả quả. Hồng bào bị hắn dập nát, lúc này như cũ đứng ở Nhiếp Hồn lão tổ bên người. Một màn này cũng chứng thực, thần ma điểu nói hoàn toàn chính xác, Nhiếp Hồn lão tổ tất nhiên là thân thể không cường, cho nên không dám làm bên người nữ nhân rời đi, là siêu cấp bảo tiêu nhân vật. Bất quá tạm thời không quan trọng, quan trọng là hắn có cái khó giải quyết hỏi thể xuất hiện. Nhiếp Hồn lão tổ thao tác mông điểm nhào hướng hắn tới, này với hắn mà nói là cái nan đề. Thực hiển nhiên mông điểm tự nhiên là Nhiếp Hồn lão tổ bên người yếu nhất một cái, cứ việc thực lực so trước kia càng cường, nhưng Dương Nghị Vân còn không lo lắng mông điểm, trọng điểm một khi động thủ, hắn sợ thương đến mông điểm.
Quả đen làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu. Có thể làm sao bây giờ, mạnh mẽ chấn áp đi, Mông Điềm hiển nhiên là bị nhiếp hồn lão tổ nhiếp hồn đại pháp khống chế quỷ hồn, tưởng cứu hắn liền toàn lực chấn áp phong ấn ném vào càn khôn hồ không gian, chờ chém giết nhiếp hồn lão tổ, khống chế chi thuật tự nhiên liền tiêu tán. Thần ma điểu nói. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói thầm nói, tương đương chưa nói, ta tự nhiên biết này đó, muốn hỏi ngươi chính là có biện pháp nào không giải trừ nhiếp hồn lão tổ đối Mông Điềm thao tác. Tiểu tử ngươi nằm mơ đâu? Nhiếp hồn đại pháp tại thượng cổ thời đại liền thất truyền bí pháp thần thông, lão tử như thế nào biết giải trừ? Thần ma điểu mắng lên. Liền biết ngươi vô dụng. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt. Ngay sau đó không có lý sẽ thần ma điểu, hai tròng mắt nheo lại, hắn theo dõi phát lại đây Mông Điềm, trong đầu hướng về dùng biện pháp gì đi bằng mau thủ đoạn đem Mông Điềm chấn áp xuống dưới. Kéo dài không được thời gian, hắn còn muốn phòng bị nhiếp hồn lão tổ, cái này lão bất tử mới là chân chính âm u rắn độc. Còn có bên kia, Hắc Giáp Đại Hán đuổi bắt Phương Đông người sát cùng Lạc Dương, Tuyết Hương ba người, hiện tại nhìn không tới bọn họ tung tích, cũng không biết Phương Đông người sát bọn họ có thể hay không ứng phó được có được Á Thánh cấp đừng thân thể Hắc Giáp Đại Hán. Bất quá từ trước đến nay hẳn là có thể, xa không nói, liền nói Phương Đông người sát chính là phong hào tiên đế tôn tử, tuyệt đối có bảo mệnh thủ đoạn, mà Lạc Dương trong cơ thể có ma thần ý thức, thật muốn là trong lúc nguy cấp ma thần ý thức nhất định sẽ nhảy ra bảo hộ Lạc Dương. Tuyết Hương tuy rằng so với Phương Đông người sát cùng Lạc Dương tu vi kém một cái đại cảnh giới, nhưng lại yêu tu, lại nói hắn tin tưởng có Phương Đông người sát cùng Lạc Dương đỉnh, Tuyết Hương cũng sẽ không có hại. Ngược lại là hắn mới là nguy hiểm nhất một cái. Bất quá, Dương Mỗ Nhân cũng không phải không có thủ đoạn. Cắn răng một cái hàm ở trong miệng đệ tam viên Mỹ Kim Hỗn Nguyên Tiên Đan nuốt đi xuống. Hắn muốn đem chính mình tu vi thực lực, tăng lên tới tối cao, tới ứng đối kế tiếp chiến đấu. Trước hai viên Hỗn Nguyên Tiên Đan đã làm hắn tu vi thực lực tăng lên tới một mảng lớn, này cuối cùng một viên nuốt vào hắn có tin tưởng có thể tăng lên tới tiên quân hậu kỳ đỉnh, thậm chí đại viên mãn đều có khả năng. Trong cơ thể thực lực tăng lên liền không đoạn quá, đây cũng là Dương Nghị Vân tự tin. Mắt thấy Mông Điềm bị thao tác, hắn trong lòng nghĩ lúc này nhiếp hồn lão tổ phái ra Mông Điềm lại đây cũng hảo, vừa lúc nhân cơ hội sẽ đem Mông Điềm chấn áp xuống dưới, ít đi một phần lo lắng. Chỉ là hắn nghĩ đến dùng biện pháp gì đi chấn áp Mông Điềm. Dùng pháp tắc khí chàng hắn lo lắng Mông Điềm xe chịu không nổi, một cái vô ý đem Mông Điềm cấp tiêu diệt, đã có thể không hảo. Thủ đoạn khác đi, cũng sợ đối Mông Điềm không dậy nổi làm dùng, rốt cuộc hiện tại Mông Điềm thực lực cường đại rồi một mảng lớn đã có tiên quân trung hậu kỳ thực lực, hơn nữa nhiếp hồn lão tổ thao tác, thật đúng là không thể đại ý. Trong óc nhanh chóng vận chuyển Dương Nghị Vân nghĩ tới sinh tử phù kinh. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Bởi vì Mông Điềm là quỷ tiên, bản chất tu luyện trung tâm là hồn phách, mà hắn được đến sinh tử phù kinh thật đối ứng chính là nội tại. Chẳng những có thể công kích thân thể, cũng nhằm vào tiên hồn, lại còn có thể vô thanh vô tức đưa vào tiên hồn chung đi. Cho nên Dương Nghị Vân muốn thử xem biện pháp này có được hay không, dù sao sinh tử phù kinh trực tiếp tiến vào Mông Điềm trong cơ thể, thao tác liền khống chế ở trong tay hắn. Cũng không sợ thương đến Mông Điềm. Là cái hoàn mỹ biện pháp. Nếu thành công, đến lúc đó nói không chừng còn có thể dùng để đối phó nhiếp hồn lão tổ cái này lão bất tử. Lập tức trong tay pháp quyết thành ấn, trong lòng mặc niệm sinh tử phù kinh mật chú, là sinh cùng chết đồng thời xuất kích. Sinh tử phù kinh nhưng đơn độc thi triển, tự nhiên cũng có thể cùng ở bên nhau thi triển, một niệm sinh một niệm chết, một niệm sinh tử. Ong! Một đen một trắng lưỡng đạo phù văn nháy mắt hình thành ở đầu ngón tay. Đối với Mông Điềm liền một lóng tay mà ra. Đây là phù chú chi đạo tối cao thành tựu. Một lóng tay điểm ra ý niệm tỏa định mục tiêu, đối phương căn bản là trốn không xong. Lập lòe một chút biến mất ở Mông Điềm trong cơ thể. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến Mông Điềm cả người chấn động, lại là ngừng lại, vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn một mét chỗ. Sinh tử phù kinh tiến vào Mông Điềm trong cơ thể lúc sau, trước tiên liền vào Mông ý trời thức thiên địa. Vèo một chút tiến vào Mông Điềm quỷ hồn bên trong. Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, ở Mông Điềm quỷ hồn thượng có một đạo màu đen mà phù văn tồn tại. Hắn lập tức nghĩ đến chính là nhiếp hồn lão tổ thao tác Mông Điềm trung tâm thủ đoạn, này một đạo màu đen phù văn. Trực tiếp khắc họa ở Mông Điềm quỷ hồn thượng, cũng là thao tác ấn ký. Mà hắn sinh tử phù hiện tại ở Dương Nghị Vân xem ra càng thêm cao giai, trực tiếp cũng tiến vào Mông Điềm quỷ hồn chung.
Trong lòng vừa động, Dương Nghị Vân liền dẫn động sinh tử phù trực tiếp đối với màu đen phù văn như tẩm ăn lên qua đi. Oanh! Một tiếng nặng nề nổ vang ở mông điểm ý thức hải vang lên, ngay sau đó trước sau vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Đệ nhất thanh là mông điểm quỷ hồn phát ra, lại là Dương Nghị Vân thúc dục sinh tử phù uy lực, trực tiếp như tẩm ăn lên rất lưu tại mông điểm quỷ hồn thượng màu đen phù văn ấn ký. Có lẽ là dùng sức quá mạnh, lại hoặc là diệt trừ này nói màu đen phù văn đại giới, làm mông điểm kêu thảm thiết, dù sao Dương Nghị Vân biết mông điểm rốt cuộc không có việc gì. Trở tay vung lên, Dương Nghị Vân liền đem mông điểm mất hết càn khôn hổ không gian. Hai tiếng kêu thảm thiết, tiếng thứ hai hắn cũng nghe tới rồi, là ngoại giới. Hắc hắc, nhiếp hồn lão tổ hộc máu lại là thần ma điểu ra tiếng. Dương Nghị Vân tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra, là hắn sinh tử phù vận chuyển hủy diệt nhiếp hồn lão tổ lưu tại mông điểm quỷ hồn kia nói màu đen phù văn làm lão bất tử bị hao tổn. Nguyên thần phản vệ quá bình thường. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trong cơ thể cũng là mới thôi chấn động, tu vi thực lực đạt tới tiên quân đại viên mãn, đệ tam viên hỗn nguyên tiên đan rốt cuộc bị hấp thu sạch sẽ. Hắn khóe miệng cũng lộ ra ý cười, tìm đánh ứng đối nhiếp hồn lão tổ biện pháp, sinh tử phù quản lý dùng, hơn nữa thẳng vào nguyên thần, hẳn là có thể run run lên lão bất tử nhiếp hồn đại pháp. Mặt khác hắn trong đầu còn vang lên, mặt khác hai loại bí pháp thần thông tới, nhưng đều là nhằm vào nguyên thần phương diện. Nhiếp hồn lão tổ nhiếp hồn đại pháp quan trọng nhằm vào nguyên thần, kia hắn liền có biện pháp ứng đối, cũng không biết quản không dùng được. Bát bộ thiên long kinh cùng thuần dương mặt trời chói trang chú nhưng đều là này đối phương diện này thần thông bí pháp. Lúc trước lão nhân truyền thụ hắn thời điểm công đạo quá, người trước có phá âm chi hiệu, người sau chí dương chí cương đốt cháy hết thảy âm u lực lượng. Dương Nghị Vân nghĩ đến chính mình trên người này đó thần thông bí pháp lúc sau, như là một chút mở ra não động giống nhau. Hắn nghĩ tới rất nhiều, cẩn thận ngẫm lại trên người hắn thần thông bí pháp bảo bối vẫn là thật là không ít, trước mắt đều có thể lấy ra tới dùng, dù sao mục tiêu chính là làm đảo nhiếp hồn lão tổ, chỉ cần đem lão gia hỏa này có thể xử lý, không từ thủ đoạn đều có thể. Tu vi thực lực ở liên tục nuốt vào ba viên hỗn nguyên tiên đan sau, xem như bị hắn mạnh mẽ tăng lên tới tiên quân hậu kỳ, bất quá nhà mình sự nhà mình rõ ràng, Dương Nghị Vân biết cái này tu vi là không ổn định. Trung quy là dựa vào tiên đan lực lượng mạnh mẽ tăng lên, cảnh giới không có theo kịp, đến lúc đó này sợi kình khí qua đi, nhất định còn sẽ rớt. Tu luyện tới rồi tiên quân cảnh giới lúc sau, hiểu được cảnh giới là rất quan trọng, hắn tình huống hiện tại kỳ thật thực phi diệu, tu vi thực lực tiếp theo tiên đan chi lực, mạnh mẽ tăng lên tới tiên quân đại viên mãn, nhưng cảnh giới thượng như cũ dừng lại ở tiên quân lúc đầu. Cho nên cái này chỉ có thể là tạm thời, không thể làm đúng. Muốn thật đánh thật đạt tới tiên quân đại viên mãn cấp bậc, cảnh giới hiểu được cần thiết cũng muốn đuổi kịp mới có thể. Theo không kịp cảnh giới, kết quả là trung quy là tinh hoa thủy nguyệt, đan dược chi lực là cần, chờ trầm điện xuống dưới lúc sau, Dương Nghị Vân đánh giá sẽ rớt đến trung hậu kỳ. Cho nên tại đây trong lúc hắn phải nhanh một chút cùng nhiếp hồn lão tổ làm một hồi, có thể lộng chết lão gia hỏa này tốt nhất, làm không xong nói, ít nhất phải có ở cái này lão gia hỏa trên tay bảo mệnh, quay lại tự do thực lực. Cũng không thể giống như bây giờ, bị hắn cấp quấn lên, đi trước cũng đi không xong. Lại còn có tiến vào bị động nông nỗi. Mông điểm sự tình giải quyết, còn làm nhiếp hồn lão tổ hộc máu, lần này hợp Dương Nghị Vân áp qua lão bất tử một đầu, cũng tìm được rồi một cái ứng đối ý nghĩ. Bất quá hắn không có chút nào thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn biết kế tiếp chiến đấu khả năng sẽ càng thêm hung hiểm, nhiếp hồn lão tổ phản công chỉ biết càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên nơi xa nhiếp hồn lão tổ ho khan một tiếng, lau khóe miệng vết máu, bỗng nhiên ngẩng đầu một đôi lão mắt như là rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân âm trầm mở miệng nói, ha ha, hảo hảo hảo. Liên tiếp nói ba tiếng hảo. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, quả nhiên, cái này lão bất tử nổi giận. Mà thần ma điểu ở bên tai nói, tiểu tử cẩn thận, cái này lão đông tây thoạt nhìn lần này là thật phẫn nộ rồi. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói, ta lại không hạt. Ngay sau đó chỉ nghe nhiếp hồn lão tổ tiếp tục mở miệng nói chuyện, như cũ thật lâu không có nếm đến quá chính mình máu tươi hương vị, tiểu tử ngươi làm trò là vạn năm nhiều tới cái thứ nhất, ha ha, lão tổ ta thích máu tươi hương vị, không thể không nói tiểu tử ngươi thật đúng là cái quái thai, cư nhiên có thể hóa giải rớt lão tổ ta nhiếp hồn phù văn. Bất quá, muốn chiến thắng lão tổ ngươi là không cơ hội, nguyên bản còn nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, hiện tại xem ra tiểu tử ngươi không biết điều, càng là không biết lão tổ thủ đoạn của ta. Ha ha, như vậy.
kế tiếp lão tổ khiến cho ngươi hóa thành một cái 10 phần nô lệ. Đem ngươi nguyên thần hồn phách cắn nuốt, thân thể lưu lại đánh vào một giới yêu hồn, vĩnh sinh vĩnh thế cấp lão tổ ta đương một cái cấp thấp tiện nô đi. Nhiếp hồn lão tổ nhìn qua là thật phẫn nộ rồi. Từng câu từng chữ tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại tràn ngập sát ý. Nhưng đối Dương Mẫu Nhân tới nói, hắn cũng không phải là dọa lớn. Lập tức không chút khách khí phản dỗi qua đi nói, lão Đông Tây đừng mẹ nó hù dọa tiểu gia ta không phải dọa đại, ai giết ai, ai thành ai nô lệ còn không nhất định đâu, có cái gì thủ đoạn dùng ra tới, tiểu gia ta đều tiếp theo. Dương Mẫu Nhân tại đây chờ tình huống hạ, trước nay đều là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không chịu thua. Hảo, lão tổ ta đảo muốn xem thực lực của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi giống nhau ngạnh. Nhiếp hồn lão tổ cười lạnh lên. Dứt lời lúc sau, trong tay đen nhánh bộ xương khô quải trượng vung lên vầng sáng đại tác phẩm, lại là lạnh giọng mở miệng, giết hắn. Lời này tự nhiên là đối bên người đầy người khắc họa phù văn hồng y nữ nhân nói. Cũng là lần đầu tiên, lão bất tử làm hồng y nữ nhân rời đi bên người, đương nhiên giờ phút này hồng y nữ nhân, trên người nàng hồng y bị Dương Mẫu Nhân phá hủy, đã là xích quả quả trạng thái, trụ quá toàn thân trên dưới bị khắc họa đầy huyết đầm đìa phù văn, nhìn qua như cũng như là thân xuyên một thân hồng y. Nhìn càng thêm âm trầm chỉ sợ. Vèo. Một đạo màu đỏ vầng sáng chợt lóe, nữ nhân ngay lập tức từ nhiếp hồn lão tổ bên người biến mất. Mà Dương Nghị Vân còn lại là nhìn đến, lúc này nhiếp hồn lão tổ miệng lẩm bẩm, trong tay đen nhánh quải trượng vầng sáng như cũ lập lòe, nhìn qua ở thi triển cái gì bí pháp. Dương Nghị Vân không biết cái này lão bất tử là ở thao tác nhào hướng chính mình nữ nhân, vẫn là đang âm thầm thi triển cái gì đại chiêu. Dù sao hắn trong lòng cảnh giác lên. Chính là nhớ kỹ thần ma điều theo như lời nói, đối với lão gia hỏa giỏi về nhiếp hồn đại pháp thao tác, hắn bản thân thân thể thực lực hẳn là không cường, cho nên muốn xử lý hắn, nhất định phải cận chiến đấu, chỉ có tiếp cận cái này lão bất tử mới có cơ hội xử lý hắn. Chẳng qua Dương Nghị Vân biết nhất định không đơn giản như vậy. Hắn cùng thần ma điều có thể nhìn ra lão gia hỏa chỗ yếu, nghĩ đến lão bất tử chính mình càng thêm rõ ràng, cho nên nhất định sẽ không làm người dễ dàng tới gần. Hướng về chính mình xông tới nữ nhân chính là nhiếp hồn lão tổ đạo thứ nhất phòng ngự. Dương Nghị Vân biết muốn tiếp cận nhiếp hồn lão tổ, đầu tiên muốn quá nữ nhân này một quan. Nhưng này một quan sợ là không hảo quá. Trong lòng nghĩ này đó, Dương Nghị Vân đôi tay nhưng không hề có dừng lại, sinh tử phù kinh đã sớm dự trữ chờ phân phó. Cũng không biết đối cái này bị nhiếp hồn lão tổ thao tác nữ nhân quản không dùng được. Chuyện tới hiện giờ hắn cũng không có lựa chọn. Căng ra đầu cũng chỉ có thể chết khiêng rốt cuộc. Sinh tử chi đạo, sinh tử hợp nhất, đi. Bạo giống một tiếng, nháy mắt đem sinh tử phù đánh đi ra ngoài. Cách 7-8 mét, cũng gần là nháy mắt công phu, Dương Nghị Vân liền nhìn đến nữ nhân gần dựa vào thân thể chi lực, một bước bước ra liền đến trước mặt hắn. Nàng hai tròng mắt lỗ trống cái gì cũng nhìn không ra, chỉ có nàng từ đầu tới đuôi khắc họa tại thân thể mặt ngoài một đám huyết đầm đìa phù văn rõ ràng có thể thấy được. Lóng lánh màu đỏ vầng sáng, làm nữ nhân này thoạt nhìn nhiều vài phần yêu dị. Còn có nàng xích quả quả trên người nào đó nên xem không nên xem địa phương đều rõ ràng vô cùng tiến vào đáy mắt, làm Dương Mẫu Nhân đạo tâm hơi hơi có chút dao động. Chẳng qua lúc này hắn biết không có thể có chút phân tâm, nếu không một cái vô ý, liền sẽ bị cái này toàn thân khắc họa mãn phủ văn nữ nhân xé thành mảnh nhỏ. Tạp Mao Điểu nói qua. Hắc giáp đại hán cùng nữ nhân này nhưng đều là thượng cổ luyện thể hạng người, hơn nữa là đạt tới á thánh cấp khác tồn tại, thân thể đã là tiên giới cái này trình tự đỉnh. Á thánh chi thân thể, từ nào đó trình độ tới giảng đã siêu việt tiên khí cấp bậc độ cứng, đáng sợ vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Nếu không cũng sẽ không chết sau vô số năm, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, còn bị nhiếp hồn lão tổ cái này lão bất tử quật mộ luyện chế thành á thánh con rối, ở nàng thân thể chung đánh vào một cái yêu hồn. Hoàn toàn biến thành một tôn quái vật. Nàng thân thể cường đại Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được, cũng có thể nhìn ra được tới. Kia một đám phù văn hạ, tinh oánh như ngọc da thịt, kia huyết đầm đìa máu tản ra vầng sáng, cường đại hơi thở triển lộ không thể nghi ngờ, hơn nữa nhiếp hồn lão tổ cái này lão bất tử khống chế, nữ nhân này cường đại Dương Nghị Vân thật đúng là vô pháp tưởng tượng. Bất quá nếu đụng phải, hắn cũng chỉ có thể liều chết một bác. Không có lựa chọn cũng không có đường lui. Duy nhất làm Dương Nghị Vân vui mừng chính là, cường đại á thánh nữ người, là không có trí tuệ, chẳng sợ nàng trong cơ thể bị nhiếp hồn lão tổ đánh vào yêu hồn, nhưng chung quy khống chế người là nhiếp hồn lão tổ,
này nói cách khác trí tuệ ý thức trước sau đều ở Nhiếp Hồn lão tổ trên người. Nói trắng ra là cũng là Nhiếp Hồn lão tổ cái này lão bất tử, mượn dùng Á Thánh cường đại thân thể vì hắn sử dụng. Dưới loại tình huống này, Dương Nghị Vân biết chính mình có lẽ là có cơ hội chiến thắng, chẳng qua yêu cầu tìm được phương pháp, trên người hắn thủ đoạn không ít, một đám đi nếm thử cũng không tin không có cách. Sinh tử phù thi triển thực thuận lợi, vô thanh vô tức không có bất luận cái gì ngăn cách liền tiến vào nữ nhân trong cơ thể, điểm này ở trong dự liệu, cũng ở đoán trước ở ngoài. Nói đoán trước bên trong là bởi vì Dương Nghị Vân biết sinh tử phù lực lượng thuộc tính, cơ hồ có thể làm lơ bất luận cái gì lực lượng cách trở, trực tiếp tiến vào đối phương trong cơ thể. Phàm là sự đều không có tuyệt đối. Mà đoán trước ở ngoài là bởi vì nữ nhân này cư nhiên không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản, thậm chí trốn cũng chưa trốn một chút. Làm hắn thi triển sinh tử phù, thực thuận lợi liền tiến vào nàng trong cơ thể. Kết quả này là hỉ ưu nửa tham. Hỉ chính là thuận lợi, ưu chính là không biết sinh tử phù đối cái này Á Thánh thân thể có tác dụng hay không. Ngay sau đó, thấy rốt cuộc. Dương Nghị Vân trong lòng một chút trầm đi xuống. Bởi vì hắn phát động sinh tử phù sau, nữ nhân không hề có chịu ảnh hưởng, như cũ đối với hắn xông tới, duỗi tay thành trường, lóe một kích mà đến. Dương Nghị Vân trong lòng đại chấn hết sức, bạo giống, đổi chiều biển sao. Lại là huy một trưởng đối thượng, lúc này chống chọi, không lựa chọn, ai làm sinh tử phù cư nhiên đối với đối phương không có hiệu quả đâu. Pháp tắc khí chàng trực tiếp hội tụ bàn tay, thẳng tắp cùng nữ nhân một trưởng va chạm mà thượng. Dương mẫu nhân kỳ thật cũng là cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ nhân, cứ việc tạp mau điều tổng nói thượng cổ luyện thể Á Thánh có bao nhiêu nghiêu, có bao nhiêu cường hãn. Nhưng ở Dương mẫu nhân trong lòng chân chính có bao nhiêu cường đại, không thể nghiệm quá là không có gì cảm giác. Lúc này chống chọi qua đi, chính là không tin tà. Song trường tương chạm vào, mạnh mẽ một kích. Ầm vang. Một tiếng đinh tai nhức óc ầm vang vang lên. Răng rắc. Cùng với cốt cách đứt gãy tiếng động. Sắc mặt đại biến chính là Dương mẫu nhân. Một trưởng này chống chọi, hắn có hại, thủ đoạn gãy xương, thanh âm rõ ràng. Cả người bay ngược đi ra ngoài. Trong lòng vô cùng chấn động, cái này rốt cuộc biết cái gì là thượng cổ luyện thể tu sĩ Á Thánh thân thể lực lượng. Liền như hắn là đậu hủ đối phương là sắt thép giống nhau. Hơn nữa không có một chút ít pháp lực, hoàn toàn là thuần túy thân thể lực lượng. Nhưng hắn lại là thúc giục toàn thân pháp lực vận dụng pháp tắc khí chàng một trưởng, chung quy ở cái này Á Thánh nữ người một trưởng dưới không chống đỡ được. Bất quá cũng không phải tuyệt đối, ít nhất hắn tuy rằng thủ đoạn gãy xương cũng bị một trưởng đánh bay đi ra ngoài, nhưng lại không có đã chịu quá nghiêm trọng thương thế, cũng thuyết minh hắn vận dụng pháp tắc khí chàng dưới, vẫn là có đại tác dụng. Không có pháp tắc khí chàng thêm vào Dương Nghị Vân tin tưởng này một kích hắn sẽ bị cái này nữ đánh cho tàn phế phế. Thân thể vô địch nữ nhân A. Dương Nghị Vân ăn một mệt, liền biết không có thể cùng nữ nhân này chính diện ngạnh kháng, nếu không hắn sớm hay muộn xong đời. Minh một tiếng Dương Nghị Vân nện ở trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, hắn vội vàng đứng dậy, trong lòng vừa động chuông đông hoàng xuất hiện bao phủ ở trên người. Đông. Từ từ tiếng chuông vang vọng thiên địa. Lúc này, trong tầm mắt hơn 200 mễ ở ngoài nữ nhân lại lần nữa nhào tới, hắn đều một trưởng đánh ra đi hơn 200 mễ. Hung hãn nữ nhân tốc độ cùng lực lượng đều ở Dương Nghị Vân trong mắt là thượng thừa, hắn cái này không dám lỗ mãng sằng bậy. Bên tai vang lên thần ma điểu mắng, nhược kê ngươi xứng đáng a, lão tử đều cho ngươi nói đối phương là thượng cổ chuyên nghiệp luyện thể tu sĩ, thân thể Á Thánh đứng ở tiên giới cái này trình tự đỉnh, tiểu tử ngươi còn không tin tà muốn đi cùng nhân ra chống chọi, ngươi chạm vào đến quá người ta sao? Nếu không phải gần là Á Thánh một khối thân thể, một trưởng này dưới. Có một vạn cái tiểu tử ngươi cũng tan thành mây khói, không biết sống chết ăn ngươi. Thần ma điểu đối Dương Nghị Vân là không chút khách khí mắng. Lúc này Dương mẫu nhân có chút xấu hổ, lại là không có phản bác, bởi vì hắn thật là chính mình đi tìm đường chết. Nhìn đến Á Thánh nữ người lại lần nữa phi phác mà đến, Dương Nghị Vân nói, hảo đừng nói nữa, ta cũng là muốn thử xem nàng hư thật mà thôi, ngươi liền nói cho ta có biện pháp nào không thu thập nàng liền thành. Có cái rắm a. Nàng khống chế ở Nhiếp Hồn lão tổ trong tay, muốn xử lý nàng ngươi đến trước xử lý Nhiếp Hồn lão tổ, hoặc là ngươi lấy bạo lực trấn áp nàng cũng như là mông điểm giống nhau thu vào càn khôn hồ không gian đi. Từ từ, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể đối phó nữ nhân này. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu nói trừ phi đem nữ nhân này như là trấn áp mông điểm như vậy thu vào càn khôn hồ không đi,
lúc này một chút làm hắn nghĩ tới một cái có lẽ được không biện pháp. Đương nhiên bạo lực đi trấn áp nữ nhân này là làm không được, cũng chỉ có thể dùng mặt khác biện pháp. Biện pháp này còn lại là làm hắn nghĩ tới Hoàng Tuyền Huyết Quan. Hoàng Tuyền Huyết Quan là ma thần ý thức một mặt lạc dương chí bảo, chí âm chí tà, cũng là một kiện vô thượng bảo khí, nội có độc đáo không gian tồn tại. Hắn hiện tại nguyên thần thực lực đi đem á thánh nữ người mạnh mẽ thu vào càn khôn hồ đi căn bản làm không được, tưởng đều không cần tưởng, nhưng lại là có thể sử dụng Hoàng Tuyền Huyết Quan. Chỉ cần dùng làm thích đáng một chút đem á thánh nữ người thu vào Hoàng Tuyền Huyết Quan lập tức phong ấn lên, có lẽ là cái được không biện pháp. Bởi vì Hoàng Tuyền Huyết Quan khống chế ở trong tay hắn, tùy thời có thể mở ra quan cái, đem á thánh nữ người thu vào đi phong ấn quan cái. Hơn nữa thúc giục Hoàng Tuyền Huyết Quan lúc sau bản thân liền có hút xả chi lực, rất là bất phàm. Khó khăn ở chỗ đối phương có cho hay không hắn cơ hội thu vào đi. Điểm này thượng, tự nhiên là không có khả năng, bất quá cơ hội là có thể sáng tạo. Chỉ cần nghĩ cách cố định hoặc là nói cho hắn thao tác Hoàng Tuyền Huyết Quan nhắm ngay á thánh nữ người thời gian cùng cơ hội, biện pháp này chính là được không? Muốn như thế nào mới được? Hắn nghĩ tới nghĩ lui sợ gì vẫn là liều chết một phen, chờ tiêu hao một ít á thánh nữ người lực lượng hoặc là nói nhiếp hồn lão tổ thao tác á thánh nữ người lực lượng lúc sau, lại đi tìm kiếm cơ hội hẳn là liền có cơ hội. Hắn còn có định thân thuật tồn tại, chỉ cần có thể bảo trì tam tức thời gian, hắn liền có nắm chắc đem nữ nhân này phong ấn tiến Hoàng Tuyền Huyết Quan đi. Kế tiếp liền xem hắn có thể ở á thánh nữ người trên tay căng đã bao lâu. Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Nghị Vân trong lòng đại định. Mà đây là thần ma điểu cũng mở miệng nói, tiểu tử ngươi ở thúc giục một chút ngươi chuông Đông Hoàng nhìn xem, lão tử phía trước tựa hồ nhìn đến, ngươi chuông Đông Hoàng vang lên thời điểm nữ nhân kia thân thể tạm dừng một chút, có khả năng chuông Đông Hoàng thanh âm đối nàng là có điểm ảnh hưởng. Nghe thần ma điểu nói như thế, Dương Nghị Vân vội vàng thúc giục chuông Đông Hoàng. Hắn nghĩ đến có lẽ thật đúng là sẽ có ảnh hưởng, bởi vì chuông Đông Hoàng thanh âm bản thân liền có kinh sợ nguyên thần uy lực, lúc này cho dù là có một chút ít ảnh hưởng, với hắn mà nói đều là đại trợ lực. Đông! Trong lòng vừa động chuông Đông Hoàng đại tác phẩm một tiếng. Dương Nghị Vân cẩn thận quan khán, quả nhiên thật đúng là bị thần ma điểu nói đúng, cứ việc á thánh nữ người tốc độ bay nhanh mà đến. Nhưng ở chuông Đông Hoàng vang lên khoảnh khắc thân ảnh của nàng thật là có một chút tạm dừng, như là bỗng nhiên bị điện giật giống nhau. Cứ việc ảnh hưởng không lớn, nàng như cũ vọt lại đây, nhưng Dương Nghị Vân biết, có lần này tạm dừng vậy là đủ rồi. Khóe miệng một nhếch miệng, hắn trong lòng tự tin càng thêm đủ. Thịch 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 thịch. Ngay sau đó Dương Nghị Vân điên cuồng thúc giục chuông Đông Hoàng, tuy rằng hao phí nguyên thần chi lực, nhưng lúc này hắn nhưng bất chấp như vậy nhiều. Hết thảy vì chuẩn bị chiến đấu địch nhân vì mục đích, không tiếc đại giới. Ngay sau đó ở thúc giục chuông Đông Hoàng thời điểm, Dương Nghị Vân thúc giục pháp tương chi thân, hóa thành 100 mét người khổng lồ, nhìn đã tiến vào 30 mét phạm vi á thánh nữ người, hắn trong miệng bạo giống lên, kim cương, trường sinh, đấu chuyển, đốt thiên, lôi đình. Một hơi đối với 30 mét ngoại á thánh nữ người toàn bộ thi triển ra 5 đại chí tôn thần thông. Tuy rằng hắn biết khả năng tác dụng không lớn, nhưng lại nhiều ít có thể tạo thành một ít thương tổn cùng chướng ngại, mà mục đích của hắn chính là cái này. Tiêu hao đối phương cùng thương tổn trở ngại, chẳng sợ không đủ để làm ngã xuống nàng, cũng đủ. Đầy trời phong vân biến sắc, giữa sân cát bay đá chạy, tiếng sấm từng trận. Không thể không nói Dương mẫu nhân hiện tại tu vi thi triển lão nhân truyền thụ này đó thần thông, đã có một ít hỏa hậu, hơn nữa từ hắn mặt khác ra pháp tắc khí chàng lúc sau. Vô hình chung thi triển này đó thần thông cũng kéo thiên địa chi gian pháp tắc khí chàng lực lượng. Uy lực nhìn bất phàm, khí thế cũng không nhỏ. Nháy mắt á thánh nữ người đã bị Dương Nghị Vân nghị liên tiếp thần thông phương pháp bao phủ. Ở bên ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn đến giữa sân cát bay đá chạy, bốn phía nơi năng lượng hội tụ vô cùng nồng hậu, khí chàng cường đại. Ầm ầm ầm, tiếng gầm rú không ngừng vang lên ở đây chung, trên trời dưới đất đều là. Mà lúc này vài trăm thước ở ngoài, nhiếp hồn lão tổ đôi mắt hiện lên một tia hàn quang có chút giật mình, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng thi triển ra như thế cường đại thần thông, này đó thần thông ở nhiếp hồn lão tổ chính là bất phàm, hắn biết nếu không phải tiểu tử này tu vi yếu đi một chút, thi triển không ra này đó thần thông bí pháp mạnh nhất uy lực, hắn hôm nay còn tìm không hảo bắt lấy tiểu tử này. Ngay sau đó nhiếp hồn lão tổ cười lạnh nói, thần thông là hảo thần thông. Nhưng ở ngươi bực này con kiến trên tay cũng phát huy không ra uy lực tới, muốn dựa vào điểm này làm việc xử lý lão tổ ta á thánh con rối kém đến xa, hừ.
Dứt lời, Nhiếp Hồn lão tổ vung tay lên, trung bộ xương khô quải trượng một đạo màu đen xuất hiện, hóa thành một cái cổ quái phù văn, ngay lập tức bay về phía Á Thánh con rối. Hắn đây là thao tác thêm vào. Cách thật xa, Dương Nghị Vân tự nhiên cũng thấy được một màn này, bất quá hắn không để ý, dù sao cũng không trông cậy vào này một đợt công kích, là có thể xử lý một cái Á Thánh con rối. Giữa sân vang lớn niếc tai, dâng lên nùng liệt sương mù. Ngay sau đó, lại là gầm lên giận dữ vang lên. Giống, lại là từ sương mù trung truyền đến. Dương Nghị Vân biết là này Á Thánh con rối tiếng giống giận. Hắn vừa muốn chuẩn bị lần thứ hai công kích, lại là một đạo yêu dị quang mang từ sương mù trung vọt ra. Tiểu tâm, thần ma điểu lớn tiếng nhắc nhở. Dương Nghị Vân hai tròng mắt lập lòe, đối mặt này một đạo quang mang, hắn tự nhiên thấy rõ, thật là Á Thánh nữ người bay ra tới, thẳng đến hắn bề mặt. Lúc này mục tiêu quá lớn, trốn không thoát, nhưng lại cũng không phải không chuẩn bị, trong tay vừa lật xuất hiện ngũ lôi lá cây. Chí tôn thần thông vô dụng, vậy dùng ngũ lôi lá cây, không đủ, còn có dưa hấu lôi hầu hạ, liền tính là Á Thánh thân thể, cũng muốn cho nàng lộng điểm miệng vết thương ra tới. Ngũ lôi. Dương Nghị Vân nhìn bay nhanh từ sương mù trung ra tới Á Thánh nữ tử, bạo giống một tiếng, đem trong tay ngũ lôi lá cây nháy mắt dẫn dắt mà ra. Ầm ầm ầm, răng rắc. Ngũ hành chi lôi từ năm phiến ngũ lôi lá cây bùng nổ mà ra, khoảnh khắc cuốn tịch hướng Á Thánh nữ người mà đi. Năm đạo nhan sắc khác nhau lôi đỉnh giống như là năm điều lôi đỉnh hóa thành giao long, thanh thế to lớn vô cùng. Thiên địa chi gian tựa hồ đều thành lôi đỉnh. Hơi thở cường đại, ánh sáng chói mắt. Đối này Dương Nghị Vân cũng cảm thấy kinh ngạc, lần này thử dùng ra ngũ lôi tím lá cây uy lực so dĩ vãng cường đại rồi không biết nhiều ít. Không hề nghi ngờ là Càn Khôn Hồ thăng cấp lúc sau mang đến chuyển biến, đây cũng là hắn ở Càn Khôn Hồ thăng cấp lúc sau lần đầu tiên sử dụng ngũ lôi tím lá cây. Cùng trước kia làm tương đối nói, lần này Càn Khôn Hồ thăng cấp trước kia ngũ lôi tím lá cây cũng cường đại, nhưng thị giác cùng cảm quan thượng đều không có như vậy cường đại, trước kia ngũ lôi tím lá cây uy lực hóa hình mà ra có thể so sánh làm là năm điều con rắn nhỏ nói, hiện tại ngũ lôi tím lá cây chính là năm điều giao long, cường đại không phải nhỏ tí tẹo. Càn Khôn Hồ thăng cấp lúc sau, Dương Nghị Vân vốn dĩ cho rằng dưa hấu lôi chính là lực sát thương cường đại nhất chí bảo, lúc ấy không có thử qua thăng cấp lúc sau ngũ lôi tím lá cây, cho rằng chỉ có thể xếp hạng đệ nhị, hiện tại xem ra hai người không tồn tại đệ nhất đệ nhị thứ tự. Ngũ lôi tím lá cây, đồng dạng cường đại. Như thế, Dương Nghị Vân tin tưởng càng thêm 10 phần. Tốt xấu liền nhìn lần này. Đối với cái này Á Thánh nữ người có thể từ chính mình một hơi năm chiêu chí tôn thần thông trung thực mau ra đây. Dương Nghị Vân biết là Nhiếp Hồn lão tổ cái này lão bất tử thêm vào pháp lực kết quả, ở trong dự liệu. Bất quá nhìn qua nàng cũng đều không phải là như vậy nhẹ nhàng, Dương Nghị Vân nhìn đến giờ phút này phi hướng mà đến Á Thánh nữ người phi đầu tán phát, toàn thân khắc họa phù văn ảm đạm rồi không ít. Này liền thuyết minh, hắn chí tôn thần thông đã đối nàng tạo thành thương tổn, là có hiệu quả, đã gián tiếp tiêu hao Nhiếp Hồn lão tổ cái này lão bất tử lực lượng. Một cái khác nhân vật cũng thuyết minh. Hắn ba viên hỗn nguyên tiên đan là không ăn không trả tiền, mạnh mẽ tăng lên thực lực hiệu quả ở chí tôn thần thông công kích thượng có hiệu quả. Hắn nghĩ nhất định phải hảo hảo nghiên cứu thứ 6 chiêu chí tôn thần thông đi, vẫn luôn cũng chưa thời gian, hiện tại xem ra là chính mình quá mức xem nhẹ lão nhân độc môn thần thông. Chí tôn thần thông 12 đại chiêu, một loại thần thông mạnh hơn một loại, hiện tại sở học 5 loại thần thông, đã đối hắn tu vi tới nói có chút trước mặt. Nhưng mặt sau còn có ước chừng 7 loại không có học được tìm hiểu thấu triệt. Từ thứ 6 chiêu thần thông bắt đầu chính là một cái thật lớn đường ranh giới, Dương Nghị Vân tin tưởng chờ hắn lĩnh ngộ học được thứ 6 chiêu chí tôn thần thông sau, sẽ là một lần thật lớn vượt qua cùng thực lực tăng lên. Thượng cổ Á Thánh thân thể bị hắn một hồi đánh phi đầu tán phát chật vật, đủ để thuyết minh lão nhân cửa này thần thông cường đại. Trong lòng đối thứ 6 chiêu thần thông mạc danh tràn ngập chờ mong. Giờ phút này ngũ lôi ở Á Thánh nữ người phía trước tạc nứt, hóa thành năm điều giao long giống nhau đối với nàng mà đi. Dương Nghị Vân pháp tương chi thân 100 mét, đứng dậy ở thiên địa chi gian, cách thật xa đều có thể nhìn đến Nhiếp Hồn lão tổ sắc mặt tại đây một khắc biến hóa, lão bất tử rốt cuộc có nhíu mày lên. Này cũng thuyết minh hắn ngũ lôi tím lá cây tề phát công kích, làm thần hồn lão tổ cái này lão bất tử đều cảm nhận được uy lực. Nói thật. Dương Nghị Vân cũng đối thăng cấp lúc sau ngũ lôi tím lá cây uy lực tràn ngập chờ mong, hắn đây cũng là lần đầu tiên sử dụng tiến hóa lúc sau ngũ lôi diệp. Không biết có thể hay không ngũ lôi oanh đỉnh một chút xử lý cái này Á Thánh thân thể con rối. Nếu có thể xử lý,
đó là tốt nhất bất quá, làm không xong cũng không quan hệ, hắn hiện tại tin tưởng chuẩn bị ở sau thong dong ứng đối. Trong lòng nghĩ trong tay một phen, Hoàng Tuyền huyết quan xuất hiện chuẩn bị tùy thời xuất kích. Oanh, răng rắc, kinh thiên động địa tiếng sấm tiếng động, rốt cuộc một chút tạc nứt ở á thánh con rối trên người. Giống, ngay sau đó Dương Nghị Vân rõ ràng nhìn đến, á thánh con rối nữ nhân một tiếng thét dài, đầy đầu tóc đen đứng chổng ngược dựng lên, nàng toàn thân phù văn ngay lập tức chi gian đại tác phẩm, nhìn qua tựa hồ hình thành một cái phòng ngự, huyết quang vạn đạo bạo khởi phản kích, với ngũ lôi chi lực chống lại. Dương Nghị Vân xem nói nơi xa Nhiếp Hồn lão tổ trong tay bộ xương khô quải trượng ô làm vinh dự thịnh, hiển nhiên là ở thêm vào cách làm. Lúc này tiếp tục nhìn chằm chằm giữa sân nhìn lại. Lại là thấy được dị thường chói mắt, hơn nữa thật lớn năng lượng dao động nhộn nhạo mở ra. Hắn theo bản năng một nhắm mắt, ngay sau đó vận chuyển càn khôn chi mắt lần thứ hai nhìn lại, lúc này chờ chính là thời cơ, cũng không dám thả lỏng chút nào. Càn khôn chi mắt vận chuyển dưới. Dương Nghị Vân nhìn đến hắn ngũ lôi chi lực ở nhược hóa tiêu tán, nhưng á thánh con rối nữ nhân lần này cũng thật không thảo được hảo, lại thấy nàng toàn thân phù văn ẩn ẩn biến mất. Này thuyết minh là ở ngũ lôi chi uy hạ, phá trên người nàng phù văn, hoặc là nói toạc đi một bộ phận Nhiếp Hồn lão tổ uy lực. Hai bên nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Dương Nghị Vân biết này một kích hạ, hắn thắng lợi. Bởi vì hắn cơ hội chờ tới. Á thánh con rối nữ nhân tạm dừng ở giữa sân. Dương Nghị Vân giờ phút này chống ngũ lôi chi uy ra tay. Mở ra Hoàng Tuyền huyết quan quan cái, pháp tương chi thân diễn biến ra tới thật lớn tay nâng lên huyết quan thúc dục, đối với á thánh con rối nữ nhân bỗng nhiên đối với đỉnh đầu đè ép đi xuống, mở miệng một tiếng, định thân. Nguyên bản còn có ở dãy dụa á thánh con rối nữ tử ở hắn thi triển ra định thân thuật sau, nháy mắt dừng lại. Bất quá Dương Nghị Vân lại là biết thời gian này căn bản là định không được nàng bao lâu. Bởi vì thi triển định thân thuật sử dụng cường đại ý niệm tất cả đều bao phủ ở trên người nàng, hắn rõ ràng cảm nhận được trên người nàng cường đại lực lượng bắn ngược có bao nhiêu đại. Bất quá hắn chỉ cần tam tức thời gian, tam tức trong vòng hắn là có thể đem Hoàng Tuyền huyết quan thúc dục đem nàng thu vào Hoàng Tuyền huyết quan phong ấn. Giờ phút này một tay huyết quan thúc dục, quan nội nhập khẩu huyết quan đại tác phẩm, nhắm ngay á thánh con rối nữ nhân, nháy mắt huyết quang bao phủ nàng. Dương Nghị Vân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại là tại hạ một khắc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn nghe được gầm lên giận dữ, thái. Đến từ thần hồn lão tổ thanh âm. Một cái thái tự như là nào đó huyền ảo chân ngôn, lại làm hắn định thân thuật bắn ngược áp không được. Thời gian mới một tức nửa, còn chưa đủ. Lúc này định thân thuật trung tâm là hắn nguyên thần ý niệm, cảm thụ khắc sâu. Nếu giờ phút này làm định thân thuật tránh thoát, hắn phía trước sở làm liền uổng phí sức lực. Tuyệt đối không thể. Dương Nghị Vân giống giận, cho ta định. Cuồng loạn gầm lên giận dữ, hắn một ngụm tinh huyết phun ra, đem chính mình nguyên thần chi lực bỗng nhiên đề cao, cuối cùng là ổn định một chút. Trong tay Hoàng Tuyền huyết quan lần thứ hai tăng lớn lực độ. Ong! Hoàng Tuyền huyết quan phát ra một tiếng nổ vang, huyết sát khí bạo tăng, bộc phát ra huyết quan phù văn hoàn toàn cắn nuốt á thánh con rối nữ nhân. Ngay sau đó oanh một tiếng nặng nề, Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ. Thành! Hắn thành công đem á thánh con rối nữ nhân thu vào Hoàng Tuyền huyết quan chung, phiên tay chi gian đắp lên quan cái. Phong! Chạm vào! Một tiếng vang lớn dưới, quan cái đắp lên. Nhất cử đem vị này khó chơi thượng cổ luyện thể đạt tới đỉnh á thánh con rối thu vào huyết quan chung. Nơi xa! Phốc! Nhiếp Hồn lão tổ hộc ra một ngụm lão huyết, hắn cùng á thánh con rối hoàn toàn mất đi liên hệ. Giờ phút này nhìn về phía pháp tương thật lớn Dương Nghị Vân. Nhiếp Hồn lão tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại là bỗng nhiên giống to, Nhiếp Hồn đại pháp, pháp nói dưới hồn hề trở về. Cho ta trở về. Lão Đông Tây đè nặng hàm răng cách làm, bộ xương khô quải trượng ầm ầm vang lên, cắm vào trước người đại địa, đôi tay kết ấn, một ngụm tinh huyết phun ở bộ xương khô thượng, trong miệng nhắc mãi ra tối nghĩa âm phù. Mà bên kia Dương Nghị Vân cảm giác không đúng rồi, trong tay Hoàng Tuyền mạch máu cư nhiên ầm 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 rung động lên. Tựa hồ bên trong á thánh con rối nữ nhân muốn tùy thời tránh thoát ra tới giống nhau. Hắn trong lòng vừa động triệt hồi pháp tương khôi phục người bình thường thân, vội vàng một chưởng đánh vào huyết quan chấn áp, nhưng Hoàng Tuyền huyết quan như cũ chấn động phi thường đại. Lúc này hắn có chút lo lắng, hao phí nửa ngày kính, nhưng đừng thu vào đi sau ở lao tới. Lo lắng hết sức, lại là nghe nói thần ma điểu sâu kín mở miệng nói, tiểu tử đừng lo lắng, Hoàng Tuyền huyết quan không phải giống nhau chí bảo.
cái kia lão Đông Tây hiển nhiên là sốt ruột, hạ vốn gốc ở Triệu Hoán, muốn cho Á Thánh con rối tránh thoát huyết quan ra tới, bất quá không dễ dàng như vậy, ngươi như vậy dùng côn bằng chứng chấn áp huyết quan đã đủ rồi. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu nói chuyện, không kịp đối tưởng, lập tức trong tay một phen đem côn bằng chứng thỉnh ra tới xúc động lúc sau côn bằng chứng khắc văn đại tác phẩm, đặt ở Hoàng Tuyền huyết quan thượng. Ngay sau đó quả nhiên hiệu quả. Huyết quan chấn động nhỏ đi xuống, không đến tam tức thời gian hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Dương Nghị Vân cái này rốt cuộc thả lỏng, vung tay lên đem Hoàng Tuyền huyết quan liên quan côn bằng chứng thu vào càn khôn hổ không gian. Lần này chính là chân chính chấn áp viên mãn. Ngẩng đầu nhìn lại nơi xa Nhiếp Hồn lão tổ lại là một ngụm lão huyết phun ra, thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa không té ngã. Dương Nghị Vân tức khắc cười to, ha ha ha, lão Đông Tây phun vài khẩu lão huyết. Đích xác lúc này thần hồn lão tổ là thật ăn mệt, Á Thánh con rối nữ nhân là hắn hao phí không biết nhiều ít tâm huyết mới luyện thành con rối, cùng hắn tâm ý tương thông, cho nên đều có thể chỉ huy thích đáng, càng là có thể lẫn nhau thi pháp mượn lực, bị Dương Nghị Vân như vậy một làm, hắn hộc máu đều là nhẹ. Vận dụng bí pháp đều không có triệu hoán trở về, hoặc là nói không tránh thoát ra tới, hoàn toàn mất đi liên hệ, một chút tâm thần phản phệ, làm Nhiếp Hồn lão tổ cấp hỏa công tâm hơn nữa hao tâm tổn sức háo lực, phun ra lão huyết toàn thân đều đang run rẩy. Dương Nghị Vân thấy như vậy một màn, trong lòng kia kêu một cái vui sướng a. Cất tiếng cười to. Này một ván hắn là đại thắng, không có dựa bất luận kẻ nào dựa vào chính mình một người thu thập rớt Á Thánh con rối. Hơn nữa gián tiếp làm Nhiếp Hồn lão tổ hộc máu bị thương. Ở thực lực kém cách xa dưới tình huống, tuy rằng quá trình gian nan, nhưng lại thuộc về thắng tuyệt đối. Cũng thật là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bất quá Dương Nghị Vân biết sự tình cũng không có xong, kế tiếp hắn sẽ trực diện Nhiếp Hồn lão tổ. Tuy rằng thần ma điểu nói qua, cái này lão bất tử thân thể cũng không cường đại, nhưng này cũng chỉ là thần ma điểu cách nói, hơn nữa thân thể không cường đại, cũng không đại biểu thực lực liền kém. Nhiếp Hồn lão tổ có Nhiếp Hồn đại pháp trong người, có thể thao tác cường đại Á Thánh con rối, sao có thể sẽ là một kẻ yếu, chỉ có thể nói sẽ là một cái càng thêm khó chơi người. Đối này Dương Nghị Vân vẫn duy trì cũng đủ bình tĩnh cùng lý trí, cũng không có bởi vì trấn áp phong ấn Á Thánh con rối mà kiêu ngạo tự đại, ngược lại hắn càng thêm cẩn thận lên. Nhìn nơi xa Nhiếp Hồn lão tổ Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, trong lòng nghĩ ứng đối chi sách. Há ngăn vì nay. Hắn cùng Nhiếp Hồn lão tổ cũng không có chân chính ý nghĩa thượng đối thượng chém giết, lão gia hỏa vẫn luôn là ở sau lưng thao tác quấy phá. Nhưng hiện tại, Hắc Giáp đại hán đuổi theo Phương Đông người sát bọn họ, đến bây giờ đều không có trở về, chỉ có thể thuyết minh Hắc Giáp đại hán bị Phương Đông người sát cùng Lạc Dương, Tuyết Hương ba người cấp ràng buộc ở. Thời gian dài như vậy đều không có trở về, liền rất thuyết minh vấn đề, từ mặt bên tới xem, cũng thuyết minh, Phương Đông người sát bọn họ ba cái là an toàn, là có thực lực. Nhiều ít làm Dương Nghị Vân trong lòng có chút an ủi. Nhưng cũng sốt ruột, thời gian càng dài biến số sẽ càng lớn. Hắn muốn cần thiết muốn chạy nhanh hiểu biết cùng Nhiếp Hồn lão tổ chi gian chiến đấu, đi xem Lạc Dương các nàng. Ngắn ngủi đối diện kết thúc. Nhiếp Hồn lão tổ cũng rắn độc giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân đột nhiên cất tiếng cười to, hắn tiếng cười như cũ tựa vài tuổi hài đồng, bất quá xứng với hắn mạo điệt tàn đuốc thân hình bề ngoài, tại đây chờ thời điểm xác thật tràn ngập quỷ dị. Ha ha, tiểu gia hỏa không thể không thừa nhận, người rất cường đại có thủ đoạn, cư nhiên có thể thu lão tổ Á Thánh con rối, nhưng người thật sự làm lão tổ ta thực tức giận, lão tổ thực tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên lão tổ lần này cần làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Nhiếp Hồn lão tổ cách thật xa nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân đối thoại. Lão Đông Tây tiểu gia có thể trấn áp ngươi con rối, là có thể trấn áp ngươi, đem ngươi thủ đoạn dùng ra tới, làm tiểu gia ta lĩnh giáo Nhiếp Hồn đại pháp. Dương Nghị Vân híp mắt không chút nào sợ hãi. Ngay sau đó lại là thấy được Nhiếp Hồn lão tổ duỗi tay nắm chặt cắm trên mặt đất bộ xương khô quải trược, trong miệng bạo giống, Nhiếp Hồn lĩnh vực, khởi. Dương Nghị Vân nghe được lão gia hỏa này thanh bạo giống tức khắc cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng cũng không biết địa phương nào không đúng, không có gì cảm giác. Nhưng lúc này thần ma điểu khẩu nói, tiểu tử không tốt, Nhiếp Hồn lão tổ không biết khi nào đã đem nơi này bày ra khí tràng lĩnh vực. Hắn phải đối thi triển Nhiếp Hồn đại pháp, này nhưng không dễ làm, bảo thủ trụ nguyên thần đi trước đừng thả lỏng, hơi có vô ý ngươi hảo bị hắn câu nệ nguyên thần hồn phách, cuối cùng thao tác. Thần ma điểu nói đều không có nói xong, bốn phía đã có đại biến. Hoàn cảnh thượng đại biến, thiên địa phong vân đại tác phẩm, bỗng nhiên chi gian ảm đạm xuống dưới,
mông lung vô cùng. Giây lát chi gian thành một mảnh hỗn độn, tựa hồ ngăn cách với thế nhân. Lúc này Dương Nghị Vân biết muốn cùng Nhiếp Hồn lão tổ đấu pháp. Lão Đông Tây Nhiếp Hồn đại pháp, nhằm vào chính là nguyên thần hồn phách, tuy rằng hiện tại hắn ý thức hải đã không có hoa sen đen thu hoạch, nhưng này không đại biểu hắn đã không có tự bảo vệ mình nguyên thần hồn phách lực lượng. Giả thần giả quỷ. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng. Trong lòng vừa động chuông Đông Hoàng vận chuyển xuất hiện. Đông. Du dương tiếng chuông vang lên, làm bốn phía không gian đều vì này rung động. Hắn chuông Đông Hoàng vốn chính là có bản mạng thần thông, đối ứng đó là nguyên thần lực lượng công kích, lúc này triệu hồi ra tới, đảo cũng thích hợp. Bất quá Dương Nghị Vân biết đây là không đủ. Ngay sau đó ong một chút u đều chi môn cũng hiện lên ở sau người. Ngay sau đó kim quang đại tác, bản mạng thần tượng cũng huyền phù mà ra. Ở phía trước hắn liền nghĩ tới ứng đối Nhiếp Hồn đại pháp ứng đối. Bản mạng thần tượng cùng hai đại bản mạng thần thông hẳn là nhất thích hợp bất quá. Trên người thủ đoạn vẫn phải có, đều không phải là liền sợ hãi hắn, có đôi khi đối mặt địch nhân cường đại, trừ bỏ trên thực lực chênh lệch ở ngoài, đáng sợ nhất đó là đối phương thần thông phương pháp. Cũng bất luận cái gì thần thông phương pháp đều là có thuộc tính tồn tại, thế gian vạn sự vạn vật đều nói âm dương cân bằng, tương sinh tương khắc, công pháp thần thông cũng là như thế, cường đại đều không phải là vô địch. Mấu chốt liền xem có thể hay không tìm được ứng đối khắc chế biện pháp, tìm đúng rồi biện pháp, cường đại thần thông cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Dương Mẫu Nhân nghĩ, nếu Nhiếp Hồn lão tổ thủ đoạn là Nhiếp Hồn đại pháp, nhằm vào chính là nguyên thần hồn phách, kia hắn liền dùng bản mạng thần thông cùng đạt thần tượng tới thử xem. Lại nói tiếp hắn mệnh thần tượng khá vậy bất phàm, lúc trước lão nhân liền trịnh trọng công đạo quá, bản mạng thần tượng đừng dễ dàng sử dụng ra tới. Bởi vì bản mạng thần tượng sự tình quan thân ra tánh mạng, hơi có sai lầm chính là bị thương nặng. Bất quá, về phương diện khác cũng thuyết minh hắn bản mạng thần tượng là vô cùng cường đại. Lúc này đối thượng Nhiếp Hồn lão tổ cái này lão bất tử, Dương Nghị Vân không thể không cẩn thận, đối phương ở bất chi bất giác trung liền bày ra Nhiếp Hồn lĩnh vực, cũng đã làm hắn dừng ở hạ phong. Một mảnh hỗn độn hoàn cảnh chung, hắn cái gì đều nhìn không tới, cũng cảm thụ không đến. Dưới đèn hắc a, trong lòng nói thầm, trong tay pháp tắc khí chàng vận chuyển dựng lên, tùy thời chuẩn bị ra ngoài. Hiển nhiên đây là Nhiếp Hồn lão tổ muốn ở chiếm hết tiên cơ chung đối chính mình hạ ám chiêu. Quả đen làm sao bây giờ? Chung quy Dương Nghị Vân trong lòng vẫn là có chút chột dạ, truyền âm hỏi thần ma điểu. Nhưng là thần ma điểu trả lời thiếu chút nữa tức chết hắn. Có thể làm sao bây giờ? Lấy bất biến ứng vạn biến đi, đây là Nhiếp Hồn lĩnh vực, thần thông cùng tu vi pháp lực khí chàng kết hợp. Thuộc về tiên vương tu sĩ độc hữu năng lực, tiểu tử ngươi không có biện pháp, trừ phi mạnh mẽ phá cái này lĩnh vực, nhưng muốn cưỡng chế phá vỡ Nhiếp Hồn lão tổ lĩnh vực, tiểu tử ngươi thực lực không đủ. Hiện tại ngươi chỉ có thể chờ hắn ra tay, sau đó chảo cơ hội bị thương nặng hắn, nếu không có biện pháp, bất quá cái này lão hỗn đản chơi trốn tìm xiếc, hiển nhiên cũng là không muốn cùng ngươi chống chọi thượng, thuyết minh hắn cũng chột dạ, rốt cuộc tiểu tử ngươi phía trước kia ngũ lôi uy lực, chính là không phải là nhỏ. Nghĩ đến lão hỗn đản là không dám đụng vào. Kế tiếp ngươi chỉ cần bảo vệ tốt nguyên thần hồn phách không chịu ảnh hưởng liền thành, chỉ cần tìm kiếm đến hắn nơi, cho hắn một đòn nghiêm trọng, cái này Nhiếp Hồn lĩnh vực tự nhiên sẽ tiêu tán. Thần ma điểu lại nhảy nói chuyện. Nhưng Dương Nghị Vân Trương xem thường, nói tương đương nói vô ích, nếu Nhiếp Hồn lão tổ không muốn cùng hắn chính diện đối thượng, lại sao có thể dễ dàng hiện thân ra tới. Lại nói, ngũ lôi tím lá cây một chút dùng xong rồi. Ở hướng xuất hiện muốn một năm về sau đi, càn khôn hồ thăng cấp lúc sau, ngũ lôi tím lá cây cũng thăng cấp, uy lực là cường đại rồi không biết nhiều ít, nhưng mỗi lần sử dụng xong sau, mỗi một mảnh lá cây đều phải một năm thời gian mới có thể lại lần nữa sinh trưởng ra tới. Bất quá ngũ lôi tím lá cây là không có, nhưng hắn còn có dưa hấu lôi bực này đại sát khí ở, dưa hấu lôi tổng cộng 3 viên, hiện tại đã sinh trưởng ra tới. Đây cũng là Dương Nghị Vân cấp Nhiếp Hồn lão tổ chuẩn bị đòn sát thủ. Bất quá hắn biết phải dùng ở lưỡi dao thượng, cũng không thể loạn dùng, nếu không một khi dùng xong, liền nguy hiểm. Có lẽ ở hắn nghĩ đến, chính như thần ma điểu lời nói, Nhiếp Hồn lão tổ sở dĩ bất chính mặt cùng hắn đối thượng, mà là chỉnh ra cái này Nhiếp Hồn lĩnh vực, chính là kiêng kỵ hắn phía trước đối phó A Thánh con rối nữ nhân thời điểm ngũ lôi lá cây đi. Chỉ là lão bất tử không biết, hắn dùng một lần liền thượng xong rồi, ngũ lôi lá cây. Đề phòng thời điểm. Trong đầu ở lung tung rối loạn nghĩ những việc này nhi. Mỗi một khắc thần ma điểu đột nhiên nhắc nhở nói, tới.
Dương Nghị Vân giật mình, quả nhiên hắn cảm nhận được một cổ tử âm trầm trầm dòng khí từ hắn phía sau nhanh chóng mà đến. Đổi chiều biển sao? Bạo giống một tiếng, dự trữ chờ phân phó pháp tắc khí chàng chi lực ngay lập tức xoay người đánh đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, sấm rền giống nhau thanh âm vang vọng. Toàn bộ không gian đều ở rung chuyển vặn vẹo, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, tại đây một kích lúc sau nhộn nhạo mở ra. Kia sợi âm trầm hơi thở không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ở 30 mét ngoại, thấy được một cái mơ hồ bóng người, hừ lạnh chung, một bước bước ra nháy mắt xuất kích, dù sao một chưởng đánh qua đi. Oanh! Lại là một tiếng vang lớn lúc sau, bóng người biến mất không thấy, tựa hồ hắn một chưởng này đánh vào trong không khí. Không thích hợp. Dương Nghị Vân trong lòng cảm thấy không ổn. Giờ phút này lại là bốn phương tám hướng trong không khí từng luồng dòng khí ngay lập tức cuốn tịch ở trên người hắn, nhanh như tia chớp, hắn càng vốn là chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy toàn thân như trụi động băng, lãnh tới rồi cho đến. Thân thể ở thời điểm này nhanh chóng chết lặng, tựa hồ đối cảm quan đều mất đi khống chế. Hắn không biết đây là cái gì thủ đoạn, nhưng lại biết nhất định là bị nhiếp hồn lão tổ cấp âm. Quả nhiên ngay sau đó liền vang lên lão bất tử tiếng cười to, ha ha ha. Tiểu gia hỏa cùng lão tổ ta đấu ngươi còn nộn điểm, lão tổ ta há có thể làm ngươi một giới con kiến công kích đến. Chê cười, đừng tưởng rằng có thể trấn áp lão tổ ta á thánh con rối liền cho rằng chính mình vô địch, ngươi cũng không nghĩ ngay cả á thánh con rối đều là lão tổ ta thao tác, như thế nào không đối phó được ngươi một cái nho nhỏ con kiến. Hiện tại hảo hảo hưởng thụ lão tổ ta nhiếp hồn đại pháp chi uy đi, ha ha ha. Vô cực nhiếp hồn, thái âm cửu u, nhiếp. Chỉ nghe được nhiếp hồn lão tổ cuối cùng một cái nhiếp tự lạc bế, Dương Nghị Vân liền cảm nhận được một cổ tử lạnh lẽo vô cùng âm tà khí từ hắn giữa mày thẳng vào, cuối cùng thẳng đến ý thức hải nguyên thần. Dương Nghị Vân mồ hôi lạnh xoát từng cái tới, hắn biết nếu là này cổ âm tà chi lực chui vào nguyên thần kia hắn liền xong rồi, sẽ bị cái này lão bất tử thao tác. Tuyệt đối không được. Thân thể lạnh băng chết lặng nhưng hắn ý thức còn ở, nguyên thần hồn phách đều là có thể động. Giờ khắc này không chút do dự thúc dục chuông Đông Hoàng, U đều chi môn cùng bản mạng thần tượng. Hắn nguyên thần cùng bản mạng thần tượng vốn chính là nhất thể. Giống giận, thuần dương mặt trời chó trang chú. Lúc trước lão nhân nói qua thuần dương mặt trời chó trang chú chính là lấy bản mạng thần tượng tới thúc dục thi triển, ảo diệu vô cùng. Lúc này Dương Nghị Vân cũng bất chấp cái gì, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vậy thử xem. Dù sao không thể làm nhiếp hồn lão tổ cổ lực lượng này chui vào hắn nguyên thần chung đi. Đối phó nhiếp hồn lão tổ bực này đồng dạng là nguyên thần lực lượng, thuần dương mặt trời chói trang chú chính là nhất thích hợp. Nhưng thuần dương mặt trời chói trang chú lấy bản mạng thần tượng niệm động mà ra sau, hắn nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt, một đám phù văn từ miệng truyền ra, tối nghĩa mà huyền diệu. Toàn thân trong ngoài lóng lánh dựng lên kim quang. Càng ngày càng lóa mắt, giống như là thái dương giống nhau. Quang mang vạn trượng chiếu rọi mà ra. Hơn nữa tại đây một khắc Dương Nghị Vân còn cảm nhận được, có cường đại vô cùng hơi thở phát ra, đến từ bản mạng thần tượng, này trước kia, hắn nhưng cho tới bây giờ liền không có cảm nhận được quá bực này hơi thở. Đương nhiên chính mình bản mạng thần tượng, hắn vẫn luôn bị hắn tuyết tàng ở nói nguyên chỗ sâu trong, rất ít đi vận dụng, cũng không đi chú ý quá. Bất quá hôm nay có chút không giống nhau. Tựa hồ nguyên thần cùng bản mạng thần tượng chi gian sinh ra nào đó nổ vang. Đây là một loại kỳ quái nhưng rồi lại cảm giác hợp lý, tựa hồ nguyên thần cùng bản mạng thần tượng chi gian vốn chính là nhất thể cảm giác. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, chính là cảm thấy nguyên thần mở hai mắt lúc sau, hắn thúc giục bản mạng thần tượng niệm động mặt trời chó trang chú lúc sau, giữa hai bên liền đã xảy ra cảm ứng. Lại nói tiếp đảo cũng là thần kỳ. Hơn nữa hắn có cái mãnh liệt ý thức. Hẳn là làm bản mạng thần tượng cùng nguyên thần đi dung hợp, bản mạng thần tượng cùng chuông Đông Hoàng, U đều chi môn không giống nhau, không nên đãi ở càn khôn nói nguyên, hẳn là vào ở ý thức hải cùng nguyên thần đồng bộ. Như thế mới là chính đạo. Đương nhiên Dương Nghị Vân cái này cảm giác chỉ là cũng mãnh liệt ý tưởng, đến tột cùng có thể hay không hành, nếu là thử qua mới có thể biết. Nhưng hiện tại giờ khắc này hắn lấy bản mạng thần tượng thúc dục thuần dương mặt trời chó trang chú, lại là đã khởi đến tác dụng. Vạn đạo tinh quang chiếu rọi dưới chính hắn đều rõ ràng cảm nhận được đã phát biến đổi lớn. Nhiếp hồn lão tổ đối hắn ra tay, một đạo âm tà khí thẳng vào hắn ý thức hải chạy về phía nguyên thần. Dương Nghị Vân không thể không thừa nhận, cái này lão bất tử thủ đoạn thật là có chút quỷ dị, liền nói cái này nhiếp hồn lĩnh vực hơn nữa phía trước hắn kia một đạo hư hoảng một thương thân ảnh,
truy quá ra tay lại ngược lại lâm vào trận pháp chung, một chút 7-8 đạo dòng khí chui vào trong thân thể hắn, sinh không thể động, càng là ý thức hải bị xâm nhập. Nếu là hóa thành người khác, lúc này đích xác hảo thành tù nhân, liền chờ bị nhiếp hồn lão tổ thao tác sinh tử. Nhưng cũng may hắn Dương Nghị Vân cũng không dễ chọc, hơn nữa cùng bất luận kẻ nào bất đồng chính là, hắn nguyên thần bản thân liền so người bình thường cường đại, đây là căn cơ liền tồn tại, càng là có bất đồng người thường bản mạng thần tượng, thời gian độc nhất vô nhị, hơn nữa lão nhân truyền thụ hắn thuần dương mặt trời chói trang chú chờ mấy môn chuyên môn dùng để đối kháng thần hồn một phương diện thần thông bí pháp ở. Nhiếp hồn lão tổ gặp phải Dương Nghị Vân, xem như đụng tới khắc tinh. Trăm triệu sẽ không nghĩ đến, Dương mỗ nhân ở phương diện này thủ đoạn. Cho nên bi kịch liền đã xảy ra. Thuần dương mặt trời chói trang chú chí dương chí cương lực lượng lấy bản mạng thần tượng niệm động, lấy nguyên thần chi lực thúc dục ra tới, chuyên môn nhằm vào đó là khí âm tà. Trong cơ thể ý thức hải chui vào tới âm tà hơi thở, ở Dương Nghị Vân nguyên thần mở hai mắt lúc sau, xem đến rõ ràng. Ngay lập tức chi gian bốc hơi rất nhiếp hồn lão tổ này cổ hơi thở. Ngay sau đó từ trong tới ngoài bùng nổ vạn đạo kim quang, làm giờ phút này Dương mẫu nhân hóa thành một tôn thánh thần thiên thần giống nhau, huyền phù ở hắn phía sau bản mạng thần tượng đôi tay kết ấn, niệm động ra thuần dương mặt trời chói trang chú, tựa tối nghĩa huyền ảo thiên ngoại chi âm. Lấy hắn vì trung tâm bạo phát đi ra ngoài. Càng lúc càng lớn, tinh quang nơi đi đến, nhiếp hồn lĩnh vực hỗn độn một mảnh tình huống bắt đầu sụp đổ. A, à, trong nháy mắt vang lên thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Dương Nghị Vân nghe được rõ ràng, này vài tiếng âm đúng là nhiếp hồn lão tổ thanh âm. Hắn lúc này trong lòng đại chính. Không nghĩ tới lão nhân truyền xuống thuần dương mặt trời chói trang chú hơn nữa bản mạng thần tượng thế nhưng đối ứng cái này cục diện có như vậy kỳ hiệu. Khoảnh khắc công phu ý thức hải trung nhiếp hồn lão tổ xâm phạm tiến vào âm tà chi lực trực tiếp bốc hơi, trong cơ thể lạnh băng lực lượng cũng mới thôi tiêu tán. Hắn chết lặng thân thể khôi phục bình thường. Giờ khắc này Dương Nghị Vân có cực đại tin tưởng. Đối mặt nhiếp hồn lão tổ thủ đoạn, hắn biết như thế nào đi ứng đối, đích xác cái này lão bất tử bực này thủ đoạn cường hãn, đổi làm là người bình thường đã sớm bị bắt rồi. Nhưng đáng tiếc gặp phải chính là hắn Dương Nghị Vân, không chỉ có được thuần dương mặt trời chói trang chú bực này chuyên môn nhằm vào thần hồn bí pháp, càng là có bản mạng thần tượng thêm vào. Tựa hồ trời sinh chính là dùng để khắc chế nhiếp hồn lão tổ. Vạn vật tương sinh tương khắc, thế gian chư pháp thần thông có thuộc tính, tự nhiên sẽ có tương khắc chi đạo, chỉ là ngày thường khó có thể gặp phải, mà hôm nay hắn chính là vừa ra tay liền trùng hợp, trực tiếp tương khắc nhiếp hồn lão tổ. Nghe được nhiếp hồn lão tổ kêu thảm thiết Dương Nghị Vân nội tâm ám sảng, càng là tăng lớn nguyên thần chi lực thúc dục, làm bản thân thần tượng bùng nổ lộng lẫy kim quang lần thứ hai tăng lớn khuếch tán đi ra ngoài. Mà bản mạng thần tượng niệm động thuần dương mặt trời chói trang chú cũng không có ngừng lại. Tiếp tục hộc ra một đám tối nghĩa huyền ảo âm phù. Dương mẫu nhân biết dựa theo loại này tốc độ tiến hành đi xuống, không dùng được bao lâu, nhiếp hồn lão tổ cái này nhiếp hồn lĩnh vực liền hảo hỏng mất. Kim quang nơi đi qua, hỗn độn sương mù nhanh chóng hỏng mất, lộ ra vốn dĩ diện mạo. Cũng đúng lúc này, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được nhiếp hồn lão tổ nơi. Cái này lão bất tử khoảng cách hắn phía sau 100 mét ở ngoài. Khóe miệng lộ ra ý cười. Dương mẫu nhân bạo giống một tiếng, khai. Nguyên thần chi lực nháy mắt bùng nổ. Ầm vang. Một tiếng vang lớn lúc sau, bản mạng thần tượng nơi đi qua kim quang bỗng nhiên bùng nổ, ngay sau đó toàn bộ hỗn độn tiêu tán hầu như không còn. Hoặc là nói là nhiếp hồn lão tổ bày ra nhiếp hồn lĩnh vực hoàn toàn hỏng mất tiêu tán. Quả nhiên hắn như cũ vẫn là đứng ở tại chỗ. Mà nhiếp hồn lão tổ liền ở hắn phía sau 100 mét chỗ. Giờ phút này quay người lại Dương Nghị Vân xem đến rõ ràng. Dương Nghị Vân thấy nhiếp hồn lão tổ, nhiếp hồn lão tổ tự nhiên cũng thấy được Dương Nghị Vân xoay người nhìn về phía hắn. Nhiếp hồn lĩnh vực phá, lão đông tây sắc mặt vô cùng khó coi, khóe miệng lưu chữ máu hai mắt đỏ đậm, giờ phút này lại là thất khiếu đổ máu, mặt, hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn lấy làm tự hào nhiếp hồn lĩnh vực cư nhiên cứ như vậy bị một cái tiểu bối cấp phá. Hơn nữa muốn mệnh chính là... Vừa rồi kia tràn ngập lực lượng chí dương chí cương kim quang, kia một đám huyền ảo âm phù, kia khẩu cổ xưa tiếng chuông vang lên chi âm, không có chỗ nào mà không phải là đều ở nhằm vào hắn nhiếp hồn chi lực, quả thực chính là trời sinh khắc tinh. Còn có để cho nhiếp hồn lão tổ cảm thấy đáng sợ chính là, kia tiểu tử sau lưng hiện lên hư ảnh. Nhiếp hồn lão tổ tự nhiên có thể nhìn đến kia đại biểu cái gì? Đó là bản mạng chi vật. Thế gian tu sĩ hạng người đều có bản mạng chi vật.
giống như là pháp tắc khí chàng hóa hình giống nhau, hoặc là bầu trời nhật nguyệt sao trời, hoặc là đồ vật từ từ, nhưng hắn chưa từng thấy quá nghe qua, ai bản mạng vật cư nhiên là tự thân. Kia một tôn hư ảnh người, cũng không phải là pháp tướng, đó là chân chính bản mạng vật. Kia tiểu tử bản mạng vật, là chính hắn. Thân là tu đạo vô số thời gian lão quái vật, cẩn thận tưởng tượng liền biết này đại biểu cái gì, bản mạng chi vật là tự thân, đó chính là vạn đạo hợp nhất hiện tượng thiên văn, tu luyện chi đạo, cái gì đều có thể đi tác động đi dung hợp. Như thế quái thai, thật đúng là. Tóm lại Nhiếp Hồn lão tổ giờ khắc này có chút chột dạ. Nhưng lại ngẫm lại tiểu tử này chung quy là cái tiên quân tu vi mà thôi, hắn thủ đoạn thần thông lại nhiều, cảnh giới thượng không cao, có thể phát huy ra lực lượng cũng hữu hạn. Này đám người, hôm nay nếu là buông tha, ngày sau chính là chân chính tai họa, nhất định phải trừ chi. Nghĩ đến đây, Nhiếp Hồn lão tổ cắn răng một cái, bỗng nhiên một ngụm tinh huyết phun ở bộ xương khô quải trượng thượng. Phốc, bộ xương khô quải trượng đại tác phẩm, ngay sau đó Nhiếp Hồn lão tổ giơ thẳng lên trời bạo giống, Nhiếp Hồn đại pháp, thiên phạt, a. À. Giống. Một tiếng lạc bế, phía chân trời phía trên tiếng sấm chân chính, khoảnh khắc có mây đen cái thiên hình thành. Cuồn cuộn mây đen hội tụ dưới, Nhiếp Hồn lão tổ trong tay bộ xương khô quải trượng bỗng nhiên nâng lên chỉ hướng phía chân trời thật lớn mây đen, lần thứ hai bạo giống, Nhiếp Hồn tam giới, thiên sát tới. Ầm vang, răng rắc. Dương Nghị Vân nhìn lại là nhìn đến phía chân trời phía trên mây đen ở quay cuồng trung hóa thành một tôn quái vật hình thể, ở Nhiếp Hồn lão tổ giống giận lạc bế hạ, bỗng nhiên xuất hiện một đôi thật lớn đôi mắt theo dõi hắn. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cảm giác chính mình bị tỏa định. Bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được lão Đông Tây như cũ thi triển ra tới lực lượng là âm tà chi lực, lão bất tử, nên tiểu gia ta phản kích. Dương Nghị Vân trong miệng nói thầm một tiếng, ngay sau đó chậm rãi há mồm, thiên đạo sáng tỏ, pháp nói ở phía trước, có linh cảm triệu, bổn viện vạn vật, hóa rồng vì linh, bát phương lục hợp, là vì thiên long, bát bộ thiên long, long minh thông thiên, thượng truyền thiên, hạ truyền mà, thiên long tề minh, tam giới thái thanh. Dương Nghị Vân lần này dọn ra tới đúng là bát bộ thiên long kinh, là lúc trước ở đi sư nương thiên cơ đạo tràng chung đối phó thần đế giang đàn tấu đàn cổ thời điểm truyền thụ cho hắn, cuối cùng phá thần đế giang tiếng đàn vô thượng thần thông. Lại nói tiếp lúc trước hắn nhất nhất phá rất thủy thần, sa thi thần, thần đế giang chờ tam đại bảo hộ thần hậu còn được đến tam đại thần châu, đáng tiếc tiến vào sư nương nói thành thời điểm, dùng ở mở cửa thượng, ba viên thần châu chính là ba chiếc chìa khóa, nếu không cũng có thể ở hôm nay dùng tới. Bất quá lão nhân truyền thụ bát bộ thiên long kinh lại cũng là chuyên môn dùng để đối phương nhiễu loạn tâm thần đạo tâm ảo cảnh từ từ vô thượng diệu pháp. Giờ phút này Nhiếp Hồn lão tổ cũng là liều mạng, hội tụ mây đen thành một tôn khổng lồ cự thu, thiên uy to lớn, nháy mắt tỏa định hắn. Ở trong nháy mắt này đầu mây đen hội tụ hung thú từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân bát bộ thiên long kinh lấy bản mạng thần tượng niệm động mà ra, ngắn ngủn 3000 tự, tự tự chân ngôn. Mỗi một câu đều ở hao phí trong thân thể hắn thật lớn pháp lực cùng thần hồn chi lực. Niệm động chi gian hắn làm cái trán hắn trung cuồn cuộn, sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm, ở cuối cùng hết sức, lại là thân thể đều đang run rẩy, cắn răng kiên trì. Ngắn ngủn 3000 tự chân ngôn, Dương Nghị Vân lần đầu tiên nếm thử thời điểm cũng là bực này tình huống, hiện tại như cũ, chẳng qua uy lực tự nhiên bất đồng mà ngữ. Liền ở phía chân trời phía trên này đầu mãnh thú đến Dương Nghị Vân đỉnh đầu 3 mét hết sức. Dương Nghị Vân mạo đổ mồ hôi rốt cuộc niệm động hoàn thành bát bộ thiên long kinh. Đứng ở nơi xa Nhiếp Hồn lão tổ kỳ thật cũng khẩn trương quan khán, hắn lần này chính là thi triển ra vốn ban đầu, đây là Nhiếp Hồn đại pháp trung cao giai cấm thuật, gần lần này liền đem trong thân thể hắn lực lượng rút cạn 8-9 thành, nếu là lúc này đây bắt không được Dương Nghị Vân, hắn liền phải trốn chạy. Quả thật Nhiếp Hồn lão tổ chân chính cường đại chính là thao tác người khác nguyên thần hồn phách, mà chính hắn tuy rằng là tiên vương đại viên mãn cao thủ, nhưng thân thể chi lực lại là cái đoạn bản, cho nên hắn hao phí tâm huyết cấp trộm thượng cổ tiên mộ luyện thành hai cái á thánh con rối, chính là dùng để bảo hộ hắn tự thân. Nhưng mà hiện tại đâu? Hắc giáp đại hán đuổi theo đào tẩu mấy người, đến bây giờ còn không có trở về, chỉ có thể thuyết minh bị dây dưa ở. Đến nỗi một cái khác còn lại là bị kia tiểu tử phong ấn tại huyết quan chung, với hắn mà nói, chính là không xem làm Dương Nghị Vân gần người quấn lên. Bởi vì ở Nhiếp Hồn lão tổ xem ra, đối phương mặt hắn á thánh con rối đều có thể chấn áp đi xuống, lực lượng tất nhiên cường đại vô cùng, mấu chốt là tiểu tử này thủ đoạn ùn ùn không dứt, khó lòng phòng bị.
Càng quan trọng là hắn nhiếp hồn đại pháp lực lượng đối kia tiểu tử một chút dùng đều không có, vài lần đều bị hóa giải, chui vào ý thức hải đều không được. Đây mới là muốn mệnh. Nhiếp hồn đại pháp thật là cường đại, nhưng trọng điểm là nếu có thể thi triển thao tác mới được, hắn đại pháp đều đối với đối phương không có tác dụng, còn như thế nào đi thao tác. Cho nên nhiếp hồn lão tổ lần này là hạ vốn gốc một kích, nếu là còn bắt không được Dương Nghị Vân, hắn sẽ không chút do dự lui lại. Bực này lão gia hỏa tu luyện vô số năm đều là nhân tinh, nhất hiểu được xu cát tị hung. Nhưng nhiếp hồn lão tổ nhìn đến, hắn lấy bí pháp ngưng tụ mà thành hồn thú dừng ở Dương Nghị Vân đỉnh đầu 3 mét lúc sau, rốt cuộc nở nụ cười, hắn trong mắt Dương Nghị Vân giờ phút này đổ mồ hôi đầm đìa, tựa hồ nhìn qua là bị dọa ngốc bộ dáng. Tiểu bối chung quy là tiểu bối, tưởng cùng lão tổ ta đấu ngươi còn kém xa lắm, nhiếp hồn lão tổ trong miệng phạm nói thầm. Chỉ là, nhiếp hồn lão tổ vừa dứt lời, liền nhìn đến Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, ngay sau đó thấy được Dương Nghị Vân trên người bạch quang đại tác phẩm. Ngay lập tức chi gian có 8 điều ngân bạch long từ trên người hắn vọt ra. Ngao 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 ngao. 8 thanh long minh kinh thiên động địa vang vọng ở toàn trường. Giờ khắc này nhiếp hồn lão tổ toàn thân đều vì này run lên, trừng lớn trong mắt nói, như thế nào? Khả năng. Trong nháy mắt hắn cảm nhận được vô cùng cường đại uy áp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Từng điều ngân bạch cự long, trong nháy mắt liền vọt vào mây đen cự thú trong cơ thể. Giống. Than khóc tiếng động vang lên, từ mây đen trung truyền ra. Nhiếp hồn lão tổ nhìn đến, hắn pháp lực ngưng tụ mà thành thật lớn mây đen trung ngân bạch nổ bắn ra, tương tự nứt ra rồi giống nhau. Ầm vang. Một tiếng nặng nề lúc sau, toàn bộ mây đen cự thú chia 5 x 7, hóa thành hôi phi yên diệt. A, à, phốc. Dương Nghị Vân giờ phút này lại là nghe được nhiếp hồn lão tổ tiếng kêu thảm thiết, cũng thấy được rõ ràng, cái này lão bất tử hộc ra một ngụm lão huyết. Bất quá tại hạ một khắc lại phi thân rời đi, cư nhiên không chút do dự chạy thoát. Hừ, còn muốn chạy trốn, chậm, thiên long chu ma. Một tiếng hừ lạnh, Dương Nghị Vân vung tay lên quyết, giữa không trung hắn chân ngôn biến thành 8 điều ngân bạch thiên long cũng không có ở đánh sâu vào vỡ vụn mây đen cự thú sau tiêu tán. Tuy rằng ảm đạm không ít, nhưng lại như cũ là bát bộ thiên long tâm thái xoay quanh, ở hắn chỉ huy hạ, long minh cả ngày, bỗng nhiên hướng về nhiếp hồn lão tổ đuổi theo. Thật vất vả chiếm cứ thượng phong, Dương Nghị Vân mới sẽ không dễ dàng như vậy liền thả chạy nhiếp hồn lão tổ. Đối với nhiếp hồn lão tổ lão nói, hắn trăm triệu không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ có như vậy khó chơi, người mang rất nhiều cao giai thần thông, một cái tiếp theo một cái. Mắt thấy mây đen cự thú bị giết, hắn liền biết không dễ ở chiến đấu đi xuống, hắn đuổi ra sơn không bao lâu, nhưng không nghĩ tổn thất quá lớn, ai có thể nghĩ đến hôm nay sẽ trêu chọc như vậy cái sát tinh. Tuy rằng trong lòng không sợ tiểu tử này, nhưng cũng không cần phải đang liều mạng đi xuống. Vừa rồi thi triển nhiếp hồn đại pháp chung hắn chính là tổn thất một đầu hung thú chi hồn, hắn quải trượng chung tổng cộng có 3 đại hung thú chi hồn, đều là hắn hao phí tâm thần tinh huyết tầm bổ bảo bối, hiện tại cư nhiên vì một cái tiên quân cảnh giới tiểu tử tổn thất một đầu. Tại đây tiểu tử trước mặt là liên tiếp vấp phải trắc trở, thật sự là trong lòng ở lấy máu, tuy rằng trong mắt hắn tiểu tử này tu vi không ra sao. Nhưng giờ phút này lại là nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, cho nên không chút do dự lui lại. Hắn tổn thất không nhỏ, nguyên thần bị phản phệ đã làm hắn bị thương, tạm lánh mũi nhọn đi, quay đầu lại đến tính sổ. A thánh con rối bị kia tiểu tử thu đi, chuyện này không có khả năng tính, nhất định phải lấy về tới. Nhưng hiện tại không được, hắn phản phệ bị thương, muốn tạm thời tránh lui, hắn còn có hắc giáp A thánh con rối, triệu hồi lúc sau tu dưỡng hảo thương thế, ngóc đầu trở lại. Tất nhiên muốn đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn. Nhiếp hồn lão tổ trong lòng bàn tính đánh thực hảo, nhưng hắn lại là xem nhẹ Dương Mỗ Nhân. Bát bộ thiên long đây là chân ngôn đại thần thông, liền tính là Dương Mỗ Nhân thi triển ra tới, cũng đều là đổ mồ hôi đầm đìa, thiếu chút nữa thoát hư, sự uy chi lực nháy mắt cuốn tịch hướng nhiếp hồn lão tổ. Một cái chấp động chi gian đã ở cây số ở ngoài nhiếp hồn lão tổ trong lòng nhảy lên lại là phát hiện 8 điều thiên long đối với hắn ngay lập tức mà đến. Đây là cao giai đại thần thông chi thuật, hắn biết căn bản là trốn không thoát. Cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng, nếu là bằng không, hắn mạng già khả năng đều phải công đạo. Sắc mặt khó coi vô cùng, tức giận giống giận, tiểu bối khinh người quá đáng. Nhiếp hồn lão tổ cảm nhận được áp lực mắng chung, bỗng nhiên một lóng tay mà động điểm ở trong tay bộ xương khô quải trượng thượng, hét lớn, nhiếp hồn, mà thiên song sát, khởi. Cuối cùng một chữ bạo giống mà ra.
Nhiếp Hồn lão tổ đối với phía sau bay tới Bát Bộ Thiên Long giơ lên bộ xương khô quải trượng. Ngay sau đó quải trượng ô quang bùng nổ. Giống. Ngao. Đi là ở khổng lồ cuồn cuộn ô quang trung xuất hiện hai đầu hung hãn yêu hồn, thật là Nhiếp Hồn lão tổ chăn nuôi ở quải trượng trung hung hồn. Một đầu như là sư tử, một đầu là một cái đại xà giống nhau. Giống giận chung vô cùng hung hãn nhằm phía tám điều thiên long, hơn nữa hình thể bạo tăng mấy lần, nhìn qua hơn trăm mễ khổng lồ, Dương Nghị Vân tám điều thiên long mới là mười mấy mét hình thể. Hai đầu hung thú đều là thực nhân vật, nháy mắt công phu hai bên chém giết cùng nhau, phía chân trời phía trên nổ vang không ngừng. Dương Nghị Vân phi thân quá khứ thời điểm, chiến đấu kết thúc, Nhiếp Hồn lão tổ thả ra sư tử giống nhau hung thú tiêu tán, mà đại xà còn ở, chẳng qua toàn thân ảm đạm không ít. Đến nỗi hắn Bát Bộ Thiên Long còn lại là hoàn toàn tiêu tán, đây là thần thông chi thuật, đều không phải là chân thật thiên long, tiêu tán cũng bình thường. Bất quá Nhiếp Hồn lão tổ thả ra đại xà lại là chân thật hung thú chi hồn, bị thiên long xử lý một đầu, còn dư lại một đầu với hắn mà nói là cái uy hát iota. Nhưng Dương Nghị Vân nhìn đến Nhiếp Hồn lão tổ chật vật bộ dáng sau, hắn nở nụ cười, cái này lão bất tử thả ra hai đầu hung thú chi hồn hiển nhiên là đại đại giới, nhìn qua thân thể đều ở lung lay sắp đổ. Trên thực tế Dương Nghị Vân cũng không chịu nổi, hắn cơ hồ sắp hao hết toàn bộ thể lực. Lúc này Nhiếp Hồn lão tổ nhìn đến Dương Nghị Vân truy lại đây, vung lên bộ xương khô quải trượng đem đại xà triệu hoán tới rồi bên người. Trăm mét chiều cao đại xà, cứ việc Dương Nghị Vân biết là hung thú chi hồn, lại cũng là không thể khinh thường, toàn thân tản ra bạo động hồng hoang hơi thở. Nuốt hắn. Nhiếp Hồn lão tổ quải trượng vung lên. Ngay sau đó đại xà bơi lội hướng Dương Nghị Vân. Trăm mét đại xà đích xác làm hắn trong lòng có chút chột dạ. Bất quá hắn càng minh bạch đây là pháp thuật thần thông thêm vào, hơn nữa hắn cũng không phải không có chuẩn bị ở sau, hôm nay nhất định phải đem Nhiếp Hồn lão tổ cái này lão đông tây lưu lại không thể. Trở tay một viên linh đào nuốt vào bổ sung trong cơ thể pháp lực. Dương Nghị Vân đối mặt đại xà đánh tới, nhảy dựng lên, đôi tay bay múa lên, ngay lập tức chi gian thượng trăm nói dấu tay kết thành, giống to, một tấc vuông càn khôn. Mấy trăm nói dấu tay hội tụ thành một. Một cái màu lam ấn ký nháy mắt đối với phát lại đây đại xà mà đi. Ngươi không phải hình thể thật lớn sao? Kia tiểu gia khiến cho ngươi biến thành sâu lông, xem ngươi như thế nào hung hãn. Lam Tâm Tiên Vương thần thông một tấc vuông càn khôn, ở rất lớn trình độ thượng đối hắn trước kia tới nói là gà trợ, nhưng đặt ở tới thi triển lại là có gì đại bổ ích. Cửa này thần thông lớn nhất ưu điểm là có thể đem vạn vật nháy mắt thu nhỏ lại vô số lần, mà chính hắn chính là người khổng lồ, đây là rất lớn ưu thế. Đương nhiên khuyết điểm cũng là có, thực lực vô dụng đối thượng cường đại sinh linh khởi không đến tác dụng, hơn nữa thời gian liên tục diễn phi thường đoàn, làm không hảo còn sẽ bị phản phệ. Trước kia thực lực của hắn không đủ, cũng không có đi thâm nhập nghiên cứu quá cửa này thần thông. Bất quá hiện tại lại là thích hợp, theo thời gian cùng tu vi tăng lên, hắn thi triển ra một tấc vuông càn khôn thần thông càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đối mặt Nhiếp Hồn lão tổ thả ra này bàng nhiên đại xà. Dương Nghị Vân một kích một tấc vuông càn khôn hồ vừa lúc thích hợp. Xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị hạ, có thể nháy mắt làm này đại xà biến thành một cái sâu lông, một chân dẫm chết. Tan biến Nhiếp Hồn lão tổ cuối cùng một chút hy vọng, xem hắn cái lão bất tử hoàng có thủ đoạn gì. Một tấc vuông càn khôn không hề là một môn đại thần thông, chân chính ngược dòng lên, có thể ngược dòng đến 10 vạn năm tiến đến, đưa người đánh bậy đánh bạ tiến vào Lam Tâm Hoa Viên hiểu biết đến thời gian chính là như vậy trường. Tuy rằng Lam Tâm Tiên Vương được xưng là Tiên Vương, nhưng lại là tuyệt đối không phải tầm thường Tiên Vương, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, phóng hiện tại đã sớm không biết nàng là cái gì tu vi. Đây là một môn đại thần thông, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo pháp tắc đại thần thông. Năm đó ở Lam Tâm Hoa Viên nơi hắn cũng thả ra Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Chín Cánh Ong Chúa. Mặc kệ là Lục Nhĩ Mi Hầu, vẫn là Chín Cánh Ong Chúa, nhưng đều không phải đơn giản hạng người, cường giả trở thành hắn kết bái đại ca. Người sau cũng thân thiết xưng hô hắn vì đệ đệ, hắn kêu nàng Cửu Nhi tỷ tỷ, hai người đối hắn trợ giúp đều phi thường đại. Càng là tiên vương cấp bậc, chẳng qua là tại hạ giới cảnh giới giảm xuống, vì khôi phục tu vi ở tu chân giới lưu lại, bọn họ ba người chi gian cảm tình càng tiến thêm một bước. Hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm khôi phục tu vi cảnh giới không nói còn càng tiến thêm một bước, ở tiên đan thành hiện thân càng là giúp hắn giải vây, giết Tây Môn ra người, cuối cùng khí phách vô cùng nói đi cửu trọng thiên. Muốn tấu Vu Thiên Tôn. Ngay cả Phương Đông Hạo ông trời tử đều đối Lục Nhĩ Mi Hầu bình đẳng đối đãi, càng là cung cung kính kính.
mà Ong Tiên tuy rằng không ở gặp qua, có thể tưởng tượng tới cũng đã khôi phục tu vi cảnh giới, hiện tại lại là không biết ở tiên giới nơi nào. Đưa tặng hắn ong đuôi châm càng là trong mấy năm nay giúp hắn đại ân. Dương Nghị Vân cũng chờ mong một ngày kia cùng Ong Tiên gặp lại. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Ong Tiên đều là ngưu ích hạng người, như vậy không hề nghi ngờ Lam Tâm Tiên Vương sẽ chỉ là so với Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Ong Tiên càng cường đại hơn tồn tại. Dương Nghị Vân không biết Lam Tâm Tiên Vương còn ở đây không trên đời, nếu ở, nàng tất nhiên đã là một vị khó có thể tưởng tượng cường giả, nàng độc môn thần thông một tấc vuông càn khôn há có thể yếu đi. 10 vạn năm trước nhân vật, lại há có thể kém đến. Hiện tại ngẫm lại cũng khó trách nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu thời điểm, hắn lấy tiên vương cảnh giới liền dám thả ra hào ngôn một ngày kia đi tấu vô thiên tôn, này nhưng không đơn giản là hắn thiên phú dị bẩm, càng là thời gian thượng tích lũy nội tình ở. Hồi tưởng này đó, Dương Nghị Vân thi triển ra một tấc vuông càn khôn phương pháp. Hóa thành màu lam phù văn ngay lập tức liền tiến vào 100 mét đại xà trong cơ thể. Lại tại hạ một khắc quá thật xuất hiện kỳ tích một màn. Chỉ thấy trong nháy mắt, đại xà thân thể lam quang chợt lóe lúc sau, lấy mắt thường thấy được tốc độ ở nhanh chóng thu nhỏ lại chung. Ngắn ngủn tam tức thời gian sau, 100 mét thân hình đại xà hóa thành một cái không đủ nửa thước con rắn nhỏ. Dương Nghị Vân vừa thấy tức khắc mừng rỡ, không chút nào do dự tiến lên liền một chân. Oanh! Hảo đi, cường đại hung hãn hung thú chi hồn, nhiếp hồn lão tổ chăn nuôi không biết nhiều ít năm tâm huyết, đã bị Dương mẫu nhân này một chân cấp dẫm hôi phi yên diệt. Vốn dĩ liền không phải huyết nhục chi thân, chính là một hung thú chi hồn mà thôi, hóa thành như vậy tiểu, thật đúng là chính là sâu lông, bị Dương mẫu nhân mang theo pháp lực một dưới chân đi, đại địa đều phải vết rách, có 10 điều cũng muốn hóa thành cho tẫn. Phốc, nhiếp hồn lão tổ lại là một ngụm lão huyết phun ra. Chăn nuôi hung thú chi hồn cùng hắn tâm thần tương liên, cái này không hộc máu mới là việc lạ. Cũng ở thời điểm này lão Đông Tây liên tiếp thứ nhất sáng chế, tâm thần tổn hao nhiều, thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ. A, tiểu bối ngươi, lão tổ ta và ngươi liều mạng. Lúc này nhiếp hồn lão tổ là khóc không ra nước mắt, tu đạo mấy vạn năm, được đến đại cơ duyên liên thành nhiếp hồn đại pháp. Hao hết vạn năm thời gian luyện thành 2 tôn thượng cổ á thánh thân thể cấp bậc con rối, tam đại hung thú chi hồn. Vốn dĩ cho rằng lần này rời núi hắn có thể đi quát tháo tiên giới phong cảnh một hồi, ai ngờ đến đụng phải như vậy cái vô danh tiểu bối, làm hắn liên tiếp vấp phải trắc trở hộc máu, muốn chết tâm đều có. Tự hào nhiếp hồn lão tổ, tự nhận là tiên giới một nhân vật, như thế mặt mũi mất hết, làm nhiếp hồn lão tổ không bao giờ bình tĩnh. Cũng mất đi lý trí. Nhìn Dương Nghị Vân giống giận lên. Ngay sau đó trong tay bộ xương khô quải trượng huy động toàn thân tuôn ra hắc sát nồng đậm phóng lên cao. Lúc này Dương Nghị Vân trên vai ngồi xổm thần ma điểu kêu to lên nói, tiểu tử tránh mau, cái này lão Đông Tây cư nhiên thiêu đốt tinh nguyên muốn cùng ngươi liều mạng, tính không ra a. Dương Nghị Vân lại là nhếch miệng một chút nói, muốn nói cái này lão bất tử thi triển nhiếp hồn thần thông ta thật đúng là sẽ lo lắng, nhưng là hiện tại hắn tưởng đua pháp lực. Ta còn chính không sợ hắn, đã sớm cho hắn chuẩn bị cuối cùng bữa tiệc lớn, hắc hắc. Dương mẫu nhân xấu xa cười, trong tay quang mang chợt lóe lại là xuất hiện một viên dưa hấu lôi, không chút do dự liền đối với nhiếp hồn lão tổ ném qua đi, hơn nữa nhanh chóng lui về phía sau. Thần ma điểu vừa thấy Dương Nghị Vân lấy ra dưa hấu lôi, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó nói, ách lão tử nhưng thật ra quên tiểu tử ngươi trên tay còn có này ngoạn ý, tiểu tử ngươi cùng ngươi cái kia lão hỗn đản sư phụ giống nhau hư a. Ha ha, bất quá lão tử thích, cái này đủ cái kia lão Đông Tây uống một hồ. Nơi xa bạo nộ nhiếp hồn lão tổ vũ động càn khôn, 4 phương 8 hướng hắc sát khí thành hình, thiêu đốt tự thân tinh nguyên thật là muốn liều mạng, không thiêu đốt cũng không được, hắn nhiếp hồn đại pháp nhằm vào chính là nguyên thần, nhưng đối Dương Nghị Vân không gì dùng. Cái này động pháp lực liền không được còn làm không xong Dương Nghị Vân, cho nên hắn muốn liều mạng. Một kích dựng lên, khổng lồ năng lượng hóa thành một cổ gió lốc. Đã có thể ở ngay lúc này, nhiếp hồn lão tổ nhìn đến kia tiểu tử đối hắn ném qua tới một viên thổ hoàng sắc trái cây nửa đồ vật, nắm tay lớn nhỏ một chút đồ vật, giờ phút này trong mắt hắn không chút nào thu hút, cũng căn bản là không để ở trong lòng. Bởi vì ở nhiếp hồn lão tổ nghĩ đến, khả năng chính là cái có độc chi vật, với hắn mà nói bất luận cái gì có độc chi vật đều không đáng giá nhắc tới, ở hắn tiên vương đại viên mãn tu vi năng lượng bùng nổ dưới, bất luận cái gì sự vật đều đem sẽ phá hủy thành bột phấn. Không sợ chút nào. Không chút do dự liền phát động công kích. Nhưng mà giờ phút này này viên nho nhỏ đồ vật đã tới rồi hắn trước người 3 mét chỗ,
hắn công kích thắng đi lên. Cùng thời gian lại là nhìn đến kia tiểu tử cư nhiên nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài, thật giống như muốn cố ý tránh né cái gì giống nhau, làm Nhiếp Hồn lão tổ cảm giác có chút không ổn. Giây lát chi gian thổ hoàng sắc tiểu trái cây với hắn một kích cường đại năng lượng va chạm ở một kích. Đầy cõi lòng tin tưởng, nén giận một kích chung còn mang theo pháp tắc khí chàng chi uy, Nhiếp Hồn lão tổ trong lòng còn cười lạnh, lui về phía sau cũng vô dụng, lão tổ ta tỏa định tiểu tử ngươi, này một kích chung quy muốn dừng ở tiểu tử ngươi trên người. Nhưng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa chi thân liền ở hắn trước mắt vang lên. Ầm vang. Trong nháy mắt Nhiếp Hồn lão tổ ngộ, cũng hối, càng sáng tỏ, nhưng cũng ăn. Này thanh động tĩnh, chính là kia tiểu tử ném lại đây nho nhỏ trái cây tạc nứt. Cường đại vô cùng năng lượng nháy mắt bùng nổ, hủy diệt hắn nén giận một kích không nói, càng muốn mệnh chính là cường đại khí lãng ở khoảnh khắc đem nó vùi lấp. A. Tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn mà ngăn. Nơi xa Dương Nghị Vân xem đánh thật lớn mây nấm bay lên trời. Từ 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 động tính có điểm đại, không tìm nổ chết lão bất tử không có. Lầm bầm lầu bầu trung Dương mẫu nhân trong tay lần thứ hai một phen, lại là một viên dưa hấu lôi xuất hiện. Ngay sau đó chậm rãi hướng về giữa sân mà đi, nếu không nổ chết, hắn chuẩn bị lại cấp Nhiếp Hồn lão tổ lão một viên. Này ngoạn ý hái xuống liền phải dùng hết. Dù sao không thể vượt qua quá nhiều thời gian bảo tồn, phụ trách thời gian dài liền tạc. Đệ nhị viên dưa hấu lôi ở trong tay sau, Dương Nghị Vân không chút do dự một chút đối với Nhiếp Hồn lão tổ nơi hoặc là nói nồng đậm bụi đất nơi vứt qua đi. Mặc kệ có chết hay không lại đến một viên tương đối bảo hiểm, rốt cuộc Nhiếp Hồn lão tổ cái này lão bất tử là tiên vương đại viên mãn cường giả, vạn nhất không chết liền cho hắn bổ một chút, hai viên dưa hấu lôi đi xuống, liền tính bất tử. Cũng muốn làm hắn tàn phế, dù sao không thể làm chính mình có hại. Ầm vang. Kinh thiên động địa tiếng động lại một lần vang lên, toàn bộ đại địa đều ở chấn động, Dương Nghị Vân cách hơn 1.000 mét ở ngoài lỗ tai đều có chút phát minh. Nhìn đến mấy chục mét cao khói bụi dâng lên, cái này Dương mỗ nhân rốt cuộc yên tâm. Thần ma điểu vừa thấy nhịn không được nói, tiểu tử ngươi quá xấu. Dương Nghị Vân để ý tới nó, chỉ là nhếch miệng nói. Sớm biết rằng liền dùng dưa hấu lôi tạc cái này lão bất tử. Đánh đổ đi, người này ngoạn ý tuy rằng uy lực cường đại, nhưng phía trước ngươi nhưng không cơ hội Nhiếp Hồn lão tổ sử dụng. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, Nhiếp Hồn lão tổ ngay từ đầu liền tránh né cùng hắn chính diện đối kháng, lão gia hỏa này là nhân tinh, nếu ngay từ đầu sử dụng dưa hấu lôi không nhất định có thể tạc đến hắn. Dù sao cũng là tiên vương đại viên mãn cao thủ, nếu không phải cùng hắn đấu pháp đến bây giờ. Làm lão Đông Tây cũng phun vài lần lão huyết, thẹn quá thành giận, căn bản đừng nghĩ tạc đến hắn. Nói trở về, tiểu tử ngươi càn khôn hồ rốt cuộc là cái gì trí bảo, như thế nào tùy tiện ra tới đồ vật đều như thế cường hãn. Thần ma điểu nhìn không được hỏi. Ngươi không phải tự xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu sao, ngươi như thế nào không biết. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, căn bản liền không chuẩn bị nói cho tạp mao điểu có quan hệ càn khôn hồ tin tức. Nhiều nhất tạp mao điểu chỉ là biết càn khôn hồ tồn tại cùng tên mà thôi. Càn khôn hồ chi mê, hắn cái này chủ nhân cũng đều không làm minh bạch lai lịch, bất quá cũng may hiện tại hoàn toàn khống chế càn khôn hồ trung cực lực lượng càn khôn thần điện chi lực, hắn cũng là có thể vận dụng, chẳng qua không dám mà thôi. Điểm này Dương Nghị Vân biết cùng chính mình tu vi thực lực có quan hệ, có lẽ tương lai hắn tu vi thực lực lần thứ hai tăng lên lúc sau vận dụng càn khôn thần điện chi lực liền sẽ không lọt vào rớt mạng nhỏ giống nhau phản phệ. Cùng thần ma điểu đấu võ mồm chung, Dương Nghị Vân thật cẩn thận đi tới nổ mạnh địa điểm. Hắn cũng không biết Nhiếp Hồn lão tổ có hay không bị hắn cấp nổ chết. Nồng đậm cho bụi thật lớn. Vung tay lên đem cho bụi tan đi, trước mắt lại là xuất hiện một cái đường kính ước trăm mét hố to. Cái này hố đi, có điểm đại. Nhưng cũng đầy đủ thuyết minh dưa hấu lôi uy lực. Bất quá có thể tạc ra đường kính trăm mét hố to, cũng ở trong dữ liệu. Lúc trước lần đầu tiên thí nghiệm dưa hấu lôi thời điểm, chính là ở càn khôn hồ sét đánh trên núi, sét đánh sơn độ cứng chính là ngoại giới không biết nhiều ít lần, cũng đều có thể tạc ra 5 đến 60 mét hố to, hiện tại giữa sân xuất hiện như vậy một cái trăm mét đường kính hố to cũng bình thường. Còn có lần trước hắn truy kích Tây Môn ra cái kia tiên vương. Một viên dưa hấu lôi không chỉ có nổ chết Tây Môn gia vị nào tiên vương cao thủ, thậm chí là tạc hủy hoại nửa cái Tây Môn gia kiến trúc đàn. Dưa hấu lôi thật đúng là vũ khí sắc bén a. Đáng tiếc chính là quá ít, một gốc cây sét đánh trên cây chỉ có 3 viên dưa hấu lôi, hơn nữa sử dụng rất một viên ngay sau đó muốn 1 năm thời gian mới có thể tìm ra,
không thể cuồn cuộn không ngừng sử dụng, đến lúc đó làm Dương Nghị Vân có chút tiếc nuối. Bất quá hắn ngẫm lại cũng biết đủ, vạn sự vạn vật cũng không thể quá nghịch thiên, quá mức nghịch thiên đồ vật, thường thường đều bị thiên cấp thu. Cứ việc là chỉ có 3 viên sử dụng, nhưng nếu là sử dụng thích đáng, cũng đủ hắn quát tháo một thời gian. Thứ này quá nhiều cũng chỉ sẽ làm hắn sinh ra rất lớn ỷ lại, nếu là có cuồn cuộn không ngừng dưa hấu lôi, mỗi lần chiến đấu đều không cần xuất lực, trực tiếp dùng rộng lượng dưa hấu lôi oanh tạc liền thành. Nhưng cứ như vậy hắn tu luyện liền phế đi. Cho nên 3 viên cũng biết đủ. Nhưng bụi đất bị hắn vung tay lên tan đi sau, hướng về chiều sâu có 10 mấy mét hố to cái đáy nhìn lại. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mừng rỡ. Chỉ thấy Nhiếp Hồn lão tổ 4 dạng 8 nằm ở hố to phía dưới. Bộ dáng thảm thiết vô cùng, nhưng còn có hơi thở tồn tại, lại cũng chỉ là thừa thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Đã cấu không thành uy hát iota. Nhảy xuống đến hố to nông nỗi, Dương Nghị Vân đi vào Nhiếp Hồn lão tổ bên người, lại thấy lão đông tây bộ xương khô quải trượng thượng che kín vết rách, hiển nhiên là phế bỏ. Hắn được đến tới lại là làm Nhiếp Hồn lão tổ mở hai mắt, nhưng lại thất khiếu xuất huyết, lão mắt vẫn đục tan dã nhìn Dương Nghị Vân, vẻ mặt hoảng sợ. Giờ phút này Dương mẫu nhân nhếch miệng nói, người cái lão bất tử thật đúng là mẹ nó khó chơi a. Hắn những lời này là có cảm mà phát. Đích xác một hồi chém giết đấu xuống dưới, hắn rất nhiều lần đều đi ở sinh tử bên cạnh, thật sự là hiểm nguy trùng trùng. Không thể không nói cái này lão bất tử có thủ đoạn có thực lực, nếu không phải chó ngáp phải ruồi trên người hắn vài loại lão nhân truyền thụ thần thông bí pháp, càng tốt có thể tương khắc lão đông tây nhiếp hồn đại pháp, đã sớm bị lão bất tử xử lý n trở về. Liên tính là lão đông tây bị thương dưới tình huống, hắn dùng 2 viên dưa hấu lôi đều không có nổ chết hắn, quả thực là đánh không chết Nga tạc bất tử lão cường. Còn sống, này nếu là lại làm hắn tu dưỡng một phen, chung quy còn có thể ngóc đầu trở lại, làm cho là cái nguy hiểm khó chơi lão bất tử. Bất quá hiện tại hảo, cuối cùng ngã xuống chính là cái này lão bất tử. Không khỏi đêm dài lắm mộng lại ra biến cố, Dương Nghị Vân chuẩn bị đưa cái này lão bất tử xuống địa ngục, rốt cuộc còn đi ra ngoài một cái hắc giáp đại hán, không chừng tình huống như thế nào đâu. Lại nói hắn cũng ở lo lắng Phương Đông người sát cùng Lạc Dương cùng với Tuyết Hương 3 người an ủi, cũng không biết bọn họ 3 người cùng hắc giáp đại hán chi gian chiến đấu như thế nào. Vẫn là chạy nhanh xử lý Nhiếp Hồn lão tổ đi xem Phương Đông người sát bọn họ 3 cái. Trong lòng nghĩ nếu Nhiếp Hồn lão tổ chết, nghĩ đến hắc giáp đại hán cũng liền mất đi khống chế, hẳn là sẽ dừng lại đi. Nghĩ đến thao tác vấn đề này, Dương Nghị Vân lại có chút rất nghi hoặc, phía trước chiến đấu hồng y nữ nhân chính là cái này lão bất tử chỉ huy ở thao tác, mà hắc giáp đại hán trực tiếp đuổi theo Phương Đông người sát 3 người, hiển nhiên không có lão bất tử ở hiện trường thao tác, lại là không biết này trung gian có hay không cái gì không đúng địa phương. Có chút không nghĩ ra, nhưng cũng không nghĩ, trực tiếp nâng lên tay, trong tay pháp lực ngưng tụ dựng lên, liền phải đối Nhiếp Hồn lão tổ một trường chụp được hoàn toàn giết hắn. Đã có thể ở thời điểm này 2 thanh âm đồng thời vang lên. Đừng giết ta. Từ từ. Người trước là Nhiếp Hồn lão tổ xin tha. Nhưng người sau cư nhiên là thần ma điểu mở miệng. Dương Nghị Vân trung quy vẫn là dừng lại, hỏi thần ma điểu nói, tạp mao điểu ngươi có ý tứ gì? Cấp cái này lão bất tử cầu tình. Dương mẫu nhân đôi mắt chừng mắt nhìn lên. Lúc này thần ma điểu không chút do dự mắng nói, ngươi cái nhược kê có phải hay không ngốc a? Giết hắn nhiều nhất ngươi giải hận mà thôi, nhưng nếu là tiểu tử ngươi đem cái này lão đông tây lưu lại, làm hắn thần phục ngươi, ngươi không phải nhiều một cái cường hãn người hầu sao? Cái này lão tiểu tử tu luyện thượng cổ thất truyền đã lâu Nhiếp Hồn đại pháp, chuyên môn thần thông tà tính vô cùng, rất khó tu luyện, trong lời đồn thượng cổ thời đại Nhiếp Hồn đại pháp người sáng tạo, lấy bản thân chi lực lay động toàn bộ tiên giới, tiểu tử ngươi ngẫm lại đây là kiểu gì uy thế? Lại nói, cái này lão đông tây có thể thao tác 2 tôn á thánh con rối, ngươi làm hắn thần phục, nhưng không phải tương đương còn có thể đạt được 2 tôn á thánh con rối sao? Nói thật Nhiếp Hồn đại pháp thượng cổ thời đại kia chính là đỉnh đỉnh đại danh, chẳng qua cái này lão tiểu tử tu luyện không tới nhà, nếu không tiểu tử ngươi liền tính hôm nay những cái đó thủ đoạn ở cường đại gấp 10 lần, cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Cho nên a, ngươi ngẫm lại này có phải hay không một bút có lời mua bán, lưu lại hắn so giết hắn mạnh hơn nhiều. Nơi này là nguyền rủa nơi, ở chỗ này bên cạnh ngươi nhiều bực này cao thủ, chẳng phải là không có việc gì. Thần ma điểu dứt lời, nằm trên mặt đất hộc máu Nhiếp Hồn lão tổ lập tức gật đầu nói, đúng đúng đúng, này con chim nhỏ nói rất đúng, cầu ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý đối thiên đạo thể nguyện trung thành ngươi.
Nhiếp Hồn lão tổ nói chuyện chi gian lão nghiêm trọng lấp lánh sáng lên, sinh tử hết sức có thể sống sót, so cái gì đều cường, đây là mỗi một cái tu luyện vô số tuế nguyệt tu sĩ trong lòng hiểu được, chỉ có tồn tại mới có hy vọng. Đã chết chỉ có thể là một hoàng thổ, biến mất ở lịch sử sông dài chung. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhiếp Hồn lão tổ, lại là đối thần ma điểu nói, giết hắn, ta có thể chính mình tu luyện Nhiếp Hồn đại pháp, cái này lão đông tây loại trạng thái này, đối hắn siêu hồn không có kỹ thuật hàm lượng, dễ như trở bàn tay có thể được đến hắn trong đầu Nhiếp Hồn đại pháp, lão bất tử thiếu chút nữa làm tiểu gia ta quải rớt, lại đối mông điểm xuống tay, còn thương ta nữ nhân, lưu trữ hắn ta sẽ thực khó chịu. Nhiếp Hồn lão tổ vừa nghe tức khắc cả người chính là run lên. Bởi vì Dương Nghị Vân nói hoàn toàn chính xác, đích xác hắn hiện tại trạng thái không chỉ có là thân thể đã chịu bị thương nặng, nghiêm trọng chính là nguyên thần, nếu là Dương Nghị Vân đối hắn siêu hồn thật đúng là không có biện pháp. Thần ma điểu, hắc hắc liền tính như tiểu tử ngươi lời nói đối hắn siêu hồn có thể được đến nhiếp hồn đại pháp, nhưng tu luyện nhiếp hồn đại pháp đó là mặt khác một chuyện, lão tử nhưng nói tu luyện nhiếp hồn đại pháp sẽ biến người không người quỷ không, thân thể biến thành cực âm, ha ha. Tu luyện đến cuối cùng chính là một khối hoạt cương thi, tiểu tử ngươi không tin hỏi một chút lão gia hỏa này có phải như vậy hay không? Nhiếp Hồn lão tổ nghe thần ma điểu nói xong, vội vàng mở miệng nói, đúng đúng đúng, đích xác như thế, tu luyện nhiếp hồn đại pháp đối thân thể thương tổn rất lớn, cuối cùng thật là sẽ là hoạt cương thi kết cục, mấu chốt là sẽ mất đi song tu chi nhạc, mất nhiều hơn được. Cái này lão bất tử hiện tại chỉ nghĩ sống, chỉ cần có thể sống sót, hắn liền có biện pháp phản kích. Đã chết mới là bạch chết. Dương Mẫu Nhân ngay từ đầu nghe được thần ma điểu nói lưu lại Nhiếp Hồn lão tổ lý do liền có chút tâm động, vừa rồi nói kia phiên lời nói cũng chỉ là ở trong lòng tìm cái thuyết phục chính mình lý do. Hiện tại vừa nghe, tu luyện Nhiếp Hồn đại pháp liền sẽ mất đi song tu chi nhạc, tức khắc cả người đều là run lên, này ngoạn ý ai tu luyện ai mẹ nó chính là đại ngốc tử, hắn mới không làm. Ho khan một tiếng, nheo lại mắt thấy Nhiếp Hồn lão tổ nói. Lão Đông Tây ngươi cũng thật nguyện ý thần phục ta. Nhiếp Hồn này lão tổ vừa nghe Dương Nghị Vân nhả ra, vội vàng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, nguyện ý nguyện ý. Đối Nhiếp Hồn lão tổ cái này tu luyện mấy vạn năm tuế nguyệt lão nhân tinh tới nói, so bất luận kẻ nào đều biết sinh mệnh quý giá, mặc kệ thế nào có thể sống sót chính là có hy vọng. Chỉ có tồn tại hắn mới có thể phiên bàn. Trước mắt tình thế bức bách, thần phục tiểu tử này duy nhất đường ra, chờ hắn khôi phục lại. Ngày sau suy nghĩ biện pháp thoát khỏi đó là, này đối có hắn tới nói không khó. Há có không đáp ứng chi lý. Dương Nghị Vân nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm Nhiếp Hồn lão tổ, lại thấy cái này lão bất tử hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh, nào có không biết lão gia hỏa này tâm tư. Đối thiên đạo thề nguyện trung thành cái này lời nói, hắn mới sẽ không tin tưởng, nếu quyết định lưu lại cái này lão bất tử vì chính mình sử dụng, Dương Nghị Vân há có thể không có khống chế hắn thủ đoạn. Nháy mắt liền nghĩ tới sinh tử phù kinh. Sinh tử phù dùng để giờ phút này Nhiếp Hồn lão tổ là nhất thích hợp bất quá. Trực tiếp ở lão gia hỏa nguyên thần đánh vào một đạo sinh tử phù, đời này hắn liền phiên không được thiên. Sinh tử khống chế ở chính mình trong tay, cuối cùng hắn ngày sau lại nghiêu, cũng chỉ cần một ý niệm là có thể làm hắn hồn phi phách tán. Sinh tử phù kinh, chết phù nhưng công kích, sinh phù có thể thêm vào nhất định pháp lực, sinh tử hợp nhất liền có thể khống chế người khác sinh tử. Vô cùng bá đạo. Đương nhiên này một môn thần thông tác dụng không ngừng tại đây, cái này yêu cầu ngày sau hảo hảo đi tìm hiểu nghiên cứu, hắn tu luyện tìm hiểu không lâu, cũng chỉ có thể làm được nơi này, nhưng dùng để thao tác Nhiếp Hồn lão tổ vậy là đủ rồi. Trọng điểm là cái này lão bất tử đừng phản kháng, đối với hiện tại hắn tới nói, muốn cưỡng chế tính cấp một vị tiên vương đại viên mãn cao thủ cấp bậc nguyên thần trong vòng đánh vào sinh tử phù vẫn là tương đối khó khăn. Nhưng là chỉ cần đối phương không phản kháng liền có thể, một khi sinh tử phù tiến vào nguyên thần, như vậy Nhiếp Hồn lão tổ liền tính ngày sau tiến giai tiên đế cũng đều muốn ở hắn khống chế dưới. Nhiếp Hồn lão tổ liền nói nguyện ý lúc sau, lập tức há mồm liền phải thề. Bất quá lại bị Dương Nghị Vân ngăn lại nói, thề liền không cần, so sánh với ngươi lời thề, tiểu gia ta càng tin tưởng chính mình, ta muốn ở nguyên thần ban ngươi một đạo sinh tử phù, ngươi có bằng lòng hay không? Đương nhiên có thể cho ngươi nói rõ. Sinh tử phù chỉ là khống chế ngươi thủ đoạn, đối với ngươi không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Dứt lời lúc sau, Dương Nghị Vân đôi mắt khát khao nhìn chằm chằm Nhiếp Hồn lão tổ. Mà Nhiếp Hồn lão tổ nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, khóe miệng liền nhìn không được trừ trừ, trong lòng thẳng chửi má nó. Cái gì sinh tử phù lão Đông Tây không biết,
nhưng là ý tứ nghe được thực minh bạch, chính là một loại thao tác sinh tử thủ đoạn. Nhiếp hồn lão tổ trong lòng kêu rên, này chẳng lẽ chính là thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu sao? Hắn tu luyện nhiếp hồn đại pháp chính là nhiếp người nhiếp hồn thao tác sinh tử, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên cũng có cùng loại thủ đoạn, hiện giờ phải dùng ở trên người hắn. Cái này làm cho nhiếp hồn lão tổ nghĩ tới báo ứng. Nhưng không có biện pháp, cũng không dám nói một cái không tự. Bởi vì hắn nhìn xem tiểu tử này nheo lại ánh mắt liền cả người một run run, hắn biết chỉ cần hắn dám nói một cái không tự, tiểu tử này sẽ không chút do dự giết hắn. Thân bị trọng thương, trở thành tù nhân, tình thế so người cường, nhiếp hồn lão tổ biết hắn không thể không đối mặt cái này tàn khốc hiện thực, hôm nay là nhất định phải đem mạng già giao cho tiểu tử này. Vốn dĩ đi, hắn đánh bản tính thực hảo, thề một phen thần phục tiểu tử này, tạm thời ôm lấy mạng già, chờ ngày sau tìm kiếm cơ hội phản phệ xử lý tiểu tử này hết thảy liền vạn sự đại cát. Thiên đạo lời thề không chỗ không ở, đối tu sĩ ước thúc phi thường đại, nhưng nói trắng ra là không tuân thủ lời thề nhiều nhất đã chịu thiên đạo phản phệ, đối này nhiếp hồn lão tổ là có biện pháp ứng đối thiên đạo lời thề phản phệ. Ai biết tiểu tử này cư nhiên không ấn lẽ thường ra bài, muốn ở hắn nguyên thần tiếp theo nói cái gì sinh tử phù. Nếu là thật như vậy, đến lúc đó đã có thể thật sự đem mạng già giao cho tiểu tử này. Làm sao bây giờ? Nhiếp hồn lão tổ trong lòng vô cùng rối rắm. Nếu không lựa chọn tự bảo vệ mình kéo đến. Hắn đường đường tiên vương đại viên mãn cao thủ, nhiếp hồn lão tổ, há có thể làm một cái tiểu bối khống chế sinh tử. Hắn sở tu luyện đại đạo chính là khống chế người khác sinh tử, nếu như bị người khác khống chế sinh tử chẳng phải là thiên đại chê cười. Nhiếp hồn lão tổ trong lòng vô cùng rối rắm, thiên nhân giao chiến A. Chính là, hắn thật sự thì ra bạo sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Nếu có thể tự bạo, có thể kiên cường đã sớm tự bạo. Nhưng thật làm hắn không hề phản kháng, làm tiểu tử này ở nguyên thần trong vòng đánh vào cái gì sinh tử phù, từ nay về sau hoàn toàn khống chế hắn sinh tử, đã có thể vĩnh vô phiên ngày. Liền ở nhiếp hồn lão tổ vô cùng rối rắm thời điểm. Dương Nghị Vân nhìn ra cái này lão bất tử hai tròng mắt chung chớp động, cười lạnh một tiếng sát khí giống như thực chất hóa đè ở cái này lão đông tây trên người, ngữ khí lạnh băng vô cùng nói, ngươi nếu là chơi đa dạng, hoặc là sốt ruột xuống địa ngục, tiểu gia ta hiện tại liền tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi lưu cái toàn thây, yên tâm có ngươi không ngươi đều giống nhau, thật sự cho rằng tiểu gia hiếm lạ ngươi như vậy cái lão nô lệ sao? Lời này một chỗ, tức khắc làm nhiếp hồn lão tổ cả người chấn động. Hắn từ linh hồn chỗ sâu trong cảm nhận được tiểu tử này một chút đều không có nói giỡn, chỉ cần hắn có bất luận cái gì một chút dị động, tiểu tử này thật sự sẽ không chút do dự giết hắn. Nhìn Dương Nghị Vân lạnh băng hai tròng mắt liếc mắt một cái, nhiếp hồn lão tổ nội tâm cười khổ một chút, như là tiết khí bóng cao su sâu trong nội tâm một chút tà niệm tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn rõ ràng chính mình không có tự bạo dũng khí, hơn nữa tiểu tử này cũng căn bản sẽ không cho hắn tự bạo cơ hội, trong cơ thể ngoại thương thế nghiêm trọng vô cùng. Dầu hết đèn tắt bên cạnh, như thế nào đi tự bảo. Sống sót đi. Nội tâm hiện lên này đó ý niệm, nhiếp hồn lão tổ mở miệng nói, chủ nhân anh minh, lão nô nguyện ý tiếp thu hết thảy chủ nhân ban ân. Nói chuyện cuối cùng một chút hơi thở tiểu tam hầu như không còn, hoàn toàn từ bỏ bất luận cái gì phản kháng, chỉ cần có thể mạng sống, lại nghiêm trọng thương thế hắn đều có năng lực khôi phục lại. Nhưng là đã chết, liền thật là hết thảy hư vô, chết tử tế không bằng lại tồn tại, nhận mệnh. Ha ha, tính ngươi cái lão tiểu tử biết điều. Dương Nghị Vân ha ha cười, lập tức trong tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, ngay lập tức trực tiếp một cái sinh tử phù xuất hiện, khẽ quát một tiếng, đi. Màu lam huyền ảo phù văn, ngay lập tức chi gian từ nhiếp hồn lão tổ giữa mày chui đi vào. Dương Nghị Vân nhất tâm nhị dụng, gắt gao nhìn chằm chằm nhiếp hồn lão tổ, một khi phát hiện có dị động, hắn sẽ không chút do dự diệt sát lão ra hỏa. Cũng may, hết thảy thuận lợi. Sinh tử phù không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại liền tiến vào nguyên thần bên trong. Đương sinh tử phù tiến vào nhiếp hồn lão tổ nguyên thần trong phút chốc, Dương Nghị Vân cảm nhận được đến từ nhiếp hồn lão tổ sợ hãi, từ nguyên thần truyền lại mà đến. Giờ khắc này hắn chân chính khống chế nhiếp hồn lão tổ sinh tử, thực rõ ràng cảm giác, chỉ cần trong tay hắn một cái tay quyết, thoáng vừa động tiến vào nhiếp hồn lão tổ nguyên thần sinh tử phù sẽ ở nháy mắt khởi động, làm nhiếp hồn lão tổ hồn phi phách tán. Sau khi thành công, Dương Nghị Vân rốt cuộc cười, cũng buông xuống sở hữu đề phòng. Đối nhiếp hồn lão tổ cái này lão đông tây, nói thật hắn là đánh tâm nhãn đề phòng, thật sự là lão đông tây quá khó chơi, không thể không nói lão gia hỏa này thật là cái nhân vật.
hiện tại hảo, rốt cuộc đem hắn sinh tử khống chế ở lòng bàn tay. Từ đây lúc sau, hắn bên người chính là nhiều một cái thực lực thủ đoạn không tầm thường cao thủ. Xa không nói, chỉ cần Hắc Giáp Đại Hán cùng Hồng Y Nữ Nhân hai cái thượng cổ luyện thể cực hạn á thịnh con rối, chỉ cần thao tác thích đáng, chính là tiềm lực vô hạn cao thủ. Nhiếp Hồn lão tổ ở cấp bậc là có thể thao tác hai đại con rối chém giết Tiên Vương cấp bậc, hơn nữa cơ hồ vô địch, chờ có một ngày Nhiếp Hồn lão tổ bước vào Tiên Đế cấp bậc, là có thể thao tác hai đại con rối đối chiến Tiên Đế, tiến vào Tiên Tôn là có thể đối kháng Tiên Tôn. Đương nhiên Tiên Tôn có thể hay không tiến vào liền xem Nhiếp Hồn lão tổ có hay không cái kia cơ duyên. Dù sao dựa theo thần ma điểu nói, hai tôn á thánh con rối là thượng cổ tiên nhân chung đi thân thể tu luyện đạt tới kim tự tháp người, tự nhiên lý luận thượng là có thể cùng Tiên Tôn đối chiến. Nghĩ vậy chút sau, Dương Nghị Vân lại là nhìn không được bật cười. Vung tay lên một giọt sinh mệnh chi thủy cho Nhiếp Hồn lão tổ, hiện tại cái này lão đông tây là chính mình tùy tùng tiểu đệ, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Ban hắn một giọt sinh mệnh chi thủy, ít nhất có thể khôi phục hắn thân thể thương thế. Vài phút sau Nhiếp Hồn lão tổ, ở dùng Dương Nghị Vân một giọt sinh mệnh chi thủy sau, thân thể chi thương nhanh chóng khôi phục, rốt cuộc có sinh cơ, trong lòng đại hỉ, bò lên thân, trịnh trọng đối với Dương Nghị Vân thăm viếng đi xuống nói, lão nỗ có chí bái kiến chủ nhân. Dương Nghị Vân sửng sốt nói, nguyên lai ngươi có tên A, còn tưởng rằng ngươi cái lão không. Lão tiểu tử đã kêu Nhiếp Hồn lão tổ. Hồi bẩm chủ nhân, Nhiếp Hồn lão tổ là lão nô tự phong. Tên lão có chí Nhiếp Hồn lão tổ khó được mặt già đỏ lên. Dương Mỗ Nhân cười hắc hắc nói, không tồi, về sau ngươi tên cửa hiệu vẫn là kêu Nhiếp Hồn lão tổ đi, nghe khí phách. Đối với Nhiếp Hồn lão tổ tới nói, hắn hiện tại không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể là Dương Mỗ Nhân nói cái gì hắn chính là cái gì. Liên tục gật đầu đáp ứng. Cứ việc bị Dương Nghị Vân khống chế sinh tử. Nhưng Nhiếp Hồn lão tổ hoặc là nói ốc có chí kỳ thật trong lòng rõ ràng, chỉ cần hắn không phản kháng liền sẽ không có việc gì, tương phản cẩn thận tưởng tượng, cái này chủ nhân kỳ thật có chút thần bí, có lẽ đi theo hắn ngày sau cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Không nói đến phía trước hắn kia ùn ùn không dứt thần thông thủ đoạn, chỉ cần vừa mới cho hắn dùng một giọt màu xanh lục giọt nước, thế nhưng khiến cho hắn ở ngắn ngủn 10 tức thời gian nội khôi phục thân thể thương thế, này ở Nhiếp Hồn lão tổ xem ra quả thực là nghe sợ nghe hỏi việc. Cái gì chí bảo có thể có như vậy kỳ hiệu? Nhiếp Hồn lão tổ trước kia nhưng không nghe nói qua. Một giọt thủy, không chỉ là trị liệu hảo hắn thân thể thương thế, ngay cả phía trước bị hao tổn thần hồn cũng ẩn ẩn có tu bổ, nói là thần tích cũng đều không quá. Ở phía trước hắn bị cái này chủ nhân trong tay cái loại này trái cây liền cắn hai lần, hư hao bộ xương khô quải trượng, hao hết pháp lực thần hồn, Tiên Vương đại viên mãn thủ đoạn đều xuất hiện, mới khó khăn lắm để lại non nửa nhảy mạng ra. Vốn tưởng rằng liền tính là cái này chủ nhân vòng qua hắn, muốn khôi phục lại ít nhất cũng muốn cùng 10 năm 8 năm. Nhưng hiện tại hắn có tin tưởng nửa tháng là có thể khôi phục. Thực sự bị cái này chủ nhân một giọt giọt nước chí bảo cấp chấn động. Thế gian chí bảo cũng bất quá như thế, hoặc là nói chính là này trở đi. Thẳng đến giờ phút này, Nhiếp Hồn lão tổ mới nhìn thẳng vào trước mắt chủ nhân. Hắn, rốt cuộc là người nào? Dù sao tuyệt đối không phải là vô danh hạng người. Phía trước hắn chính là vẫn luôn đều cho rằng cái này chủ nhân là cái vô danh hạng người. Tương phản hiện tại Nhiếp Hồn lão tổ cho rằng, cái này chủ nhân tất nhiên là cái xuất thân đại gia đại tông con cháu, hơn nữa là siêu nhiên cái loại này. Bởi vì phía trước những cái đó thần thông bí pháp, Nhiếp Hồn lão tổ tuy rằng chưa thấy qua, nhưng lại có thể kết luận là cao giai bí pháp thần thông, ở tiên giới nhưng phàm là cao giai bí pháp thần thông, đều bị ngoại lệ đều là xuất từ đại tông đại gia. Hơn nữa một giọt thần bí giọt nước, cùng tạc quá hắn cái loại này thổ hoàng sắc cái trái cây, bất luận cái gì một loại đều nghịch thiên chí bảo cấp bậc, ngẫm lại đều có chút ra đầu tê dại. Cho nên Nhiếp Hồn lão tổ như vậy tưởng tượng, ngược lại cho rằng đi theo cái này chủ nhân tương lai có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Kỳ thật Nhiếp Hồn lão tổ rất muốn hỏi một chút cái này chủ nhân bối cảnh lai lịch, nhưng là không dám. Rốt cuộc phía trước hai người còn đang liều mạng chém giết, một cái muốn lộng chết một cái. Nhưng hiện tại hắn thành hắn nô bộc. Điểm này giác ngộ Nhiếp Hồn lão tổ vẫn phải có. Đối cái này chủ nhân phân tích qua đi, Nhiếp Hồn lão tổ cũng cân nhắc chính hắn định vị, hoặc là nói giá trị. Hắn đối cái này chủ nhân mà nói giá trị, quyết định hắn ngày sau tại bên người vận mệnh cùng tiền đồ. Cẩn thận ngẫm lại, Nhiếp Hồn lão tổ làm người kỳ thật hắn giá trị đối trước mắt cái này chủ nhân tới nói còn là phi thường đại. Đầu tiên đơn nói tu vi hắn chính là Tiên Vương đại viên mãn cấp bậc.
kém một bước chính là tiên đế cường giả, tiên giới tuy rằng to lớn nhưng tu vi có thể đạt tới hắn cái này cấp bậc tuyệt đối cũng nhiều. Mặt khác trong tay hắn có thể thao tác hai tôn á thánh con rối, liền tính là làm hắn chính diện lại chống chọi tiên đế cũng là có nắm chắc, có thể trợ giúp cái này tu vi chỉ có tiên quân chủ nhân rất nhiều, cho nên ngắn hạn nội xem, hắn giá trị rất lớn, chỉ cần không tìm đường chết, là có thể hỗn thực hảo. Như vậy tưởng tượng lúc sau, Nhiếp Hồn lão tổ trong lòng cứ yên tâm nhiều. Mà đối với Dương Mẫu Nhân mà nói, lúc này hắn trong lòng kỳ thật ở vụng trộm nhạc. Một cái Nhiếp Hồn lão tổ thần phục, với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, hơn nữa đi, hắn tổng cảm giác lão gia hỏa này nhưng không đơn giản. Mặc kệ thế nào, dù sao đều thần phục hắn, thực sự là chuyện tốt. Luẩn quẩn trong lòng tâm đều khó. Đơn giản nghi thức hoàn thành lúc sau, Dương Nghị Vân cũng không có cùng Nhiếp Hồn lão tổ ở khách sáo, hắn trong lòng còn nhớ Thương Phương Đông người sắt cùng Lạc Dương, Tuyết Hương ba người, phía trước Nhiếp Hồn lão tổ phái ra đi Hắc Giáp Đại Hán truy kích ba người, cũng không biết hiện tại bọn họ ba cái thế nào. Đứng lên đi, nhớ kỹ người chủ nhân ta kêu Dương Nghị Vân Dương Mẫu Nhân xem như chính thức giới thiệu chính mình, hai người đánh một trận vài lần sinh tử bên cạnh, cũng chưa báo quá tên, đương nhiên từ vừa xuất hiện liền động thủ đến bây giờ, cũng không có cơ hội. Lão nô nhớ kỹ Nhiếp Hồn lão tổ thực mau liền bãi chính mình vị trí, hắn là tu luyện thành tinh nhân vật, tự nhiên biết nhân vật thay đổi thái độ. Đối này Dương Mẫu Nhân thực vừa lòng, ngay sau đó nói, chạy nhanh triệu hồi người phái ra đi Hắc Giáp Đại Hán. Nhưng đừng người bị thương ta kia ba cái bằng hữu. Chủ nhân yên tâm ở ta cảm giác chung, kỳ thật Hắc Giáp con rối đã bị trấn áp ở, ngài ba vị bằng hữu hẳn là đều không có việc gì. Nhiếp Hồn lão tổ nói. Dương Nghị Vân sửng sốt, nhếch miệng cười, lại cũng minh bạch lại đây, Nhiếp Hồn lão tổ lời nói có lẽ là thật sự, nếu là Hắc Giáp đại hán không có bị Phương Đông người sát ba người kiềm chế, có lẽ lão Đông Tây đã sớm ở phía trước triệu hoán tới đối phó chính mình. Chỉ có bị Phương Đông người sắt ba cái kiềm chế, mới quá không tới. Vậy đi thôi, đi xem. Nói đến cùng Dương Nghị Vân vẫn là không yên tâm. Theo sau hắn mang theo Nhiếp Hồn lão tổ hành tẩu ra 10 dặm xa, quả nhiên thấy được Phương Đông người sắt cùng Lạc Dương, Tuyết Hương, đương nhiên còn có Nhiếp Hồn lão tổ Hắc Giáp con rối. Chẳng qua giờ phút này Hắc Giáp con rối nhìn qua có chút thê thảm, bị Phương Đông người sắt ba người thành tam tài chi thế cấp chân áp. Ở Hắc Giáp đại hán trên người có một phen đại ấn, kim quang lấp lánh nhìn rất là thần bí, nhưng phát ra hơi thở lại là dày nặng vô cùng. Cách thật xa Dương Nghị Vân liền nhìn đến Phương Đông người sắt cùng Lạc Dương cùng với Tuyết Hương thành vây quanh, đem Hắc Giáp đại hán vây quanh ở trung ương, mà Hắc Giáp đại hán là trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, ở trên người hắn huyền phù kim quang đại ấn. Phương Đông người sắt ba cái còn lại là trong tay pháp lực lôi kéo ở đại ấn thượng. Vừa thấy chính là tự cấp đại ấn cung cấp pháp lực duy trì đại ấn chấn áp Hắc Giáp đại hán cục diện. Thấy như vậy một màn, Dương Nghị Vân liền cười, cùng hắn phỏng đoán giống nhau, này một phương đại ấn chí bảo, tất nhiên là Phương Đông người sắt không thể nghi ngờ. Liền nói sao, làm Đông Phương gia độc đinh, Phương Đông Hạo Thiên cái này phong hào tiên đế tôn tử, Phương Đông người sắt trên người tất nhiên là có bảo mệnh đòn sát thủ. Này một phương đại ấn, Lạc Dương sẽ không có, Tuyết Hương càng không có. Chỉ có thể là Phương Đông người sắt đồ vật. Dương Nghị Vân sau khi đi qua Phương Đông người sắt tự nhiên cũng thấy được Dương Nghị Vân lại đây, chính là nhìn đến Dương Nghị Vân phía sau cư nhiên đi theo Nhiếp Hồn lão tổ thời điểm, Phương Đông người sắt sắc mặt đại biến lên. Người sắt đừng khẩn trương, đã không có việc gì, các người ba cái có thể buông ra cái này Hắc Giáp đại hán, Nhiếp Hồn lão tổ đã thần phục với ta, không có việc gì. Dương Nghị Vân tự nhiên thấy được Phương Đông người sắt cùng Lạc Dương ba người thần sắc biến hóa. Sợ có hiểu lầm hắn bay nhanh nói ra, làm các nàng đừng khẩn trương. Mà Phương Đông người sắt ba người nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, nhìn nhìn lại đi theo hắn phía sau Nhiếp Hồn lão tổ một bộ cung cung kính kính bộ dáng, hình như là có chuyện như vậy. Nhưng có cái vấn đề mọi người đều biết một cái trọng điểm vấn đề, đó chính là Nhiếp Hồn lão tổ am hiểu thao tác, tu luyện chính là Nhiếp Hồn đại pháp. Lúc này Dương Nghị Vân cùng Nhiếp Hồn lão tổ nghênh ngang đi tới, ai biết có hay không vấn đề. Phương Đông người sắt cùng Lạc Dương, Tuyết Hương liếc nhau, ba người trong mắt đều thấy được băn khoăn, ngay sau đó nhanh chóng thu công lui về phía sau. Phương Đông người sắt đối với đại ấn vung tay lên, hóa thành một khối nắm tay lớn nhỏ kim sắc ấn thu hồi bàn tay, ba người thối lui đến cùng nhau, cùng Dương Nghị Vân cùng Hắc Giáp đại hán bảo trì tương đối khoảng cách. Vân tử ngươi có phải hay không ngươi Nhiếp Hồn lão tổ cái này lão vương bát khống chế? Phương Đông người sắt nhìn Dương Nghị Vân lớn tiếng nói chuyện. Sau đó có hướng về phía Nhiếp Hồn lão tổ tức giận nói,
lão bất tử ngươi mẹ nó buông ta ra huynh đệ, nếu không hôm nay ta Phương Đông người sắt đánh bạc mệnh đi, cũng muốn cùng ngươi liều mạng. Lời nói là như thế này nói, này là Phương Đông người sắt trong lòng rõ ràng, thật muốn là Dương Nghị Vân bị nhiếp hồn lão tổ thao tác, hắn cùng nhiếp hồn lão tổ liều mạng một chút tự tin đều không có, không nói cái khác chỉ cần cái này hắc giáp đại hán, liền thiếu chút nữa muốn bọn họ ba cái mệnh, cuối cùng vẫn là hắn thỉnh ra tới trước khi đi thời điểm, ra ra ban cho Tiên Sơn đại ấn, liên hợp Lạc Dương, Tuyết Hương trấn áp ở hắc giáp đại hán. Vốn dĩ nghĩ lại qua một hồi là có thể đem hắc giáp đại hán trấn áp chết, sau đó liền đi quay đầu lại tìm Dương Nghị Vân, ai ngờ đến Dương Nghị Vân cư nhiên tới, hơn nữa cùng nhiếp hồn lão tổ cùng đi đến, nghênh ngang, hoàn toàn như là giống như người không có việc gì. Nhiếp hồn lão tổ người nào, cái gì tu vi, Dương Nghị Vân cái gì tu vi bọn họ ba cái đều rõ ràng, đệ nhất sự tình liền cho rằng Dương Nghị Vân bị nhiếp hồn lão tổ thao tác, giờ phút này tìm bọn họ ba cái chính là có trá. Ở ba người giao lưu ánh mắt sau, vội vàng thối lui bảo trì khoảng cách, cần phải phòng bị, một mặt đây là nhiếp hồn lão tổ mưu kế, đừng bọn họ ba cái đều bị hạ độc thủ, đến lúc đó đại gia tất cả đều sẽ xong đời. Dương Nghị Vân cùng nhiếp hồn lão tổ nghe được Phương Đông người sắt kêu gọi. Người trước cảm động, bởi vì Dương Nghị Vân nghe ra Phương Đông người sắt trong giọng nói đối hắn lo lắng, mà người sau còn lại là vất vả chua xót, rất muốn nói một câu, ta mẹ nó mới là bị thao tác người a. Nhìn Phương Đông người sắt cùng Lạc Dương, Tuyết Hương ba người cảnh giác lo lắng, Dương Nghị Vân ở cảm động qua đi, vung tay lên đối với nhiếp hồn lão tổ nói, cấp một cái biểu hiện đi, bằng không bọn họ không tin a. Nhiếp hồn lão tổ khóe miệng trừ trừ dựng lên, đối mặt Dương Nghị Vân, hai chân một loan quỳ xuống, hô to, chủ nhân tại thượng, đều là lão nô sai. Nói xong lại nhìn về phía Phương Đông người sắt ba cái vẻ mặt đau khổ khóe miệng trừ trừ nói, ba vị, ta mới là bị thao tác người a. Nhiếp hồn lão tổ lời này vừa ra tới, nơi xa Phương Đông người sắt ba người trợn mắt há hốc mồm, nhưng là ngay sau đó hoan hô lên, tức khắc liền hiểu không là nhiếp hồn lão tổ thao tác Dương Nghị Vân. Ngược lại là Dương Nghị Vân thao tác nhiếp hồn lão tổ. Tuy rằng không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút ba người có thể xác định, đó chính là Dương Nghị Vân không có bị nhiếp hồn lão tổ thao tác, càng không có âm mưu. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì nhiếp hồn lão tổ đường đường tiên vương đại viên mãn cao thủ, muốn thu thập bọn họ, hoàn toàn không cần thiết vì diễn kịch mà đối một cái tu vi yếu đi một cái đại trình tự Dương Nghị Vân quỳ xuống, tiên vương có tiên vương khí khái. Chỉ có thể thuyết minh, thật là Dương Nghị Vân thao tác nhiếp hồn lão tổ, cái này rốt cuộc yên tâm. Phương Đông người sắt hô to một tiếng nhào hướng Dương Nghị Vân. Mấy người chạm mặt, từng người giảng thuật phía trước kinh tâm động phách, lại cũng thổn thức vô cùng. Bất quá chung quy là Dương Nghị Vân đại hoạch toàn thắng, thậm chí được đến một cái nhiếp hồn lão tổ thần phục. Lúc này hạ màn, đoàn người trải qua chuyện này, cũng đều kiệt sức, lựa chọn một chỗ, đả tọa nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau đó quyết định tiếp tục đi trước Hắc Hà nơi. Dương Nghị Vân đối Hắc Hà bảo tàng tâm tâm niệm niệm, hắn mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới tiên quân đại viên mãn, chính là cảnh giới còn không có càng sâu tới, yêu cầu một phần cơ duyên. Mà Hắc Hà bảo tàng chính là một cái cơ hội. Một cái có lẽ có thể làm hắn tăng lên cảnh giới cơ hội. Bởi vì nói lên Hắc Hà bảo tàng, nhiếp hồn lão tổ cư nhiên cũng biết, lại còn có nói hắn lần này mục đồng dạng cũng là buôn Hắc Hà bảo tàng mà đến. Phương Đông người sắt sở hiểu biết Hắc Hà bảo tàng tin tức không nhiều lắm, nhưng là nhiếp hồn lão tổ lại đối Dương Nghị Vân nói một phen lời nói, làm Dương Nghị Vân trong lòng kích động lên. Dựa theo nhiếp hồn lão tổ cách nói, hắn thế nhưng đi qua Hắc Hà bảo tàng nơi. Đoàn người tìm được rồi một chỗ yên lặng nơi, nên chữa thương, nên khôi phục pháp lực, tóm lại mọi người đều từng có bị thương, bao gồm Dương Nghị Vân cũng giống nhau. Trên thực tế Dương mỗ nhân tiêu hao ở mọi người là lớn nhất một cái. Chẳng qua hắn không có biểu hiện ra ngoài. Một phen đại chiến xuống dưới, hắn là trong cơ thể ngoại đều bị thương, chẳng qua không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhiếp hồn lão tổ an bài hắc giáp đại hán cấp mọi người hộ pháp. Một tháng sau, đại gia lần lượt khôi phục. Liền mặt nhiếp hồn lão tổ cũng khôi phục nguyên thần thương thế. Bất quá, hiện tại lão gia hỏa này cũng không dám có bất luận cái gì tàn niệm. Bởi vì hắn biết Dương Nghị Vân đánh vào hắn nguyên thần sinh tử phù thật sự có thể muốn hắn mạng ra. Ở chữa thương thời điểm nhiếp hồn lão tổ cẩn thận quan sát quá, phát hiện hắn căn bản liền đụng chạm không đến sinh tử phù, cũng không dám đi đụng chạm, chỉ cần hắn lực lượng tiếp xúc đến sinh tử phù trước tiên liền sẽ bị Dương Nghị Vân phát hiện, loại cảm giác này là vô cùng rõ ràng.
cho nên hắn căn bản là không dám đi mạo hiểm. Một khi bị Dương Nghị Vân phát hiện, hắn phỏng chừng Dương Nghị Vân sẽ ở trước tiên giết hắn, điểm này hắn biết rõ, vẫn là học làm người thông minh đi. Đem trong lòng hết thảy tà niệm cấp áp chế đi xuống. Phương Đông người sắt cùng Lạc Dương cùng với Tuyết Hương ba người đến lúc đó nhanh nhất khôi phục lại, các nàng ba cái đối chiến hắc giáp đại hán thời điểm, tiêu hao nhiều nhất chính là pháp lực, cái này dùng tiên thạch là có thể khôi phục, đến không có chịu cái gì thương. Bất quá Dương Nghị Vân biết tất cả đều là dựa Phương Đông người sắt trong tay nào một phương đại ấn, hiển nhiên đó là Phương Đông người sắt át chủ bài, lại là bị hắc giáp đại hán cấp bức bách ra tới, nhưng cũng làm cho bọn họ ba người tưởng an không có việc gì. Điểm này đủ để thuyết minh Phương Đông người sắt nào một phương đại ấn lợi hại. Không hề nghi ngờ là một kiện chí bảo, bất quá Dương Nghị Vân không có chút nào vấn đề ý tứ, hắn nhưng không nghĩ bị Phương Đông người sắt hiểu lầm. Đến nỗi Dương Nghị Vân chính mình, thương thế tuy rằng khôi phục lại đây, nhưng xuất hiện vấn đề cũng có, lại còn có yêu cầu cần thiết đi giải quyết mới được. Vấn đề này là hắn dùng 3 viên Mỹ Kim Hỗn Nguyên Đan mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới tiên quân đại viên mãn vấn đề. Tu luyện chi đạo mặc kệ ở bất luận cái gì trình tự đều chú ý chính là một bước một dấu chân tăng lên, đột phá tu luyện càng là cầu nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên mà đột phá. Mạnh mẽ tăng lên tu vi đều xem như gian lận, hoặc nhiều hoặc ít là có tai họa ngầm tồn tại. Tuy rằng hắn dùng Hỗn Nguyên Tiên Đan là cao giai tiên đan di chứng sẽ không tồn tại nhiều ít, nhưng lý luận thượng tướng dùng bất luận cái gì đan dược đều là có hậu di chứng, đây là ở chỗ hoặc nhiều hoặc ít, hoặc là nói là ảnh hưởng lớn không lớn vấn đề. Hắn lần này cũng không ngoại lệ. Mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới tiên quân đại viên mãn tệ đoan là, cảnh giới thượng không có theo kịp, uổng có pháp lực, nhưng xác căn bản liền phát huy không ra chân chính tiên quân đại viên mãn thực lực tới. Nếu đem tu vi cùng cảnh giới dùng một cái so sánh nói, đó chính là một người. Tu vi thực lực là người lực lượng, mà cảnh giới liền tư tưởng. Hai người nếu không thể xứng đôi liền sẽ mất đi cân bằng. Tuy rằng Dương Nghị Vân hiện tại còn không biết mất đi cân bằng sẽ có cái gì ảnh hưởng, nhưng cảm giác nhất định không phải là chuyện tốt. Hắn tình huống hiện tại, giống như là một cái người trưởng thành chỉ có một hài đồng tư duy giống nhau, hoàn toàn không xứng bộ. Cho nên đương vụ chi chính là dạng đem tư duy đền bù đi lên, hoặc là nói đem cảnh giới từ tiên quân lúc đầu tăng lên tới tiên quân đại viên mãn làm thực lực tu vi cùng cảnh giới cân bằng, như thế mới là chân chính tiên quân đại viên mãn. Nhưng Nhiếp Hồn lão tổ nói ra hắn đi qua Hắc Hà, càng biết Hắc Hà bảo tàng lúc sau, Dương Nghị Vân liền càng thêm kiên định đi trước Hắc Hà nơi. Đứng dậy lúc sau Dương Nghị Vân làm Nhiếp Hồn lão tổ cho đại gia nói một chút hắn sở hiểu biết Hắc Hà bảo tàng việc. Nhiếp Hồn lão tổ trầm tư một phen nói, hồi bẩm chủ nhân, Hắc Hà bảo tàng nói đến, kỳ thật ở hỗn loạn tiên vực nghe đồn thật lâu, chẳng qua rõ ràng biết Hắc Hà bảo tàng việc thế lực cùng người, giới hạn trong những cái đó cổ xưa thế lực. Nói như thế nào đâu, Hắc Hà bảo tàng tương truyền là hồng hoang thời đại đại yêu vương thủy tinh sư tử động phủ, càng là có tiên thạch mạch khoáng tồn tại, nhưng này đó chỉ là đại đa số người biết. Rất nhiều người không biết chính là, chân chính Hắc Hà bảo tàng nội thất yêu vương trong động phủ chí bảo, thủy tinh thần thạch. Thủy tinh thần thạch, đó là cái gì? Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi. Cụ thể là cái dạng gì thần thạch không có người biết, nhưng là vẫn luôn đều có truyền lưu một cái bí văn là, thủy tinh thần thạch chính là thần vật. Là tu luyện thần vật, nghe đồn là một khối hơi thở thông tam giới thần thạch, thượng có thiên đạo khắc văn, xem chi nhưng ngộ đạo, ngồi trên thủy tinh thần thạch thượng tu luyện, nhưng tu nguyên thần, hiểu được đại đạo, tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Hắc Hà bảo tàng vạn năm mới mở ra một lần, vạn năm trước ta đi theo sư môn trưởng bối đi vào một lần, đáng tiếc khi đó chỉ có thể ở bên cạnh đi lại đi lại. Thủy tinh động phủ nguy hiểm thật mạnh, không phải như vậy hảo tiến, đến nay mới thôi cũng không có người tìm được thủy tinh thần thạch. Bất quá ta nhưng thật ra được đến một ít manh mối, lần này rời núi, kỳ thật ta cũng là buôn Hắc Hà bảo tàng đi, chỉ là không nghĩ tới đụng phải chủ nhân ngài người. Khụ khụ, lúc này mới có nhiều chuyện như vậy. Nói đến cuối cùng hết sức, Nhiếp Hồn lão tổ trong lòng là thực buồn bực, hắn nếu là sớm biết rằng Mông Điềm là Dương Nghị Vân người đánh chết hắn đều sẽ không động Mông Điềm. Bắt giữ Mông Điềm chính là bệnh nghề nghiệp, hắn tu chính là Nhiếp Hồn đại pháp, đối với hết thảy hồn phách sinh linh đều thiên nhiên cảm thấy hứng thú. Tự nhiên liền muốn đem Mông Điềm luyện thành Nhiếp Hồn con rối, đến lúc đó tìm một khối cường đại thi thể thân thể làm Mông Điềm vào ở đi vào, liền sẽ là một cái cường đại con rối. Đến nỗi muốn bắt cảnh sán hoàn toàn là ở vào háo sắc, kết quả lại là bi kịch, trêu chọc Dương mẫu nhân. Hiện tại ngẫm lại Nhiếp Hồn lão tổ ruột đều hối thanh, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận.
hết thảy đều xong rồi, hắn cũng chỉ có thể làm Dương Mẫu Nhân người hầu. Thật sự là tìm đường chết, không trách thiên. Dương Nghị Vân không có đi xem Nhiếp Hồn lão tổ buồn bực mặt già, trong đầu lại là hạ quyết tâm, lần này Hắc Hà là cần thiết đi. Không nói cái khác, chỉ cần Nhiếp Hồn lão tổ trong miệng thủy tinh thần thạch cư nhiên có thể hiểu được điểm này, hắn liền phải đi. Hắn hiện tại liền yêu cầu chính là cảnh giới tăng lên, mà cảnh giới tăng lên trọng điểm liền ở hiểu được đại đạo thượng. Đến nỗi có thể hay không có cơ duyên tìm được thủy tinh thần thạch, nào đến xem cơ duyên, dù sao hắn muốn nỗ lực đi tranh thủ, không đi nỗ lực, cái gì đều là nói suông. Hơn nữa lần này thu phục Nhiếp Hồn lão tổ, cư nhiên còn đi qua Hắc Hà bảo tàng nơi, với hắn mà nói bản thân chính là cơ duyên, còn có cái gì lý do không đi. Đại gia cùng nhau thương lượng một phen sau liền xuất phát. Bất quá ở xuất phát phía trước, Dương Nghị Vân đem Hồng Y Á Thánh con rối từ Hoàng Tuyền huyết quan trung phóng ra, hiện tại Nhiếp Hồn lão tổ đều thần phục, Hồng Y Á Thánh con rối tự nhiên không cần thiết đi phong ấn, hơn nữa đều sẽ xưng là cường đại bảo tiêu. Thả ra sau, Dương Nghị Vân trừng mắt nhìn giống nhau Nhiếp Hồn lão tổ nói, làm nàng đem ta Đồ Long kiếm giao ra đây đi. Ngay từ đầu hắn Đồ Long kiếm đã bị Hồng Y con rối cấp thu đi biến mất không thấy, tất nhiên là trên người có cái gì chứa đựng không gian tồn tại. Nhiếp Hồn lão tổ xấu hổ cười, đối với Hồng Y con rối vung tay lên, ngay sau đó Đồ Long kiếm quả nhiên từ Hồng Y con rối trong cơ thể chợt lóe mà ra. Dương Nghị Vân thu hồi Đồ Long kiếm, nhìn thoáng qua xích quả quả Hồng Y con rối, trừng mắt đối Nhiếp Hồn lão tổ nói, cho nàng tìm quần áo trên giường a. A nga nga nga, tốt. Nhiếp Hồn lão tổ sửng sốt, phản ứng lại đây vung tay lên, Hồng Y con rối trên người như cũ mặc vào một bộ Hồng Y trường bào, bao vây kín mít. Được rồi, xuất phát đi. Người đến mang lộ Dương Nghị Vân lắc đầu đối lão gia hỏa này có chút vô ngữ, hắn không nghĩ ra Nhiếp Hồn lão tổ nghĩ như thế nào, sẽ cho Hồng Y con rối cùng Hắc Giáp Đại Hán con rối trong cơ thể đánh vào hung chịu chi hồn đi vào. Vấn đề này sau lại Nhiếp Hồn lão tổ nói cho Dương Nghị Vân, nói là hai tôn con rối, dù sao cũng là thượng cổ á thánh thân thể, cũng là bên trong không bỏ nhập hung thú chi hồn, sợ áp không được, vô cùng có khả năng sẽ sinh ra tự chủ ý thức, đến lúc đó hắn cũng khống chế không được. Bất quá ở xuất phát phía trước, Dương Nghị Vân trong óc đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Đối với Nhiếp Hồn lão tổ nói, như thế nhân vật, sinh thời tất nhiên là cường đại vô thượng hạng người, bị người cái lão tiểu tử như vậy lăn lộn, cấp trong cơ thể đánh vào hung thú chi hồn, thật là đối nàng vũ nhục. Như vậy cái này Hồng Y Á Thánh ta muốn, người đem nàng trong cơ thể hung thú chi hồn rút khỏi tới, về sau nàng đi theo ta. Nhiếp Hồn lão tổ vừa nghe lập tức vẻ mặt đau khổ nói, không được a chủ nhân. Nếu là đem nàng trong cơ thể hung thú chi hồn rút khỏi tới, đến lúc đó không có áp chế, nàng sẽ sinh ra tự mình ý thức, ta. Lão nô đã có thể nguy hiểm a. Dương Nghị Vân đôi mắt chừng nói, nàng liền tính sinh ra ý thức cùng ngươi có quan hệ gì, đừng vô nghĩa chạy nhanh. Nhiếp Hồn lão tổ vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhân a, ta trộm nàng mộ, về sau nếu là nàng sinh ra ý thức, bực này cường đại nhân vật, sẽ có bản năng cảm giác, đến lúc đó nàng sẽ căm thù ta. Sẽ giết ta à? Đừng vô nghĩa, ta có biện pháp khống chế nàng. Dương Nghị Vân không nghe. Không có biện pháp, Nhiếp Hồn lão tổ đành phải khuất phục ở Dương Mẫu Nhân uy dưới, rút khỏi Hồng Y con rối trong cơ thể hung thú chi hồn. Mà Dương Mẫu Nhân còn lại là tại hạ một khắc, đối Hồng Y con rối trong cơ thể đánh vào một đạo sinh tử phù, hắn cũng là đột phát kỳ tưởng, không biết sinh tử phù đối một khối xác ướp cổ thể, có thể hay không hữu hiệu, nhưng chính là muốn thử xem. Sinh tử phù đối người sống là hữu hiệu, Dương Nghị Vân không biết đối thượng cổ thi thể có hay không dùng. Cũng chỉ là muốn thử xem hiệu quả, cũng không báo cái gì hy vọng, sở dĩ tìm Nhiếp Hồn lão tổ muốn Hồng Y con rối, hoàn toàn là bởi vì hắn đối Hồng Y con rối ấn tượng khắc sâu, hơn nữa làm Nhiếp Hồn lão tổ lấy hung thú chi hồn tới chân áp Hồng Y con rối thân thể, quả thực là đối khối này thượng cổ á thánh tiên thể vũ nhục. Còn không bằng muốn lại đây hảo. Đến nỗi Nhiếp Hồn lão tổ cảm thụ hắn mới sẽ không để ý tới. Chờ đến Nhiếp Hồn lão tổ giải trừ đối Hồng Y con rối khống chế, Dương Nghị Vân chính là một đạo sinh tử phù đánh vào Hồng Y con rối trong cơ thể. Ngay sau đó lại là một màn kỳ dị xuất hiện. Hắn không nghĩ tới nguyên bản chỉ là ôm thử xem thái độ đi thử thử sinh tử phù công hiệu, lại là không nghĩ tới ở hắn sinh tử phù tiến vào Hồng Y con rối trong cơ thể lúc sau, thật là có không tưởng được biến hóa. Thử thúc dục sinh tử phù. Sinh tử phù liền ở Hồng Y con rối trong cơ thể oanh một chút khuếch tán đi ra ngoài, lan tràn ở nàng toàn bộ thân thể bốn phía. Nhìn như sinh tử phù nháy mắt tiêu tán,
Kỳ thật Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, sinh tử phù lực lượng còn ở Hồng Y con rối trong cơ thể, hơn nữa tựa hồ cùng hắn chi gian cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Dương Nghị Vân một chốc một lát không nghĩ ra. Khá vậy liền ở ngay lúc này, đột nhiên một đạo tinh dao động ở hắn trong óc vang lên. Ngươi là ai? Có chút mơ hồ truyền lại, nhưng Dương Nghị Vân nghe được rành mạch. Lần này đem hắn dọa nhảy dựng. Ngay sau đó hắn cũng mở to hai mắt nhìn, lại là phát hiện cái này tinh thần dao động đúng là từ Hồng Y con rối mà đến. Nàng sinh ra ý thức. Dương Nghị Vân nội tâm khiếp sợ vô cùng. Giờ phút này hoàn toàn có thể xác định thật là Hồng Y con rối cư nhiên sinh ra ý thức. Thử đáp lại, ta là người chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân. Lúc này đạo thứ hai tinh thần dao động truyền đến. Đúng vậy, ta là chủ nhân của ngươi Dương Nghị Vân, ngươi về sau muốn nghe ta nói. Dương mẫu nhân mặt không đỏ khí không xuyễn nói chuyện. Ân, ta về sau muốn nghe chủ nhân nói. Hồng Y con rối lần này truyền tới rõ ràng tinh thần dao động. Điểm này cũng không khó lý giải, Dương Nghị Vân đánh vào ở nàng trong cơ thể sinh tử phù bản thân đối nàng chính là một loại thao tác, thiên nhiên điều kiện hạ hắn chính là nàng chủ nhân. Hơn nữa hiện tại Dương Nghị Vân đột nhiên có chút minh bạch, Hồng Y con rối sở dĩ có thể sinh ra tự mình ý thức, cập có khả năng cùng sinh tử phù có rất lớn quan hệ,